Hiện tại phiền toái càng lớn là, Khương Vô Tâm muốn đánh xé trời nguyên chấn ngục kết giới. Tại dạng này cục diện hỗn loạn phía dưới, Lý Thiên Mệnh để tốc độ nhanh nhất Miêu Miêu, theo Khương Phi Linh bị nuốt hút trở về linh thể, nhanh đi đối phó thái cổ tà ma. Đồng thời, hắn cũng để cho Lam Hoang cùng Tiên Tiên chạy trở về. Miêu Miêu nếu là có thể đến trước, các loại Tiên Tiên cùng Lam Hoang trợ giúp đến, còn có thể tiếp tục cải biến cục diện. Cũng không biết, còn có thể hay không tới kịp. Không có Linh Nhi phụ linh, sức chiến đấu của ta sau đó hàng một cái cấp độ, bất quá Khương Vô Tâm đồng dạng, cũng không phải là chân chính tầng 12 tử kiếp. Hắn không có thời gian do dự. Chỉ có thể tranh thủ thời gian an bài, phân phối, để chúng nó ba cái lập tức trở về. Chính hắn cùng Huỳnh Hỏa, thì tiếp tục hướng về Thiên Nguyên đỉnh phương hướng chạy như điên. Không hề nghi ngờ, tốc độ của hắn, so với trước đó chậm. Hết thảy, biến đến càng mạo hiểm. Hắn muốn truy đuổi Khương Vô Tâm, tâm lý lo lắng hơn Khương Phi Linh an nguy. Linh Nhi, nhất định muốn còn sống, chờ ta trở lại. Rầm rầm rầm, nội tâm liệt hỏa, cháy hừng hực. Thái cổ tà ma, Khương Vô Tâm, các ngươi, chết chắc. Nhiên Linh Cung, dừng tay cho ta. Thái cổ tà ma lớn tiếng cười, theo một tòa phế tích bên trong đi ra. Nó cái kia một đôi to lớn móng vuốt, lại nắm bắt hai đầu so sánh phía dưới, lộ ra vô cùng nhỏ bé cánh tay. Cái này hai cánh tay, thuộc về Khương Phi Linh Tiên Thiên Thần Thai. Thái cổ tà ma nắm bắt cánh tay của nàng, đem nàng treo ở trước mặt mình. Tại phía sau của nàng, cũng là thái cổ tà ma miệng to như chậu máu. Mà dưới chân của nó, còn dẫm lên Lâm Tiêu Tiêu, đem còn muốn bỏ dậy Lâm Tiêu Tiêu, triệt để đặt ở trong đất bùn. Tại thái cổ tà ma trước mặt, là hơn 1 triệu người. Bọn họ truy đến nơi này, lại thấy được tình cảnh như vậy. Cái này một cái liền mệnh hồn đều không có người, chính là của các ngươi tôn thần A. Thái cổ tà ma vui cười hỏi. Thái cổ hiên viên thị hậu nhân nhóm, toàn bộ tụ ở cùng nhau. Nhìn lấy cái này kinh hồn một màn, sắc mặt đều đã trắng bệch. Cái này cũng quá vô dụng A, cái này đều giống như chết A, các ngươi còn cúng bái hống người. Ha ha, ta cười. Thái cổ tà ma muốn là còn có cái tay thứ ba, chỉ sợ cũng muốn phình bụng cười to. Buông ra tôn thần. Rất nhiều người chỉ có thể phẫn nộ gào thét, lại không thể động thủ. Bởi vì vi tôn thần xem ra, tùy thời đều có thể, bị đối phương xé rách thành toái phiến. Đừng ầm ĩ nhao nhao, thu hồi các ngươi loại này không biết sống chết ánh mắt, quỷ thần nhất tộc lập tức đánh đến nơi, tiếp đó, thì là các ngươi tối thiểu trăm vạn năm ác mộng. Các ngươi nhân tộc có thể sinh, đầy đủ đem ta cho ăn no. Những ngày tiếp theo, thật tốt hưởng thụ đi. Yếu ớt sinh mệnh, vốn là cần phải bị nô dịch, đúng hay không? Đến mức cái này cái gọi là tôn thần, liền xem như ta đồ chơi tốt, ta còn muốn lấy ra, đổi Lý Thiên Mệnh mạng chó đây. Nó nắm bắt Khương Phi Linh hai tay, nắm bắt thả ở trước mắt, giơ cái mũi ngửi một trận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dựa theo các ngươi nhân tộc tiêu chuẩn, đây chính là cái đại mỹ nhân A. Cũng là cái này cánh tay cùng bắp đùi, đều quá chướng mắt, ta trước nhổ, nàng hẳn là sẽ không chết đi. Thái cổ tà ma như ác mộng một dạng tiếng cười, để toàn trường phẫn uất. Đừng ầm ĩ, đừng nhúc nhích, nếu không ta lập tức, thì xé nát nàng. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi, đều là thí thần giả. Thì một câu nói kia, thái cổ tà ma đã đem tất cả mọi người, bức cho chết rồi. Một bầy kiến hôi, trợn to ánh mắt của các ngươi, thật tốt thưởng thức thưởng thức. Ta thái cổ tà ma, chơi như thế nào chết các ngươi đế tử cùng tôn thần. Ta sống trăm vạn năm, chỉ những thứ này thối đồ chơi, dám cùng ta đấu. Nhớ tới đoạn thời gian trước, một mực bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, nghiền ép. Trước kia càng là phẫn nộ, hiện tại thì càng thống khoái. Nhìn kỹ a, xé xác cánh tay, hắc hắc. Nó nắm bắt Khương Phi Linh hai tay, sau đó, bắt đầu dùng lực kéo ra ngoài. Thảm liệt như vậy chàng diện. Tuyệt đối là hiên viên thị ác mộng. Đúng vào lúc này, một đạo nơi xa mà đến quang ảnh, đang lóe lên ở giữa, trong nháy mắt đâm vào Tiên Thiên Thần Thai lên. Thứ quỷ gì, linh hồn thành thể, thái cổ tà ma ngây ra một lúc. Nó trước mắt Khương Phi Linh, ngay một khắc này, đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt kia, biến ảo khôn lường lại lạnh lùng, giống là có ngàn vạn năm triền miên cổ lịch sử, tại thái cổ tà ma trước mắt nở rộ. Con mắt này bên trong xuyên thấu mà ra quang mang. Tại chỗ đâm vào thái cổ tà ma trên thân. Cái quỷ gì? Thái cổ tà ma nhắm mắt lại, kêu thảm một tiếng. Nó linh hồn run rẩy, toàn thân đều run run một chút.
một loại đến từ trong huyết mạch đản sinh chí mạng hoảng sợ, để nó ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là một cái biến hóa mà thôi, thái cổ tà ma chỗ cảm nhận được là, vừa rồi cái kia nhìn như sắp gặp tử vong thần thể, lại tại bỗng nhiên ở giữa, hóa thân thành từ xưa đến nay thần linh, đứng tại vĩnh hằng đỉnh phong phía trên, lấy lạnh lùng nhất ánh mắt, xem kỹ lấy nó, để nó cảm giác mình, chỉ là một con dã thú. Nó tuy nhiên bản năng hoảng sợ, nhưng là bản tính hung hãn, để nó còn muốn xé rách Khương Phi Linh. Chỉ bằng ngươi một xúc sinh, cũng dám đụng ta. Cái kia tính mịch mà âm lãnh thanh âm, tại trên lỗ tai nổ vang, càng làm cho thái cổ tà ma hai tay đều run một cái. Ngươi là nhân vật gì? Thái cổ tà ma tê tâm liệt phế quát. Nó thật sợ. Hừ. Chí tôn kia giống như thần nữ, lười nhác lại cùng thái cổ tà ma nói một câu. Trên người của nàng bạo phát ra vạn trượng quang mang, trực tiếp lập lòe cả tòa hiên viên hồ. Tôn thần hiển linh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tuyệt sử phùng sinh. Đến thời khắc như vậy, liền thần tông bên ngoài sinh tử kiếp cảnh các cường giả, đều đối thần tông đệ tử cùng tôn thần, hoàn toàn phục. Đệ tử nghịch thiên coi như xong. Cái này chưa bao giờ lộ diện hiên viên si, tại thời khắc này, vậy mà để thái cổ tà ma mất tiếng. Thậm chí, thất thanh chỉ là bắt đầu. Một tiếng kinh khủng chấn động, một tòa màu đen cùng thần thành cổ xưa, đột nhiên xuất hiện tại Nhiên Linh Cung trên không. Tòa thành trì kia, bao phủ tại ma khí ngập trời bên trong, dường như bị giam cầm, đã mất đi vốn có bộ dáng. Ma thành, tôn thần cộng sinh thú ma thành, rốt cục xuất hiện. Đây là thái cổ hiên viên thị trong lịch sử, thần kỳ nhất truyền thuyết. Một cái không có cộng sinh thú, lại nương theo lấy ma thành mà thành thiên tài thiếu nữ, 20 tuổi thành tựu thượng thần, nhưng lại ly kỳ tử vong, đến bây giờ đều là bí ẩn. Không sai ngày hôm nay, ma thành lại lần nữa xuất hiện. Dạng này một tòa cổ xưa mà quỷ dị thành trì, kỳ thật cũng là thượng cổ thần táng. Hỗn độn thần đế cùng Dạ Lăng Phong Nguyên Thủy Ma Tôn, đều đến tự tòa thành trì này. Đây là hiên viên si bí mật lớn nhất, liền Lý Thiên Mệnh đều không biết chút nào, Khương Phi Linh làm hậu thiên thần thai chi linh, đồng dạng đối nó không hiểu rõ. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ lên, đã từng có một tòa vĩnh hằng thành trì. Hắn ở trong giấc mộng, nhìn qua cái kia cùng Khương Phi Linh một dạng nữ tử, cùng tiên tiên cùng một chỗ. Tòa thành trì kia, cùng hiện tại ma thành, đều là vĩnh sinh thế giới thành. Một tòa, liền thái cổ tà ma cũng không biết thành trì, cứ như vậy xuất hiện. Sau một khắc trong nháy mắt, cái kia ma thành chấn áp mà xuống, trực tiếp chùm lên thái cổ tà ma trên đỉnh đầu. A! À, thái cổ tà ma, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, tại chỗ đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm, ma thành ầm vang chấn áp, đem gắt gao áp tại trên mặt đất, nó toàn thân nhuốm máu, cốt cách đứt gãy, tại chỗ trọng thương. Thái cổ tà ma chỉ còn lại một cái đầu, còn ở lại bên ngoài, nhưng lại chỉ có thể kêu thảm. Dạng này một màn, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó cuồng hô. Rất nhiều thần tông cường giả, dường như thấy được chân thực thượng thần, lòng mang thành kính, quỳ trên mặt đất. Tôn thần. Tại bọn họ cuồng nhiệt ánh mắt bên trong, cái kia bao phủ tại trong ánh sáng thiếu nữ tóc đen, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thái cổ tà ma trước mắt. Con mắt của nàng trắng lóa, xem ra hoàn toàn không có cảm tình. Thượng thần, tha mạng, ta sai rồi. Thái cổ tà ma tránh thức sợ hãi. Nó ý thức được, đây tuyệt đối là một cái, siêu việt nó tầng thứ tồn tại. Nó không hiểu, vì cái gì Viêm Hoàng Đại Lục, sẽ có nhân vật như vậy. Càng không hiểu, lực lượng của nàng, vì sao như thế không ổn định. Thậm chí xem ra, thân thể của nàng cơ hồ không có có sức mạnh, nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện ma thành, lại đủ để cho nó run rẩy. Tại thái cổ tà ma thê thảm cầu xin tha thứ thời điểm, Khương Phi Linh không hề bị lay động. Nàng bỗng nhiên duỗi ra một cái ngón trỏ, cái kia ngón trỏ bên trong, đã tuôn ra một giọt thần huyết. Khương Phi Linh, đem ngón tay này, đặt ở thái cổ tà ma trên trán. Sau đó bắt đầu, vẽ lên một cái đồ án. Cái kia đồ án, hoàn toàn do huyết sắc cấu thành, tinh hồng mà dữ tợn, trực tiếp thẩm thấu, tràn vào thái cổ tà ma thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, phỏng chế ra ngàn ngàn vạn, giống như là huyết sắc hoa hồng một dạng, bò đầy thái cổ tà ma thân thể. Ô ô, thái cổ tà ma thất kinh, thê thảm khóc giống, còn đang dẫy dụa, cầu xin tha thứ. Thẳng đến sau cùng, huyết sắc hoa hồng, đã nở đầy toàn thân nó.
So với thái cổ tà ma trước kia đen nhánh thân thể, hiện tại nó, muốn đẹp hơn rất nhiều, quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng, thái cổ tà ma chính mình lại hỏng mất. Cái này, đây là cái gì a? Ta cầu xin tha thứ còn không được sao? Nó hàm răng kịch liệt run rẩy. Cái này kinh khủng ra hỏa, không có giết chết chính mình, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Thái cổ tà ma thật hối hận. Nó biết, nhất định là mình trêu chọc, đem cái quái vật này cho dẫn đi ra. Muốn là nó không động vào nàng, nói không chừng chính mình còn tại đại sát tứ phương. Hiện đang hối hận, đã vô dụng. Làm đồ án sau khi hoàn thành, nó trong mắt quang mang kia lập lòe nữ tử, đi tới Lâm Tiêu Tiêu trước mắt. Lâm Tiêu Tiêu sớm đã ngốc trệ. Nàng bị, Khương Phi Linh, vịn, ngơ ngác đứng lên. Nhà đầu này toàn thân đều là bùn đất cùng vết máu, nàng lại hoàn toàn chưa phát giác, nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, nhìn nhiều lần. Linh công chúa, sao, thế nào lại là ngươi? Đây không phải Lý Thiên Mệnh, tại Chu Tước Quốc bạn gái sao? Nàng là tôn thần. Điều này nói rõ, hắn một mực tại thần tông, cùng tôn thần nói chuyện yêu đương a. Trách không được hắn muốn ở tại Nhiên Linh Cung. Mặc dù biết chân tướng, nhưng Lâm Tiêu Tiêu hiện tại, vẫn chỉ có kính sợ. Làm, Khương Phi Linh, ánh mắt, xuyên thấu tâm linh của nàng thời điểm, hắn thanh âm đồng dạng tại Lâm Tiêu Tiêu bên tai quanh quẩn. Ta cho xúc sinh này, hạ, sắc vi huyết chú. Ngươi, nhớ kỹ chú ngữ. Làm nó không nghe lời thời điểm, niệm tụng chú ngữ, có thể để nó, sống không bằng chết. Sau đó, ngươi, là nó chúa tể. Mấy câu nói đó, để Lâm Tiêu Tiêu tại mờ mịt thời điểm, lại mừng rỡ như điên. Vâng, cảm ơn Linh Công, tôn thần, ta nhất định nhớ kỹ. Thái cổ tà ma, cũng có hôm nay. Lâm Tiêu Tiêu cảm giác giống như là đang nằm mơ. Tiếp đó, cái kia sắc phi huyết chú ngữ, tại bên tai vang lên tới. Chú ngữ cũng không tính lớn lên, Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi quên, vội vàng ở trong lòng đọc thuộc lòng. Bỗng nhiên, cái kia vịn tay của mình, bỗng nhiên buông lỏng. Trước mắt, Linh Công Chúa, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, tiếp đó, toàn thân mềm xuống dưới, xem ra muốn té xỉu. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng vịn nàng. Rất rõ ràng, trên người nàng loại kia cảm giác khủng bố, rất nhanh liền biến mất. Thậm chí ngay cả cái kia đè ép thái cổ tà ma ma thành, đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hắc quang, tràn vào Khương Phi Linh trong thân thể. Hiện tại, tôn thần, xem ra chỉ là một cái thánh chi cảnh giới người bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Duy chỉ có thái cổ tà ma bò lên, nó nháy mắt, nhìn chằm chằm trên người, sắc vi huyết chú, nhìn hồi lâu, lại nhìn ảm đạm Khương Phi Linh, nó bỗng nhiên cười. Thì cái này a, sau đó thì sao? Nó giữ tợn ánh mắt, quét về Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đem Khương Phi Linh, cho tiến lên đây Hiên Viên Ngu. Mọi người thấy tôn thần khí tức còn tại, chỉ là giống như hôn mê đi, tâm lý mới đã thả lỏng một chút. Nhưng là, vừa còn tại cầu xin tha thứ thái cổ tà ma, giống như lại muốn làm yêu. Làm nó sắc mặt âm trầm, hướng về Lâm Tiêu Tiêu mà đến thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu vừa đọc thuộc lòng nửa ngày, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bắt đầu niệm tụng. Người bình thường kia tựa hồ nghe đều không nghe được chú ngữ. Đột nhiên, thái cổ tà ma trên người hoa hồng văn, bỗng nhiên động, huyết quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thái cổ tà ma sửng sốt một chút. Sau đó, nó trực tiếp ngã lăn xuống đất lên, kêu thê lương thảm thiết. Loại đau khổ này tựa như là ngũ tạng lục phủ bị người móc ra, cái kia răng cưa một chút xíu chặt đứt một dạng, nó cái kia to lớn giọng, làm đến tất cả mọi người đang lùi lại. A à. Thái cổ tà ma lăn lộn đầy đất, thậm chí chính mình nện đầu mình. Ầm ầm, Nhiên Linh Cung càng là thành một vùng phế tích. Cái này cần có bao nhiêu đau, mới có thể làm cho thảm như vậy. Làm sao cảm giác, so chết đều khó chịu a. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều cảm thấy, cái này thái cổ tà ma giống như quá thảm rồi, thì đi theo gặp báo ứng giống như. Chính nó dùng móng vuốt, đều đem trên người lân giáp, nguyên một đám cho giữ lại. Tại khóc giống bên trong, lại bắt đầu một bên đánh lăn, một bên cầu xin tha thứ. Cho đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới đình chỉ niệm tụng chú ngữ. Thái cổ tà ma mới nằm dạp trên mặt đất, thê thảm khóc giống, không ngừng thở dốc. Rõ chưa, từ hôm nay trở đi, ngươi không nghe lời, ta liền để ngươi nghe lời. Lâm Tiêu Tiêu lãnh đạm nói. Ta hiểu được, tiểu tổ tông, ta hiểu được, ô oa. Thái cổ tà ma triệt để quỳ. Chỉ có nó tự mình biết. Sắc phi huyết chú, khủng bố đến mức nào?
tranh thủ thời gian đứng lên, mang ta đi truy Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu. Là. Thái cổ tà ma vội vàng làm theo. Bản ma, có được giãn được. Nó như thế an ủi. Sớm trước lúc này, Miêu Miêu bọn họ nhìn đến ma thành xuất hiện, thái cổ tà ma bị khống chế, nó liền lần nữa lại hướng Thiên Nguyên đỉnh bên kia mà đi. Bất quá, cái này có qua có lại lãng phí rất nhiều thời gian. Nó đều chỉ có thể hy vọng, Lý Thiên Mệnh có thể chính mình đuổi kịp Khương Vô Tâm. Nhưng mấu chốt là, để thái cổ tà ma dạng này dày vò, tâm hệ Khương Phi Linh Lý Thiên Mệnh, thiếu đi phụ linh cùng tam đại cộng sinh thú, hắn, có thể ngăn cản Khương Vô Tâm a. Theo Hiên Viên Hồ đến Thiên Nguyên Đỉnh, Lý Thiên Mệnh mang theo huỳnh hỏa, dùng hết lực lượng tại chạy. Tim của hắn, giống như là bị xé nứt thành hai nửa. Một nửa đang lo lắng Khương Phi Linh an nguy, một nửa tại Khương Vô Tâm trên thân. Đừng có gấp, tin tưởng bọn họ. Huỳnh Hỏa gặp khác tâm tình nóng nảy, lên tiếng trấn an. Lý Thiên Mệnh cắn răng gật đầu. Quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn tin tưởng Khương Phi Linh, tin tưởng Miêu Miêu bọn họ. Cuộc chiến tranh này đến bây giờ, cục diện liên tục đảo lộn nhiều lần, hiện tại đến thời khắc nguy hiểm nhất. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đều đang dùng cực hạn lực lượng, tại ngăn cơn sóng dữ. Mỗi người đều cống hiến lực lượng của mình, bao quát Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương cùng Dịch Tinh Ẩn. Vân vân. Đều liều thành dạng này, ai cũng không muốn thua. Ong ong ong. Hắn phá phong thời khắc, tóc trắng phấn khởi. Rốt cục, Thiên Nguyên Thần Sơn đang ở trước mắt, Thiên Nguyên Đỉnh đã dẫn vào mí mắt, cái kia ngũ sắc quang trụ tuôn hướng thương thiên, vẫn kinh tâm động phách. Đến. Không màu quang trụ vẫn không thay đổi hóa, ít nhất nói rõ, Hiên Viên Đại Đế thần thể vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh vội xông đi lên. Làm hắn leo lên Thiên Nguyên Đỉnh thời điểm, bất ngờ nhìn đến một cái hắc ảnh, ẩn vào ngũ sắc trong cột sáng. Tuyệt đối là Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đuổi đi vào, hướng Thiên Nguyên Đỉnh phía dưới trầm xuống. Ngũ sắc quang trụ xuất hiện về sau, cái này Thiên Nguyên Đỉnh linh tai, liền bị đánh đi ra. Hiện tại tràn ngập Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là ngũ sắc quang trụ bản thân. Cái này ngũ sắc quang trụ nóng rực, hỗn loạn, lực lượng kinh người. Lý Thiên Mệnh nắm giữ Trạm Tinh Cổ Thần Thể cùng Thanh Linh Tháp, hướng sau khi đi vào, huyết nhục đều có thiêu đốt cảm giác. Có thể thấy được nơi này, người bình thường căn bản là không có cách tiến đến. Nhưng là, lấy Khương Vô Tâm quỷ thần hoàng tộc huyết nhục lực lượng, hiển nhiên có thể tại ở trong đó, hành động tự nhiên. Hắn ở phía dưới. Lý Thiên Mệnh phá vỡ ngũ sắc quang trụ, vội vàng chìm xuống dưới đi. Phía dưới cái bóng đen kia đã càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên chính là Khương Vô Tâm. Hắn đứng tại Thiên Nguyên Đỉnh dưới đáy, lúc này vậy mà ngẩng đầu, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói. Ngươi thật là chậm, chờ ngươi đã lâu. Sau khi nói xong, hắn lấy ra hai thanh Thiên Nguyên Đỉnh chìa khóa. Lý Thiên Mệnh cách hắn, còn cách một đoạn. Trong thời gian ngắn, hoàn toàn không ngăn cản được hắn. Nhưng là... Khương Vô Tâm một câu, chờ ngươi đã lâu, đây là ý gì? Tối thiểu nói rõ, hắn sớm hơn đến nơi này. Nếu như không phải là vì các loại Lý Thiên Mệnh, hắn nói không chừng đều đi vào. Mặc kệ là có ý gì, tối thiểu ta còn có ngăn cản cơ hội. Lý Thiên Mệnh tâm lý suy nghĩ lóe lên, thẳng tắp đáp xuống. Đúng vào lúc này, Khương Vô Tâm ánh mắt lạnh lùng, đem Thiên Nguyên Đỉnh mở ra. Một cái tĩnh mịch thông đạo, xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn không nói hai lời, nhảy xuống. Thanh âm của hắn, thì tại cái này trên hành lang quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh, có loại xuống tới. Hắn tất cả đi xuống, tùy thời đều có thể toái diệt thần thể, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi xuống. Làm Khương Vô Tâm xông vào Thiên Nguyên Đỉnh nội bộ tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ lách mình mà vào. Vừa mới vừa đi vào, trên đầu quang mang tối sầm lại, truyền đến một tiếng oanh minh. Chứng minh Thiên Nguyên Đỉnh. Triệt để phong bế. Khương Vô Tâm cùng Lý Thiên Mệnh, đều khốn tại ngày này nguyên trong đỉnh bộ bên trong. Rõ ràng là Khương Vô Tâm, đóng lại Thiên Nguyên Đỉnh. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất, chấn lên rất nhiều cho bụi. Toàn bộ Thiên Nguyên Đỉnh nội bộ, tại cửa lớn đóng lại về sau, đen kịt một màu, hoàn toàn tĩnh mịch. Duy chỉ có trước mắt có một cái, vô cùng to lớn cự thú khí tức. Trong bóng tối, cái kia một đôi trọng đồng. Có thể nói hết sức rõ ràng, hắn tròng trắng mắt bộ phận tơ máu, tương đương đỏ tươi. Mỗi một đạo tơ máu,
đều ẩn chứa đối Lý Thiên Mệnh thù không đợi trời chung. Lý Thiên Mệnh lấy trộm thiên chi nhãn, thấy rõ ràng Khương Vô Tâm. Càng thấy rõ ràng tại Khương Vô Tâm sau lưng, cũng là Hiên Viên Đại Đế cùng năm đầu thần long thần thể. Cái kia cổ lão thần thể, đứng lặng tại ngày này nguyên đỉnh nội bộ. Dù là qua 200.000 năm, vẫn có kinh người khí phách. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Hiên Viên Đại Đế thần thể trước, cái này hai người trẻ tuổi, lấy lớn nhất ánh mắt xâm lãnh đối mặt. Từng tại thiên hạ đệ nhất hội lúc gặp mặt, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ sẽ có một ngày như vậy. Không tệ, chúng ta hai cái, hiện đang quyết định lấy, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục cùng tất cả nhân tộc vận mệnh. Khương Vô Tâm ôm đầu, giống là thằng điên, cười ra tiếng âm. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn đã làm tốt khẩn cấp chém giết chuẩn bị. Nhưng là, cái này cùng hung cực ác Khương Vô Tâm tiến đến, vậy mà không lập tức phá hư thần thể. Hắn nói chuyện với mình, nói rõ sự tình khả năng có chuyển cơ. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Vô Tâm vui cười một chút, trên tay hắn nắm bắt hai cái chìa khóa, đặt ở ngoài miệng, ủng ục một tiếng, trực tiếp cho nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn cười đối Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại tốt, chúng ta hai cái, đều thành thú bị nhốt. Ngươi muốn từ nơi này còn sống ra ngoài, chỉ có thể giết ta, đem ta phân thây, đào ra cái này hai cái chìa khóa. Một tòa đỉnh, hai người, đúng là thú bị nhốt. Liên tưởng đến hắn trước một bước đến, lại ở chỗ này chờ mình tới đến, Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn đối thả ra quỷ thần chuyện này, cần phải có chuyển cơ. Nhưng là, tại giết chính mình trong chuyện này, tuyệt đối không có thương lượng. Quả nhiên, Khương Vô Tâm lấy dữ tợn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi là nhân tộc anh hùng, là Viêm Hoàng Đại Lục anh hùng, trên người ngươi gánh vác ức vạn bách tính vận mệnh, ngươi quả thực cũng là trời sinh nhân vật chính người thiết lập, một cái vì đại nghĩa, hoàn mỹ vô khuyết người, đúng không? Khác làm nền, nói thẳng mục đích, Lý Thiên Mệnh nói, ngươi muốn biết, ta tại sao phải chờ ngươi, cùng một chỗ xuống tới. Khương Vô Tâm hỏi, nói đi, ngươi tin không? Cùng sư tôn ta nhất chiến, trong lòng ta áy náy, đời ta rất xin lỗi hắn, cho nên nói lời nói thật, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta có thể sẽ không làm tiếp, để hắn thất vọng sự tình. Hắn không muốn, để quỷ thần tái nhập nhân gian, nói thật, ta cũng không muốn. Khương Vô Tâm lúc nói chuyện, ánh mắt lại đang rỉ máu, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, vô hạn sinh sôi sát cơ cùng oán hận. Vậy liền không thể tốt hơn, nếu như vậy. Lục đạo kiếm ma tối thiểu bị chết có giá trị. Hắn chí ít cảm hóa ngươi, không đến mức để tiếng xấu muôn đời, khiến người ta chế giễu. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Thật muốn như vậy, ta lao lực như vậy, đoạt cái này hai cái chìa khóa làm gì? Khương Vô Tâm hắc hắc nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, không phải chuyện tốt. Cái này cùng nhau đi tới, ta vẫn luôn tại lựa chọn. Mỗi lần lựa chọn, giống như đều sai vô cùng. Về sau ta hiểu được, vận mệnh cho ta cũng không phải là lựa chọn, mà chính là tuyệt lộ. Sau đó lại cười nhạo ta, ta đối với người này ở giữa quá thất vọng rồi. Nhất là tại ngươi loại này hoàn mỹ người thiết lập phụ trợ dưới, ta hèn mọn giống như là một cái ếch xanh, đúng không? Khương Vô Tâm tự giễu nói. Mỗi người đều gặp phải tuyệt cảnh, nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Sai, 10 phần sai. Ta không tin, ngươi mất đi người trọng yếu nhất, ngươi còn có thể làm người bình thường, còn có thể thích cái này trần thế. Khương Vô Tâm cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì hắn thiếu kinh mạch trải qua. Mà bây giờ, hắn vẫn là một người bình thường. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm Khương Vô Tâm. Hôm nay, để ta tới làm vận mệnh, làm cho ngươi một lựa chọn. Khương Vô Tâm nhìn không được cười lên. Lý Thiên Mệnh hé miệng. Tỉnh táo nhìn lấy giống như si nhân hắn. Lý Thiên Mệnh, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, là hai con đường. Điều thứ nhất, ta phá hủy thần thể, thả ra quỷ thần, tàn phá bừa bãi nhân gian, mang cho người ta tộc trăm vạn năm trở lên thống khổ, để nhân tộc lâm vào ác mộng thâm uyên. Đầu thứ hai, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng cười nói, cái kia chính là, ngươi, chết ở trước mặt ta. Chỉ muốn ngươi chết, ngươi khẳng khái hy sinh. Ta đương nhiên sẽ không thả ra quỷ thần, ta sẽ để thiên hạ thái bình, ta sẽ ta tận hết khả năng, hoàn thành ngươi hết thảy nguyện vọng. Con đường này, là vì ngươi loại này anh hùng, chế tạo riêng phụng hiến con đường, với ta mà nói, cũng là giải thoát con đường. Nói đến đây, hắn trừng to mắt, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới,
lớn tiếng nói, nghe rõ chưa? Chỉ muốn ngươi chết, ta liền có thể giải thoát, ta liền có thể xứng đáng sư tôn ta không lại dùng gánh vác tội ác, ta về sau liền có thể thay đổi triệt để, đi làm một người tốt, đi yêu ngươi thích người, đi thủ hộ ngươi muốn bảo vệ chúng sinh, đi bảo hộ cái thế giới này. Thiên địa này sẽ không bao giờ lại có quỷ thần uy hiếp, cái này nói kết cục như vậy, chỉ cần một mình ngươi phụng hiến, chẳng lẽ không hoàn mỹ sao? Ngươi nếu là thánh nhân, nên vì chúng sinh, thiêu đốt chính mình đúng hay không? Hắn đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, thâm trầm cười. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi sẽ cự tuyệt. Như vậy, cũng là ngươi vì sống tạm, vì bản thân tư lợi, tự mình bức bách ta thả ra quỷ thần. Là chính ngươi muốn hại chết nhân tộc chúng sinh, là ngươi hủy cái thế giới này, đến lúc đó, ngươi mới có thể là thiên cổ đệ nhất tội nhân. Nhân tộc về sau ngàn vạn đời con cháu, khi bọn hắn vừa ra đời, thì nhất định là muốn làm xúc sinh thời điểm, bọn họ đều sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi tiếc mệnh, nguyền rủa ngươi không đủ vĩ đại. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Ta oán hận quỷ thần nhất tộc, thống hận những quái vật này. Ngươi tuyệt đối không nên bước ta không muốn làm trái lương tâm sự tình, người khác lại muốn làm thánh nhân, lại thân thủ đem ta đẩy vào vực sâu a. Hắn thì đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tiếng nói đinh tai nhức óc, tựa như là một cái bị điên người. Nhưng hắn tất cả logic đều là rõ ràng. Ngươi không muốn làm tội nhân, ngươi cầu ta, để cho ta chớ ép ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngữ khí so sánh lãnh đạm. Đúng, ngươi nói đúng. Chỉ cần ngươi nghe lời, trên thế giới này, liền sẽ không có tội người. Hy sinh chính mình, thành tựu chúng sinh, cái này không phải liền là ngươi việc sao? Khương Vô Tâm cười nói. Ta so với vừa mới, giết độc cô tẫn thời điểm yếu đi rất nhiều, cộng sinh thú cũng chỉ có một cái. Ngươi kỳ thật có thể đường đường chính chính, cùng ta phân ra thắng bại sinh tử. Nếu như ngươi thật không nguyện ý thả ra quỷ thần, thật tôn trọng ngươi sư tôn, ngươi không chắc chắn quỷ thần sự tình, kéo vào chúng ta tư nhân ân oán bên trong. Lấy chiến đấu phân thắng bại, tất cả mọi người sẽ để mắt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không, ngươi sai, ngươi căn bản không hiểu a, ta Khương Vô Tâm, muốn chính là ngươi Lý Thiên Mệnh, 100% tử vong. Ta cũng không muốn ngươi cùng ta sinh tử một nửa. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, đây là ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi không có con đường thứ ba. Khương Vô Tâm dữ tợn nói. Không khí yên tĩnh trở lại. Khương Vô Tâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một hồi, lạnh lùng mở miệng. Khương Vô Tâm, ngươi cầm quỷ thần sự tình uy hiếp ta, cho nên nói đến cùng, ngươi chỉ để ý ta có chết hay không, ngươi căn bản cũng không để ý quỷ thần phải chăng tái nhập, đã như vậy thì không cần đến đạo đức bảng giá ta. Nếu như ngươi thật nghĩ, để cho người khác để mắt ngươi, thật nghĩ bắt đầu lại từ đầu, ngươi nên làm một cái không thẹn với lương tâm Avenger. Trước kia ngươi không có tư bản, nhưng là ngươi bây giờ có. Ta giết ngươi người yêu, ngươi muốn giết ta báo thù, việc này thiên kinh địa nghĩa, tại ngày này nguyên trong đỉnh, ngươi có cơ hội này. Ta làm qua Avenger, có thể ta cũng không có vì báo thù, đi vi phạm lương tâm, đi lấy thiên hạ hưng vong, đồng bào sinh tử tới làm thẻ đánh bạc. Lý Thiên Mệnh căm tức nhìn hắn. Hắn nói mỗi một chữ, đều bao hàm hỏa diễm, đâm vào Khương Vô Tâm trên thân. Cho nên, ngươi không muốn lừa gạt mình, ngươi đi lên con đường này, cũng đừng bắt ngươi sư tôn đến lừa gạt mình. Lúc trước các ngươi lục đạo kiếm tông người, muốn sớm thiên hạ đệ nhất hội giết hại thần tông đệ tử, đến mức tử tôn thần, ta giết ngươi người yêu, là bởi vì các nàng muốn giết thần tông đệ tử. Đây đều là ân oán cá nhân cùng tranh đấu, không dùng lấy ra phân ra thiện ác. Ta chưa từng đem ngươi báo thù chi tâm định nghĩa vì tà ác, ngươi cần chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, khác cầm quỷ thần tới làm áp chế, này lại để ngươi người này, lộ ra rất không có loại, lộ ra rất tiện cách. Vì bảo hộ thần thể, hắn chỉ có thể nói như vậy. Khương Vô Tâm hiện tại lâm vào ma chướng bên trong. Lý Thiên Mệnh căn bản không tin tưởng, lối nói của hắn. Vạn nhất chính mình chết rồi, hắn tiếp tục thả quỷ thần đi ra đâu, hiện tại Viêm Hoàng Đại Lục. Lại có ai có thể ngăn cản? Việc này không phải nói đùa. Nghe đến đó, Khương Vô Tâm cười ha hả. Thật không hổ là thủy tổ chuyển thế, ngắn ngủi mấy câu, liền đem chính mình tham sống sợ chết, tô son chát phấn đến như thế chính khí lẫm nhiên, bội phục, bội phục. Trong mắt của hắn tràn đầy chế nhạo. Ta hiểu được Lý Thiên Mệnh, ý tứ cũng là ngươi không muốn chết, ngươi vì sống tạm, ngươi chối bỏ tín ngưỡng,
chối bỏ ngươi tu luyện nói, ngươi sắp hại chết vạn vạn ức người vô tội, các loại ngươi thấy địa ngục nhân gian thời điểm, 10 triệu phải nhớ kỹ, những người này, đều là tội lỗi của ngươi. Khương Vô Tâm gầm thét lên. Đạo bất đồng, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, chỉ hướng Khương Vô Tâm, hắn tròng mắt hơi híp, sát khí đằng đằng, nói. Mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào, Khương Vô Tâm, đến bây giờ ngươi còn bắt ngươi sư tôn đến tiêu phí, ngươi loại này lang tâm cẩu phế người, ta xem thường ngươi. Mặt khác, ngươi không dám cùng ta, đường đường chính chính phân ra sinh tử, chỉ có thể nói rõ, ngươi sợ ta. Khương Vô Tâm ánh mắt tràn đầy huyết tinh, hắn cắn hàm răng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh nói mỗi một câu, đều giống như một thanh kiếm, đâm vào trong lòng của hắn. Ngươi nói rõ ràng, ta như thế nào tiêu phí sư tôn ta? Hắn nổi giận nói. Ngươi đem hắn rời ra ngoài, tự xưng hắn cảm hóa ngươi, để ngươi mê đồ biết quay lại, ngươi đã đem tự mình rửa trợn nhìn, lại cầm quỷ thần đến bức ta chết, ngươi đây không phải tại đùa bỡn phong thanh ngục sao? Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi im miệng, ngươi im miệng. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nổ tung giống như tiếng giống, tại thiên nguyên đỉnh nội bộ ầm vang chấn động. Hắn hơi hơi khom người, là một đầu 10 phần dã thú, mà trước mặt hắn Lý Thiên Mệnh, mới giống là một người. Kỳ thật ngươi nhìn lầm ta không phải thánh nhân gì, ta cũng làm chuyện sai, ta cũng vì tư lợi, ta cũng giết người. Nhưng ta tối thiểu nhất, có nguyên tắc của ta cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta có đạo, có tiền bối chỉ dẫn, nhưng là, ngươi vô đạo. Đây hết thảy, đều là Lý Thiên Mệnh rất cảm kích Vệ Tịnh, cảm kích Lý Mộ Dương, Lý Vô Địch nguyên nhân. Thậm chí là chưa bao giờ gặp mặt Hiên Viên Đại Đế, bọn họ cũng đang giúp trợ Lý Thiên Mệnh, hình thành hắn đường. Lý Mộ Dương để hắn làm một cái quân tử. Lý Vô Địch nói, muốn làm một cái có sát khí quân tử. Khương Vô Tâm chỉ có Phong Thanh Ngục, mà Phong Thanh Ngục lại làm cho hắn học hội làm một cái vô ý người. Thế mà, Phong Thanh Ngục chính mình cũng không làm được. Đến mức, bọn họ hai người trẻ tuổi, đứng ở cái này thế giới đóng kín bên trong, lại vì lấy khác biệt ý chí mà chiến đấu. Cầm miệng ngươi lại. Khương Vô Tâm giận không nhịn nổi. Cái kia cung thân thể, như là dã thú vọt tới, lóe lên đã đến trước mắt. Không có Khương Phi Linh thời gian chàng, thiên chi dực cùng không gian tường, không có phụ linh mang tới lực lượng tăng lên, Khương Vô Tâm hiện tại lực lượng kinh khủng, đối Lý Thiên Mệnh tạo thành to lớn uy hiếp. Oanh! Khương Vô Tâm một quyền này oanh đến, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm chặn lại, cả người đều bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đập vào thiên nguyên đỉnh trên nội bích. Răng rắc vài tiếng, xương cốt cơ hồ đều muốn đứt gãy. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Để cho ta im miệng, nói rõ trong lòng ngươi sợ hãi, nói rõ ngươi Khương Vô Tâm rất rõ ràng, lời nói của ta, đều là đúng. Ngươi sợ hãi đối mặt hiện thực. Khương Vô Tâm không muốn đáp lại câu nói này, hắn nhìn nhìn nắm đấm của mình, âm u nói, ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng, cũng có thể giết Độc Cô Tấn. Bởi vì Độc Cô Tấn cái chết, hắn đối Lý Thiên Mệnh có đánh giá cao, xuất thủ về sau, lại phát hiện Lý Thiên Mệnh hơi yếu. Cái này khiến cặp mắt của hắn, biến đến càng bạo lệ. Đã, ngươi muốn tham sống sợ chết, cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Hắn lại lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Lại là nhất quyền, đem Lý Thiên Mệnh nhân đạo chúng sinh kiếm đều cho chấn khai. Khương Vô Tâm chẳng những lực lượng to lớn, mà lại nhục thân kiên cường, có thể trình độ nhất định, chịu nổi Đông Hoàng kiếm phong mang. Rầm rầm rầm. Tại hắn oanh sát phía dưới, Lý Thiên Mệnh liên tục bại lui. Ngươi quá yếu. Khương Vô Tâm cười to. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, tại ngăn cản đối phương cuồng bạo thời điểm tiến công, hắn một mực tại suy nghĩ. Trình độ nhất định yếu thế, có thể để hắn sinh ra, nhanh chóng có thể chém giết ảo giác của ta, từ đó tạm thời không có dây vào thủy tổ thần thể. Cho nên, ta khả năng chỉ có nhất kích tất sát cơ hội. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, cái này Khương Vô Tâm, vẫn là có như vậy một chút, không muốn thả ra quỷ thần. Bằng không, hắn căn bản không dùng cùng Lý Thiên Mệnh, chơi đến phức tạp như vậy. Hắn trực tiếp đem quỷ thần phóng xuất, trừ phi Lý Thiên Mệnh bỏ trốn mất dạng. Mặc kệ chúng sinh, nếu không, hắn căn bản không có gì đường sống. Nhân tính rất phức tạp. Có nhiều thứ, Khương Vô Tâm chính mình cũng nói không rõ ràng, nói thí dụ như Phong Thanh Ngục tự vận thời điểm ánh mắt. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn kỳ thật không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể đem mạo hiểm,
hạ xuống đến thấp nhất. Ở trước mắt dưới tình huống như vậy, mặc kệ Khương Vô Tâm là có hay không muốn thả ra quỷ thần, lựa chọn duy nhất của hắn cũng là tìm cơ hội giết hắn. Cho nên, hắn yếu thế, bị đánh. Có thanh linh tháp tại, Khương Vô Tâm loại này thuần dựa vào nhục thân mang tới lực sát thương, trừ phi trên tay hắn có thần vật, hoặc là dùng bàn tay đem Lý Thiên Mệnh xé rách thành toái thi, nếu không, hắn rất khó tránh thức giết chết Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn cho hắn ảo giác. Huỳnh Hỏa cũng muốn gia nhập chiến trường, hai đánh một về sau, Lý Thiên Mệnh tình huống tốt lên rất nhiều. Nói thật, đối mặt cái này quái vật Khương Vô Tâm, hắn coi như toàn lực thi triển, trong thời gian ngắn, cũng rất khó lấy đến chỗ tốt gì. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời bên trong, Thiên Nguyên đỉnh nội bộ, hỏa diễm thần thông bay tứ tung. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết, cùng Khương Vô Tâm sinh tử chiến đấu. Khương Vô Tâm cái kia thương khung thần kiếm vừa lấy ra, liền để Lý Thiên Mệnh chém đứt. Hắn không có cách, vẫn là chỉ có thể dùng quyền đầu. Nuốt huyết nhục đến cực hạn về sau, hắn cương mãnh linh hoạt, chỉ cần không phải bị Đông Hoàng kiếm chính diện bổ trúng, cơ bản không có vấn đề. Chết! Khương Vô Tâm né tránh qua kiếm chiêu, lại là nhất quyền đánh tới. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đập vào Thiên Nguyên đỉnh trên nội bích. Loảng xoảng một tiếng, giống như toàn bộ Thiên Nguyên đỉnh đều đang run rẩy. Đi chết! Khương Vô Tâm lóe lên mà đến, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, bỗng nhiên ra chân, đạp hướng Lý Thiên Mệnh đầu. Một cước này đá lên đi, não tử đoán chừng đều phải bẹp. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh. Hắn trực tiếp lấy trộm thiên chi nhãn, thi triển chấn hồn chi đồng, như huyết sắc mặt trời một dạng ánh mắt, cho Khương Vô Tâm tạo thành rất lớn mê loạn. Siêu siêu! Ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh nhìn như bị thương, kỳ thật thanh linh tháp rất nhanh chữa trị thương thế, hắn bóng người di động, trực tiếp mau né Khương Vô Tâm nhất kích chí mệnh. Làm! Khương Vô Tâm đá vào Thiên Nguyên đỉnh trên nội bích. Hắn chả không có quay người, Huỳnh Hỏa lục đạo hỏa liên, thì ầm vang đập vào trên người hắn. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người truy sát Lý Thiên Mệnh, lại gặp phải Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh, hoàn toàn tìm không thấy nó. Chiến đấu như vậy, thời gian một chút lâu một chút, Khương Vô Tâm lập tức cảm giác được không đúng. Ngươi cũng đánh không chết a? Xem ra trên người ngươi bảo bối thật sự là nhiều. Ta hiểu được, ngươi đây là tại cố ý yếu thế, để cho ta quên thần thể, để cho ngươi có giải quyết cơ hội của ta. Ha ha, kém điểm chúng ngươi tính, ta nói ngươi làm sao yếu thành dạng này. Tuyệt sát cơ hội không tìm được, ngược lại làm cho Khương Vô Tâm nhìn thấu, cơ hội liền không có. Khương Vô Tâm mỉa mai cười một tiếng. Thông qua lúc trước chiến đấu, hắn hiểu hơn, tại cả hai thực lực tương đương tình huống dưới, lấy Lý Thiên Mệnh thủ đoạn cùng trên người bảo bối, hắn nếu là muốn bảo mệnh, liền xem như quỷ thần nhất tộc buông xuống, đều chưa hẳn có thể giết chết hắn. Khương Vô Tâm báo thủ độ khó khăn, vô cùng cao. Như vậy, chỉ có đi đầu này tuyệt lộ. Sư tôn, đừng trách ta, Lý Thiên Mệnh không nguyện ý vì nhân tộc phụng hiến, ta không có cách, cái này không phải lỗi của ta, đây là lỗi của hắn. Bắt đầu so sánh, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn đến Lý Thiên Mệnh dứt khoát chết ở trước mắt, Viêm Hoàng Đại Lục khôi phục lại bình tĩnh. Muốn là báo thù vô vọng, muốn là tiểu âm cùng mưa nhỏ trắng chết vô ích, thiên hạ hưng vong, chúng sinh lâm nạn, cùng ta Khương Vô Tâm có liên can gì a? Hắn hét lớn một tiếng, bỏ xuống Lý Thiên Mệnh, để mắt tới Hiên Viên Đại Đế thần thể, ánh mắt điên cuồng, như là điên cuồng. Hắn hai chân chấn động, phóng tới cái kia thần thể. Sụp đổ đi, các ngươi những thứ này có bệnh giả nhân giả nghĩa. Hắn hận, vô hình ở giữa, hắn dường như thấy được Phong Thanh Ngục ngăn tại trước mặt mình. Mà lần này, hắn trong lòng vẫn là nói câu nói kia. Tránh ra, tránh ra. Đúng vào lúc này. Phốc phốc phốc. Một đạo màu xanh lam xiềng xích, từ phía sau lao vút mà đến, quấn quanh ở Khương Vô Tâm trên thân. Đó là Lý Thiên Mệnh theo Thiên Long giới bên trong, lấy ra một đầu nắm giữ 15 điều kiếp văn xiềng xích. Ông! Trở về! Hắn ra sức kéo một phát, đem Khương Vô Tâm lôi kéo mà đến, hung hăng đập xuống đất. Ngươi ngăn cản được ta à? Khương Vô Tâm nhếch miệng cười to, hắn duỗi ra giữ chặt xiềng xích, cái kia 15 điều kiếp văn xiềng xích, vậy mà để hắn trực tiếp kéo đứt. Khương Vô Tâm! Lý Thiên Mệnh ngăn cản ở tại trước mắt. Khương Vô Tâm khuôn mặt dữ tợn, hắn bỏ lên, lại lần nữa hướng về Hiên Viên Đại Đế thần thể mà đi. Lý Thiên Mệnh, người dạng này ngăn không được ta,
ngươi chỉ cần đi chết, ta thì lập tức rời đi nơi này, ta có thể hướng ngươi thề. Hắn thê lương cười, tốc độ mãnh liệt. Lựa chọn đi ngươi, tham sống sợ chết tội nhân, ta làm ra hết thảy, đều là ngươi ép. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn lấy cái chết tạ tội. Một bên là sinh tử của mình, một bên là quan hệ đến thiên hạ hưng vong Hiên Viên Đại Đế thần thể. Khương Vô Tâm muốn giết chết chính mình rất khó, nhưng hắn muốn hủy đi thần thể, có thể nói tương đương dễ dàng. Ngươi không chết, thì cút ngay cho ta. Lý Thiên Mệnh cắn răng một cái. Huynh Hỏa, chúng ta khác suy nghĩ nhiều, muốn ta chết, tuyệt không có khả năng này, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là giết hắn. Nếu như chúng ta ngăn cản thất bại, lại cùng quỷ thần nhất chiến đi. Thiên Mệnh thần thành chi chiến, Thái Cực Phong Hồ chi chiến, đều thẳng đến đây. Độc Cô Tấn, Địa Tạng Bà Sa, toàn bộ chiến tử. Hiện tại chính là thiên hạ quy tâm thời điểm, nhất thống nhân tộc, nhất định sẽ có hy vọng sống sót. Địa ngục quỷ thần, Lý Thiên Mệnh gặp qua, hắn giết qua vô số, có đáng sợ sao như vậy? Ngươi nói đúng, nếu như không có lựa chọn, vậy liền tử chiến đến cùng. Không dùng lo lắng cái này Khương Vô Tâm nói thế nào, ngươi nếu là thật vì thuận theo hắn, lựa chọn tự vận cứu thiên hạ, cái kia ngươi chính là não tử có vấn đề. Huỳnh Hỏa nói, bọn họ tâm linh giao lưu, trong nháy mắt hoàn thành. Cái này cùng nhau đi tới, một lần kia không phải tuyệt địa cầu sinh. Giống như Hiên Viên Đại Đế giao phó ý chí của mình một dạng, không có đến sau cùng, cũng không cần nhận thua. Còn nữa, coi như hôm nay thất bại, quỷ thần tái nhập, Lý Thiên Mệnh trong tay không phải còn có Nguyệt Chi thần cảnh này đến bài sao. Không thèm đếm xỉa, thì thông thuận. Giết hắn. Liều lĩnh. Khương Vô Tâm chỉ muốn phá hư thần thể, này lại để trận chiến đấu này, biến đến cực kỳ khó khăn. Bọn họ một người một thú, một cái mở ra đế tinh thiểm diệu. Một cái triệu hồi ra nhân hoàng long giáp, một trái một phải, vây quanh Khương Vô Tâm. Cút! Huỳnh Hỏa như hỏa diễm sao băng một dạng buông xuống, cửu thiên hung hồn kiếm trận bạo sát mà xuống, lại bị Khương Vô Tâm nhất quyền đánh vỡ. Khương Vô Tâm còn không có tiến lên hai bộ, Lý Thiên Mệnh thì đánh tới chấp nhoáng, đồng dạng cửu thiên hung hồn kiếm trận buông xuống. Phốc phốc phốc! Quyền kiếm giao phong, Khương Vô Tâm lấy đáng sợ mãnh liệt, tránh thoát khỏi chí mạng kiếm khí. Nhưng vẫn để Lý Thiên Mệnh bổ chúng không ít, trên người có không ít vết máu. Hắn đem Vô Tâm kiếm thuật vận dụng đến quyền pháp bên trong, tuy nhiên bị kiếm bổ thương tổn, nhưng cũng đánh Lý Thiên Mệnh nhất quyền, đem lồng ngực của hắn, trực tiếp đánh cho lõm đi xuống một khối, đau đến Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch. Vừa vượt qua Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa lại xuất hiện. Luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe ở giữa, hỏa diễm cùng kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, xuyên qua mà đến. Lại lần nữa đem Khương Vô Tâm bước lui. Đều cho ta cút. Khương Vô Tâm một trận loạn quyền, hoàn toàn không nhìn trên thân thiêu đốt liệt hỏa, còn tại sông về phía trước. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đánh tới. Có thể nhìn đến, bộ ngực hắn lõm đã khôi phục. Ngươi quả nhiên không chết được. Cái này khiến Khương Vô Tâm càng tuyệt vọng hơn, trong mắt của hắn hy vọng duy nhất, cũng chỉ có thần thể. Rầm rầm rầm. Cái này hắc ám thế giới bên trong giao phong, không ngừng tiếp tục. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa xem như đã dùng hết thảy thủ đoạn, tại ngăn cản Khương Vô Tâm, lại vẫn không cách nào ngăn cản hắn, không ngừng tới gần cái kia thần thể. So sánh phía dưới, Khương Vô Tâm thương thế trên người, không ngừng gia tăng. Hắn một bàn tay, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cho cắt đứt. Hắn thân thể, bị Huỳnh Hỏa bị bỏng thành than cốc, trên thân nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Trên cổ còn trúng Lý Thiên Mệnh một kiếm, kém chút bị chặt đoạn. Nói thật, Lý Thiên Mệnh bị hắn công kích đến càng nhiều. Nhưng bây giờ nhìn hai người trạng thái, ngược lại là Lý Thiên Mệnh chiếm cứ ưu thế. Không có có thần vật xem như binh khí, để ngăn cản Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, là Khương Vô Tâm lớn nhất thua thiệt địa phương. Có Thanh Linh Tháp, đối mặt Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thế mà, hôm nay quan trọng, cũng không phải là một trận chiến đấu. Mà chính là bảo vệ thần thể. Khương Vô Tâm toàn thân đều là thương thế, toàn thân máu me đầm đìa, cả người một mực bị luyện ngục hỏa thiêu đốt, nhưng hắn hiện tại cũng là một con chó điên. Hắn biết rõ bản thân giết không được Lý Thiên Mệnh, cho nên trong mắt của hắn chỉ có Hiên Viên Đại Đế thần thể. Lý Thiên Mệnh, ta nếu sớm biết, ngươi là như thế tiếc mệnh thứ hèn nhát, ta thì không giống nhau ngươi tiến đến. Lãng phí thời gian của ta. Hắn một bên xông vào, một bên cười nhạo. Sư tôn, đừng trách ta, đừng trách ta. Một phương diện khác,
trong lòng của hắn lại đang giãy giụa. Đúng, là hắn bức ta, là hắn bức ta. Hắn vẫn đem hết thảy tội nghiệt, quy kết tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Oanh! Tại Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa vây giết phía dưới, hắn tự bỏ ngăn cản, né tránh xê dịch, trong thời gian ngắn, thì vô hạn tới gần thần thể. Phá đi! Hết thảy đều ngăn không được. Lý Thiên Mệnh lao vụt mà đến, một kiếm bao phủ xuống, đem Khương Vô Tâm một cánh tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này đều ngăn không được hắn. Huỳnh Hỏa chạy như bay tới, ngăn tại Khương Vô Tâm trước mắt. Cái này liền là của ngươi cộng sinh thú. Rất nhiều người đều biết, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, chính là trên người hắn lớn nhất chỗ thần kỳ. Dạng này một cái cộng sinh thú, để Khương Vô Tâm bản năng nuốt ngụm nước miếng. Hắn cười lớn, đem thân thể của mình mở rộng đến hơn gấp 10 lần, vọt tới Hiên Viên Đại Đế thần thể. Làm Huỳnh Hỏa cản ở trước mặt hắn thời điểm, hắn không nhìn Huỳnh Hỏa chí mạng tiến công, trực tiếp duỗi ra một đầu cuối cùng cánh tay, đột nhiên ở giữa bắt lấy Huỳnh Hỏa. Tựa như là bắt lấy một con chim nhỏ một dạng, trực tiếp nhét vào trong mồm đi. Ùng ục, tại chỗ nuốt vào. Ha ha, ăn đến quá gấp, không có thưởng thức được vị đạo. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, cười đến càng thêm làm càn. Cộng sinh thú bị ăn sạch tư vị, như thế nào? Khương Vô Tâm giữ tợn hỏi. Ngươi xác định dám ăn nó, không sợ nát cái bụng sao? Lý Thiên Mệnh bò lên, lại lần nữa đánh tới. Không có ta quỷ thần hoàng tộc, không thể tiêu tan hóa đồ vật. Bởi vì ăn Huỳnh Hỏa, Khương Vô Tâm dừng lại một lát, tại mỉa mai Lý Thiên Mệnh về sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên thần thể. Kết thúc đi. Lý Thiên Mệnh, sau cùng, ta vẫn còn muốn nói một câu. Ta thật không muốn phá hư cái này thần thể, không muốn để cho quỷ thần tái nhập, không muốn thật xin lỗi ta sư tôn, nếu không, ta căn bản không cần chờ ngươi tiến đến. Ta hiện tại làm hết thảy, đều là ngươi bức ta, đều là tội lỗi của ngươi. Là ngươi tham sống sợ chết, hại thiên hạ chúng sinh. Hắn dùng hết tất cả khí lực, hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào rú. Những thứ này đối ngươi rất trọng yếu sao? Muốn nói một lần lại một lần. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, chạy vội đánh tới. Trọng yếu. Ta không thể tiếp nhận, ngươi nói ta thật xin lỗi ta sư tôn. Cho nên, tìm một cái lấy cớ, đem trách nhiệm đẩy đến Lý Thiên Mệnh trên thân, liền có thể lừa gạt mình. Đây hết thảy, lại là phong thanh mục tự vận, gieo bởi vì, ở trên người hắn kết xuất quả thực. Ai đúng ai sai, đều không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, đã dùng hết thảy lực lượng, vọt tới trước mắt hắn, huy kiếm chặt chém. Thế mà, Khương Vô Tâm như thế nào lại để chung kết? Hắn hổ thẹn cười một tiếng, quay người nhất quyền, đánh về phía Hiên Viên Đại Đế thần thể. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Khương Vô Tâm bụng, đột nhiên nổ tung. Một đoàn mãnh liệt liệt hỏa, từ đó đụng đi ra, biến ảo thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Ngươi cái gì huyết mạch, cũng có thể tiêu hóa ta. Huỳnh Hỏa một chiêu luyện ngục mệnh hỏa, ở trước mắt bạo phát, đem Khương Vô Tâm đánh bay ra ngoài thời điểm, đem thiêu đến máu thịt be bét. Bị chấn bay ra ngoài Khương Vô Tâm, tại hoảng hốt ở giữa, vừa vặn đụng phải đuổi theo tới Lý Thiên Mệnh. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh thi triển nhanh nhất hung mãnh nhất thần hình câu diệt kiếm, liên tục lưỡng kiếm, xuyên thấu Khương Vô Tâm thân thể. Hắn sợ giết không chết Khương Vô Tâm. Hội tụ toàn thân kiếm khí, điên cuồng bạo sát. Phốc phốc phốc, mặc kệ Khương Vô Tâm có mấy cái trái tim, đều bị Đông Hoàng kiếm đâm xuyên. Lần này, thật vô ý. Phốc phốc, cuối cùng một kiếm, Lý Thiên Mệnh chặt xuống Khương Vô Tâm đầu. Ngươi không có, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Trước mắt chỉ còn lại một cái thủ cấp Khương Vô Tâm, còn tại kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ngươi hết rồi. Lý Thiên Mệnh quát ầm lên. Quá kinh hiểm. Hắn cần phát tiết. Ha ha, thật không hổ là Viêm Hoàng Đại Lục cứu thế chủ, ngươi châu A, vầng sáng hộ thể, ha ha, dựa vào cái gì không phải ta đâu. Khương Vô Tâm cuồng nhiệt tuyệt cười. Khác kéo những thứ này, người ta ở giữa, thuần túy cũng là một trận tư nhân ân oán, ta không phải thánh nhân, ngươi cũng không tính chân chính ác đồ, chỉ là kết cục là, ngươi thua. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa bay về tới Lý Thiên Mệnh bên người. Có thanh linh tháp tại, cái này quỷ thần hoàng tộc, muốn tiêu hóa hết nó rõ ràng không có khả năng. Đem Huỳnh Hỏa đặt ở yếu ớt trong bụng, quả thực là muốn chết. Thế mà đến lúc này thời điểm,
Khương Vô Tâm lại còn có thể hồi quang phản chiếu, còn tại cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ta cười, ngươi nhìn lầm ta chính là một kẻ tàn ác, mà lại, ta không có bại. Lý Thiên Mệnh, ngươi tham sống sợ chết, lựa chọn sống tạm, cũng đừng trách ta, để quỷ thần tái nhập, ngươi nhớ kỹ, là ngươi, hại chết bọn họ, tống táng nhân tộc, là ngươi. Nói xong một câu nói kia, hắn ánh mắt tán loạn, tựa hồ triệt để chết rồi. Nhưng là sau một khắc, đầu của hắn, thân thể, tứ chi, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Đó là đường kính mấy ngàn thước quái vật, bỗng nhiên căng ra, đem Lý Thiên Mệnh đụng bay ra ngoài, thậm chí đè vào Hiên Viên Đại Đế cùng năm đầu thần long thần thể phía trên. Sau một khắc, Khương Vô Tâm sau cùng thân thể máu thịt, cái kia đường kính 5.000 mét quái vật, ầm vang nổ tung. Ong ong ong, trận này nổ tung, đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp áp đến Thiên Nguyên Đỉnh nội bộ xó xỉnh bên trong. Ầm ầm, huyết nhục nổ tung, có lẽ là quỷ thần hoàng tộc bản năng, lại hoặc là một loại cấm thuật. Nguyên nhân không trọng yếu. Trọng yếu là, Khương Vô Tâm tuy nhiên chết rồi. Thế nhưng là, hắn vẫn là không muốn để cho Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn sống sót. Lý Thiên Mệnh vừa mới làm hết thảy nỗ lực, căn bản cũng không có tác dụng. Bất kể như thế nào, Khương Vô Tâm cho dù chết, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, hắn đều sẽ hủy diệt thân thể. Khác nhau chỉ ở tại, Khương Vô Tâm chính mình tìm đường chết, nuốt huỳnh hỏa, kết quả đem chính mình nổ gần chết mà thôi. Phiền toái. Đây hết thảy, không cách nào ngăn cản. Một cái cuồng nhiệt mà dẫy dụa người, đem chọn cái Viêm Hoàng Đại Lục, triệt để đưa vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Lại là tuyệt cảnh. Mà nó. Huỳnh hỏa mắng một tiếng, hai người bọn họ người liếc nhau, đều thấy được bất đắc dĩ. Làm nổ tung sau khi kết thúc. Toàn bộ Thiên Nguyên Đỉnh nội bộ, tan thành mây khói. Hiên Viên Đại Đế cùng năm đầu thần long thần thể, hoàn toàn biến mất. Còn có thể làm chút gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt biến đến trầm hơn tĩnh. Hắn nói. Tìm được trước hai cái chìa khóa mở cửa, sau đó đi chạm tinh cổ lộ. Hắc ám. Không có tận cùng hắc ám. Mộng cảnh rất đơn giản điều, rất nhiều thư tịch bên trong ghi lại đồ vật. Chỉ hội họa bộ dáng, lại không có vị đạo. Cho nên, tại Tiểu U, trong mộng, thường xuyên sẽ có một gốc cỏ tươi. Mỗi một lần, Tiểu U đều muốn áp sát tới, người cái kia cỏ tươi vị đạo, thế nhưng là càng khát vọng đồ vật, giống như càng là xa xôi. Trong sách nói, thứ mùi đó rất tươi mát. Thế nhưng là, Tiểu U đối, tươi mát, cũng không có cái gì khái niệm. Nàng đã từng hỏi rất nhiều đồng bạn, tươi mát, đến cùng là cảm giác gì đâu. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Ngày nào đó, Tiểu U lại mộng thấy cỏ tươi. Nàng trừng to mắt, dùng hết tất cả khí lực hướng phía trước leo lên, muốn lấy xuống cái kia một gốc cỏ tươi. Đừng chạy, đừng chạy. Nàng thân thủ lay, mắt thấy là phải bắt đến cỏ tươi, bỗng nhiên, trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo, cỏ tươi lại biến mất. Thật là phiền đây này. Tiểu U có chút muốn khóc. Mộng luôn luôn tỉnh không đến, một cái tiếp theo một cái. Chỉ là lần này, thế giới vặn vẹo có chút lợi hại, trước mắt quang ảnh biến hóa, giống như có một cái thanh âm quen thuộc, đang hô hoán chính mình. Tiểu U, tỉnh, mau tỉnh lại. Tiểu U có chút mơ hồ. Là mẫu thân thanh âm. Nàng rốt cục nghĩ tới. Cái này mộng quá dài, đến mức nàng liền thích nhất thanh âm, đều không có thể lập tức phân biệt ra được. Nàng cực kỳ hưng phấn. Mẫu thân nói qua, tỉnh lại ta ngày nào đó, liền có thể thấy được sanh mẹ kiếp. Trong nội tâm nàng nhấc lên vô hạn hưng phấn, trước mắt thế giới đang vặn vẹo bên trong, bỗng nhiên trọng chỉnh. Tiểu U rốt cục thấy rõ ràng. Một cái da thịt trắng như tuyết nữ nhân, mỉm cười đem chính mình, theo một cái trắng như tuyết, kén tằm, bên trong ôm ra. Mẫu thân, rất nhớ ngươi. Tiểu U vùi ở cái kia quen thuộc trong lồng ngực, ôm thật chặt mẫu thân. Tiểu U, còn nhớ rõ sao? Mẫu thân đã nói với ngươi ngày nào đó, ngay tại lúc này. Mẫu thân lệ nóng doanh tròng, nước mắt dính tại Tiểu U trên mặt, có thể thấy được nàng đến cỡ nào kích động. Rầm rầm rầm, Tiểu U lúc này mới nghe thấy, trời bên trên truyền đến rung động thanh âm. Rầm rầm rầm, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy màu đỏ sậm mái vòm dưới, chính có vô số tộc nhân, tại công kích cái kia mái vòm. Cái kia khốn trụ bọn họ vô số năm mái vòm, rốt cục bắt đầu nứt toác, ra đời vết nứt. Qua, Tiểu U ánh mắt sáng lên. Mẫu thân, đây chính là trong truyền thuyết, chúng ta trở lại, ánh sáng, một ngày sau.
Đúng, Tiểu U, chúng ta cái này đệ nhất người, đều là may mắn. Chúng ta đời đời con cháu đều là, mẫu thân rơi lệ nói. Vậy chúng ta những cái kia tổ tiên, ra ra bọn họ đâu? Tiểu U hỏi. Bọn họ, đều là bị ma quỷ bức hại vật hy sinh. Bọn họ cả một đời, đều chưa thấy qua ánh sáng. Mẫu thân thống khổ nói. Những cái kia đem chúng ta cầm tù ma quỷ, bọn họ thật lòng độc ác a, 200.000 năm, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, muốn như vậy trừng phạt đâu. Tiểu U nước mắt, lạch cạch rơi xuống. Chúng ta không có làm gì sai, là bọn họ tà ác, bọn họ tàn bạo vô tình. Tiểu U, lần này ra ngoài, chúng ta nhất định muốn báo thù, cho chúng ta cái này 200.000 năm, những cái kia mệnh chung chú định, theo chưa từng thấy qua mặt trời đám tiền bối báo thù rửa hận. Mẫu thân trong mắt, hiện ra dữ tợn huyết sắc. Thế nhưng là, Tiểu U chỉ muốn nhìn một chút cỏ tươi. Báo thù về sau, liền có thể vĩnh viễn nắm giữ cỏ tươi. Mẫu thân nói. A, Tiểu U như có điều suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lấy những cái kia đói khát, khô gầy tộc nhân, còn tại dùng hết toàn lực, phát ra bỏ mạng giống như gào thét, đang tấn công cái kia, mái vòm. Mẫu thân, ca ca đâu? Yên giấc trước đó, ca ca nói qua. Muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn thanh thảo đây. Ca ca tỉnh lại sao? Tiểu U mở to mắt, tìm khắp nơi cái kia một thân ảnh. Tiểu U. Mẫu thân ôm chặt nàng, nước mắt ào 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 rơi xuống. Ca ca ngươi, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh tìm được Thiên Nguyên Đỉnh hai cái chìa khóa, đem Thiên Nguyên Đỉnh mở ra, từ bên trong vọt ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Nguyên Đỉnh, ngũ sắc quang trụ, đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản tinh quang thiểm diệu ban đêm, như hôm nay một mảnh ảm đạm. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thiên Nguyên Đỉnh phía trên, ngẩng đầu nhìn lên mới nhìn qua. Cái kia bị Thiên Nguyên Đỉnh chiếu rọi ngũ sắc tinh thần, đã biến mất. Thay vào đó, là lúc trước viên kia hôi tinh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hôi tinh mặt ngoài, tựa hồ xuất hiện không ít hình rắn vết nứt, nhưng hôm nay nguyên chấn ngục kết giới, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ. Không có thời gian. Đại nạn lâm đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ biết là, làm hiện tại Viêm Hoàng đại lục nhân tộc trong lòng trụ cột, thiên hạ đại loạn, hắn cũng không thể loạn. Tại Đông Hoàng cảnh thời điểm, có nghĩa phụ chống đỡ đại cục, tại thần đều, có cha ta ở một bên thủ hộ. Hiện tại, cũng chỉ có chính ta, muốn làm giường cột, chống đỡ thiên địa vạn dân. Lần thứ nhất đi đến con đường như vậy, đối một người trẻ tuổi tới nói, đó là chất đồng dạng bay vọt trưởng thành. Đáng tiếc, không có thời gian cảm khái. Khi tất cả trọng trách, rơi vào trên đầu mình thời điểm, loại kia tựa như núi cao áp lực, đầy đủ khiến người ta không thở nổi. Thủy tổ có thể làm được sự tình, ta tuổi tác không nhỏ, tuổi trẻ không phải lấy cớ, ta cũng phải làm đến. Sinh mà làm người, nếu là ở cả tộc gặp trắc trở thời khắc, nhát gan, trốn tránh, coi như chạy thoát, chính mình tu luyện chi đạo, đoán chừng đều phải sụp đổ. Làm vận mệnh của mình. Cùng toàn bộ Viêm Hoàng đại lục nhân tộc, buộc ở cùng nhau thời điểm, Lý Thiên Mệnh mới có thể rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là đế vương khó khăn. Đi! Hắn cùng Huỳnh Hỏa vừa ra tới, thì hướng về Hiên Viên Hồ mà đi. Lão đại! Miêu Miêu từ phía trước chạy như bay đến, úp sấp Lý Thiên Mệnh trước mắt. Linh Nhi ra sao? Lý Thiên Mệnh tiếng lòng căng cứng. Miêu Miêu cấp tốc đem phát sinh sự tình, cùng Lý Thiên Mệnh miêu tả một lần. Tạm thời không có chuyện làm. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng thở dài một hơi. Khương Phi Linh trấn áp tà ma, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể nào ngăn cản Khương Vô Tâm. Bởi vì thái cổ tà ma làm yêu, ảnh hưởng tới Lý Thiên Mệnh tốc độ, bằng không, nói không chừng có thể đem Khương Vô Tâm ngăn cản tại Thiên Nguyên đỉnh trước. Nàng bây giờ còn đang trong mê ngủ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Quy Đệ cùng muội tử còn tại bên cạnh nàng. Miêu Miêu nói. Thái cổ tà ma hiện tại như thế nào? Đàng hoàng, Miêu Miêu khinh bỉ nói. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp tiến về Trạm Tinh Cổ Lộ. Trong tay hắn lấy ra một vật, cái kia chính là Hiên Viên Đại Đế cho, Nguyệt Chi Ngọc Thạch. Phía trước sông quá trình bên trong, hắn không ngừng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời hôi tinh động tĩnh. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy Thiên Nguyên chấn ngục kết giới bắn nổ thanh âm. Rất hiển nhiên, quỷ thần lập tức liền sẽ tái nhập nhân gian. Đến Hiên Viên Hồ về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện ban ngày chinh chiến thiên hạ các cường giả, cũng không dám đi. Thiên Nguyên Đỉnh tình huống đã nói rõ, Viêm Hoàng đại lục nhân tộc, sắp đứng trước cái gì? Làm vì sinh tử kiếp cảnh cường giả,
tại chỗ mỗi người, tại về sau tai nạn bên trong, đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Lý Thiên Mệnh trở về, mới khiến cho hốt hoảng bọn họ, miễn cưỡng tìm được người đáng tin cậy. Hắn để mọi người hơi đợi một lát, sau đó trực tiếp tiến vào trạm tinh cổ lộ, đi thẳng đến trạm tinh cổ lộ cuối đường, cái kia chính là phồn tinh trì. Phồn tinh trì phía trên, còn có dịch tinh ẩn phồn tinh kết giới. Hiên Viên Đại Đế nói, Nguyệt Chi Tinh Môn, cần phải tại phồn tinh trì sau. Lý Thiên Mệnh ngừng lại một chút phồn tinh trì phía sau, nơi này đã là trạm tinh cổ lộ cuối đường, trước mắt rỗng tuếch. Làm Lý Thiên Mệnh xuất ra Nguyệt Chi Ngọc Thạch thời điểm, hắn phát hiện phía trước tinh văn du tẩu, mặt đất xuất hiện một cái tinh quang trận đồ, phía trên đầy sao lập lòe. Ở tại chính giữa vị trí, có một lỗ hổng, vừa vặn thích hợp Nguyệt Chi Ngọc Thạch bỏ vào. Nguyệt Chi thần cảnh, sẽ đến người A. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, đem Nguyệt Chi Ngọc Thạch, khảm nạm tại cái kia lỗ hổng phía trên. Ông! Toàn bộ tinh quang trận đồ hơi hơi chấn động một cái, sau đó phía trên Nguyệt sáng lóng lánh, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên thấu trạm tinh cổ lộ, phun lên thương thiên. Còn tại trạm tinh cổ lộ người bên ngoài, trên cơ bản đều thấy được một đạo hào quang màu bạc, bay về phía tinh không xa xôi, nhắm ngay ánh trăng vị trí mà đi. Hôm nay mây đen u ám, phủ lên ánh trăng, hào quang màu bạc kia cuối cùng biến mất tại trong mây đen. Không biết, loại này, tín hiệu, phải chăng có thể lan truyền đến Nguyệt Chi thần cảnh đi? Cúi đầu xem xét, Nguyệt Chi Ngọc Thạch đã không có. Hiển nhiên, loại này thông báo, chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp đó, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi. Có điều, 9 tầng địa ngục lập tức liền muốn phá, coi như Nguyệt Chi thần cảnh người tới, tới kịp sao? Nếu như quỷ thần nhất tộc, hiện tại thì tồn tại, thượng thần cấp bậc, cường giả, đoán chừng có thể trực tiếp hoành tảo thiên hạ. Không biết, mới là tra tấn cùng hoảng sợ nơi phát ra. Giải quyết về sau, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời đi trạm tinh cổ lộ, bên ngoài chờ đợi hắn quá nhiều người. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên các loại tông chủ, bao quát Thất Tinh Thiên Tông trưởng Tôn Thần Khung đều tại. Thái Thanh Phương Thị cùng Thái Ất Kiếm Tộc, đồng dạng không hề rời đi. Lý Thiên Mệnh coi như đối Thái Thanh Phương Thị có ý kiến, tại thời khắc như vậy, đều không phải là tính toán những thứ này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Hiện tại gặp phải, chính là toàn nhân loại tai nạn. Phương Thái Thanh chết rồi, Thái Thanh Phương Thị cùng Thái Ất Kiếm Tộc đám người, các loại Lý Thiên Mệnh xuất hiện, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống, lấy khẩn cầu tha thứ. Mời, nhân hoàng, thủ hộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu sinh tử kiếp cảnh, mặc kệ là quỷ tông vẫn là thần tông cường giả, toàn bộ nửa quỳ tại Lý Thiên Mệnh trước mặt. Nhân hoàng. Đây là bọn họ sau khi thương nghị, tùy tâm kính nể, cấp ra một đáp án. Toàn bộ hiệu chung. Xin đứng lên, các vị. Nói thật, trước đây nội chiến, tại chỗ đại đa số người, đều không có quyền quyết định. Chỉ có thể bị quỷ vương, độc cô tẫn bài bố. Đại nạn trước đó, lại tính toán trước đây ma sát, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn họ đều thức thời lại nghe lời, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, này lại là một tin tức tốt. Tuy nói nhân hoàng cái này danh hiệu, khả năng có chút lớn. Bất quá, ở tại vị mưu này chính. Quyền thế, đồng nghĩa với trách nhiệm. Dạng này danh hiệu, cũng không phải ai cũng có thể chống lên. Ban đêm Hiên Viên Hồ, một mảnh hỗn độn, hơn 1 triệu cường giả, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Cái này 1 triệu chỉ là nhân tộc một bộ phận. Một khi quỷ thần tái nhập, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đã từng 9 đại thần vực, tất cả chúng sinh, coi như trốn vào sơn giã, cũng có thể gặp nạn. Các vị, chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp nào khác, 100 vạn năm nô dịch, 200 ngàn năm phong cấm. Những thứ này cừu hận không đội trời chung, căn bản không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Tiếp đó, chỉ có chết chiến một con đường. Ta ngay lập tức sẽ, tận khả năng thăm dò rõ ràng quỷ thần nhất tộc nội tình, lại đến bố trí. Nếu là còn có một trận chiến cơ hội, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không thể ngăn cản Khương Vô Tâm, ta có nhất định trách nhiệm. Quỷ thần tái nhập, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả chúng ta tộc vận mệnh đều bắt ở cùng nhau. Làm cường giả, tại chỗ mỗi một vị, đều cần xung phong đi đầu. Ta bản thân, cũng cùng thiên hạ cùng tồn vong. Nói tóm lại, đầu hàng, nhu nhược, trốn tránh, cũng không thể đổi lấy ngày mai. Chỉ có tử chiến đến cùng, mới là chúng ta đường ra duy nhất. Những lời này, chủ yếu là vì để trái tim tất cả mọi người, trước định ra tới. Hiện tại, tâm phiền ý loạn, thậm chí thất kinh quá nhiều người.
hắn nói đúng, tại hết thảy không biết trước, liên tiếp mời sợ đều không có ý nghĩa, đi đầu khẩn yếu nhất, thứ nhất là làm tốt phòng bị, thứ hai là dò xét lai lịch của đối phương. Mỗi người đều muốn rõ ràng, đây không phải tiểu đả tiểu nháo, không phải chia cắt thiên hạ, mà là quỷ thần nhất tộc cùng máu của chúng ta biển sâu thù, nếu như chiến bại, liền sẽ làm xúc sinh. Khương Vô Tâm tùy tiện đều có thể ăn 50 triệu cộng sinh thú, các vị đều chưa quên a. Lý Thải Vi hiểu rõ đại nghĩa, có nàng kiên định chống đỡ Lý Thiên Mệnh, tại chỗ rất nhiều hỗn loạn tâm, chậm rãi đều ổn định lại. Còn nữa, trọng yếu nhất một chút, đối phương đều bị cầm tù 200.000 năm, nói không chừng hiện ở phía trên, thì là một đám giả yếu tàn tật, 9 tầng địa ngục điều kiện rõ ràng sẽ không quá tốt. Chúng ta chưa hẳn không có một trận chiến cơ hội. Lâm Quân Thiên nói. Câu nói này, cũng để cho rất nhiều người phụ họa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn lên Thương Thiên. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang, chấn thiên vang lên. Thiên Nguyên chấn ngục kết giới, triệt để nổ nát vụn, hóa thành vô số toái phiến, như là mưa to một dạng, huy sái hướng nhân gian. 9 tầng địa ngục, buông xuống. Giờ khắc này, người trong cả thiên hạ, tiếng lòng đều đã kéo căng. Cái kia chói tai tiếng nổ tung âm, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, tin tưởng tại thập phương đạo quốc đều có thể trông thấy cái này lịch sử tính một màn. Rầm rầm rầm, dường như dưới chân Viêm Hoàng đại lục đều bởi vậy phát sinh kịch liệt run rẩy. Từng đợt tiếng kinh hô âm tại Hiên Viên Hồ bên trong vang lên. Mỗi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Làm Thiên Nguyên chấn ngục kết giới phá nát, một cái u ám, máu tanh tinh thần triệt để xuất hiện tại Viêm Hoàng đại lục trên không. Ngăn cách hứa xa, thiên hạ chúng sinh, đều có thể nghe thấy được cừu hận vị đạo. Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, mỗi khắp ngõ ngách, vô số mọi người, ngẩng đầu, đờ đẫn ngước nhìn, cái này như là ác mộng giống như tinh thần. Nó âm u cùng lạnh lùng, thậm chí phủ lên ánh trăng, trở thành ban đêm tinh không nhân vật chính. Có người hoảng sợ, có người chết lặng, có người hiếu kỳ, có người tuyệt vọng. Đại đa số người đều hiểu, cuộc sống về sau, càng phải triệt để trốn, nếu không rất có thể. Không có có sinh lộ. Tận thế, tựa hồ buông xuống. Ngay tại lúc này, vạn vạn không nghĩ đến, cái kia 9 tầng địa ngục, vậy mà lại lần nữa phát sinh khiến người ta kinh ngạc biến hóa. Nó, vẫn lạc. Cả một cái to lớn hôi tinh, từ trên trời giáng xuống. Mọi người kinh hô. Cái này muốn là nện ở Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, còn không phải đem lục địa này cho nện xuyên. Thế mà, lớn như vậy một cái ngôi sao di động. Ai cũng không ngăn cản được. Để Lý Thiên Mệnh lớn nhất im lặng là, quỷ thần nhất tộc, vậy mà có thể thao túng 9 tầng địa ngục di động. Hắn tiến vào 9 tầng địa ngục, cho nên biết, nó có bao nhiêu to lớn. Đây hết thảy, có thể nói không thể tưởng tượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, mọi người lo lắng sự tình, cũng không có phát sinh. 9 tầng địa ngục cũng không có nện ở Viêm Hoàng đại lục ở bên trên. Nó rơi xuống về sau. Đắm chìm tại đường chân trời cuối cùng. Viêm Hoàng đại lục, một điểm động tĩnh đều không có. Điều này nói rõ cái gì? 9 tầng địa ngục, là chạy đến Trầm Uyên chiến trường bên kia sao? Rất nhiều người hỏi. Quay chung quanh Viêm Hoàng đại lục một tuần, chuyển rời đến Trầm Uyên chiến trường. Đi Trầm Uyên chiến trường nhìn xem. Rất nhiều người tại Thái Cực Phong Hồ, tìm kiếm thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy. Lý Thiên Mệnh thường xuyên thông qua động không đáy, đi Trầm Uyên chiến trường cho tiên tiên tìm đồ ăn, hắn so với ai khác tốc độ đều nhanh, đạt tới Trầm Uyên chiến trường, đi tới cái này u ám thế giới. Sau đó, hắn phát hiện, 9 tầng địa ngục, đã treo ở Trầm Uyên chiến trường trên không. Bởi vì khoảng cách lục địa rất gần, cho nên xem ra, cơ hồ có ngày phía trên ma nhật lớn như vậy. Bọn họ đến Trầm Uyên chiến trường làm cái gì? Tiếng nói vừa ra. Liền có thể nhìn đến cái kia 9 tầng địa ngục phía trên, có vô số quỷ thần, chen chúc xuống. Trên bầu trời, đều là lít nha lít nhít quỷ thần, có thể gặp số lượng của bọn họ cũng không ít. Tình hình như vậy, để không ít vừa qua khỏi đến nhân tộc, lập tức rút vào động không đáy, trốn về Viêm Hoàng đại lục. Lý Thiên Mệnh lại nhìn đến, những thứ này thiên hình vạn trạng quỷ thần nhất tộc, bọn họ cũng không có lập tức tiến công Viêm Hoàng đại lục, mà chính là bắt đầu ở Trầm Uyên chiến trường, săn giết hung thú. Săn giết, nuốt ăn. Quỷ thần nhất tộc mặc dù nhiều, nhưng là phân đến toàn bộ Trầm Uyên chiến trường, thì cùng đá chìm đáy biển giống như. Tình cảnh như vậy, để Lý Thiên Mệnh đều có chút không nghĩ ra. Bọn họ trước kia ăn hung thú sao?
hắn hỏi thăm bên cạnh đồng dạng kinh ngạc Lý Thải Vi nói. Ăn, bất qua tư liệu lịch sử ghi chép, bởi vì bọn hắn ăn nhiều lắm, cho nên át chế hung thú sinh sôi, mới đưa mục tiêu chuyển rời đến nhân tộc cộng sinh thú phía trên. Cả hai so sánh, cộng sinh thú đối tăng cường nhục thân hiệu dụng mạnh hơn, cho nên xem như cao đoan hưởng thụ. Bọn họ bởi vậy cầm tù nhân tộc sinh sôi, thông qua cộng sinh tu luyện, để cộng sinh thú tăng cường. Lấy ăn hung thú đến tăng cường nhục thân, đều là quỷ thần nhất tộc hạ tầng. Bất quá, hiện tại Trầm Uyên chiến trường hung thú số lượng, so 20 vạn năm trước hơn rất nhiều, đoán chừng, bọn họ xác thực rất đói khát, muốn trước lập tức nhét đầy cái bao tử, tăng cường chiến đấu lực. Lý Thải Vi suy đoán nói, nuốt ăn thú loại, tăng cường nhục thân, là thiên phú của bọn hắn, bất quá, loại phương thức này cũng không thể để bọn hắn tăng lên cảnh giới tu vi. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng là không thể phủ nhận, nhục thân tăng cường, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ mạnh lên. Chỉ là, bọn họ hoàn toàn phân tán, tại toàn bộ Trầm Uyên chiến trường tìm kiếm hung thú, chúng ta giống như không ngăn cản được. Lý Thải Vi nói, việc cấp bách, vẫn là làm rõ ràng đối phương nội tình. Lý Thiên Mệnh tại cái này Trầm Uyên chiến trường di động, rất nhanh hắn đã tìm được một cái quỷ thần nhất tộc. Người, đối phương giống như điên cuồng. Bất quá, một cái chỉ có thiên chi thánh cảnh ra hỏa, tùy tiện liền để Lý Thiên Mệnh khống chế được. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, đối phương hướng về phía hắn gào thét một tiếng, nhân tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, toàn thân nổ tung. Những thứ này quỷ thần, đều sẽ tự bảo. Lý Thiên Mệnh quả thực bó tay rồi. Khương Vô Tâm phát nổ. Hắn mỗi bắt một cái quỷ thần nhất tộc, một khi bị chính mình tù binh, cơ hồ lập tức nổ tung, hoàn toàn không sợ chết. Loại này hung hãn chủng tộc, có lúc xác thực gọi người tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phân phó, để mọi người toàn lực bắt địch nhân, tìm ra có thể câu hỏi tù binh. Rất nhanh, thì có nguyên một đám quỷ thần nhất tộc tù binh, được đưa tới Viêm Hoàng Đại Lục bên này. Chỉ là còn không có đưa đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, toàn bộ đều nổ. Hoàn toàn không có cách nào tra hỏi. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ lại tiến 9 tầng địa ngục nhìn xem, bất quá như thế mạo hiểm lớn hơn. Phiền toái hơn chính là, Viêm Hoàng Đại Lục động không đáy, nhiều vô số kể, cái kia vô số quỷ thần tùy thời đều có thể theo Trầm Uyên chiến trường, đi vào Viêm Hoàng Đại Lục. Nếu như bọn họ chỉnh thể thực lực so với nhân tộc mạnh, chỉ cần không tụ tập cùng một chỗ, quả thực giết đều giết không sạch sẽ. Rất rõ ràng. Hiện giai đoạn quỷ thần nhất tộc chỉ muốn mạnh lên, thế mà, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cách nào ngăn cản. Bởi vì bọn hắn quá phân tán. Bọn họ đem mạnh lên xem như mục đích duy nhất, nói rõ bọn họ xác thực rất suy yếu. Tạm thời chỉ có thể giám sát. Lý Thiên Mệnh lập tức trên dưới mệnh lệnh thứ nhất. Cái kia chính là, mở ra toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thần thành kết giới, tận khả năng đem người an bài tiến thần thành. Trước đây đại chiến. Các đại thần thành kết giới cơ bản hoàn chỉnh. Coi như không có thần thành, rất nhiều phổ thông thành trì, thành trấn, đồng dạng đều có thủ hộ kết giới. Trên cơ bản 9 đại thần vực, bây giờ đều từ hắn chúa tể, thí dụ như Long U Nguyệt dạng này người, nàng đều không cách nào phản kháng. Mệnh lệnh này, sẽ rất nhanh truyền khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Mệnh lệnh thứ hai, cũng là toàn lực chữa trị, tông môn thủ hộ kết giới hạch. Tỷ như Thái Cực Phong Hồ 9 tầng kết giới. Hắn kết giới hạch hư hao, nhưng là kết giới căn cơ đều tại, những bộ phận khác tông môn đều là như thế. Tuy nhiên chữa trị cần thời gian, nhưng trước mắt nhìn, quỷ thần cũng không có lập tức quy mô tiến công, có lẽ đây chính là cơ hội của bọn hắn. Liên địa tạng, bà sa, đều là tầng 12 tử kiếp, một cái quỷ thần thái tử hồn châu bên trong, có hơn ngàn cái thượng thần cấp bậc thiên hồn, ta cũng không tin hiện tại 9 tầng địa ngục phía trên, một cái đạp thiên chi cảnh đều không có. Vẫn là đem hy vọng. Đặt ở Nguyệt Chi thần cảnh trên thân đi. Trước mắt tại sắp xếp của hắn dưới, có rất nhiều cường giả tại Trầm Uyên chiến trường, thu hoạch quỷ thần nhất tộc tình báo. Cục diện rất cổ quái. Quỷ thần tái nhập ban đêm, thiên hạ vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh đứng tại Hiên Viên Hồ bên trong, nhìn trên trời ánh trăng, ánh mắt thâm trầm. Theo Thiên Nguyên đỉnh trở về đến bây giờ, hắn đều chưa thấy qua Khương Phi Linh, lúc này thời điểm vội vàng hướng Nhiên Linh Cung mà đi. Đến về sau, mới nhìn đến Nhiên Linh Cung đã là phế tích. Khương Phi Linh ngay tại một gian thiên điện bên trong nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, nàng xác thực ở vào trong mê ngủ. Vĩnh sinh thế giới thành lại xuất hiện. Mấu chốt là, nàng vậy mà có thể cho thái cổ tà ma,
tiếp theo loại gọi là sắc phi huyết chú, đồ vật. Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt cái này, an bình ngủ say thiếu nữ xuất thần. Tiên Tiên, Linh Nhi muốn là tỉnh, người lập tức gọi ta. Lý Thiên Mệnh bàn giao nói. Tiên Tiên nhu thuận gật đầu. Lý Thiên Mệnh đi ra, tại phía trước tĩnh mịch trong bóng tối, có một đầu màu đen cự thú phủ phục ở đây, còn có một cái áo đen thiếu nữ, ở chỗ này ngừng chân rất lâu. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mắt nàng đến, xòe bàn tay ra, đặt ở trước mắt nàng. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu ẩn thân trong bóng đêm, có chút cảnh giác hỏi. Nàng giống như có chút sợ hãi Lý Thiên Mệnh. Tiêu Tan hiềm khích lúc trước, Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, sau đó lại vươn tay, cùng Lý Thiên Mệnh cầm một chút. Nhìn nhau, mỉm cười. Đã từng ân oán, đúng là cười một tiếng ở giữa, triệt để tiêu tán. Sớm tại Thái Cổ Tà Ma sử dụng huyết điện hồn bạo ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh liền không lại đối nàng có ý kiến. Hiểu lầm giải khai, liền lại không hiểu lầm. Nhìn đến bọn họ dạng này, bên cạnh Thái Cổ Tà Ma bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai cùng chế giễu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người, nhìn về phía nó. Hắn híp mắt, nhìn lấy Thái Cổ Tà Ma trên người hoa hồng văn, cái kia huyết sắc mười phần yêu diễm, nhưng lại phá lệ dữ tợn. Người biết. Thứ này lai lịch à? Lý Thiên Mệnh đứng tại Thái Cổ Tà Ma trước mắt, lãnh đạm hỏi. Nhà ngươi nữ nhân gieo xuống đổ vật, ngươi hỏi tới ta. Buồn cười không, Thái Cổ Tà Ma chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi không muốn trả lời. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mau mau cút, ngươi tính toán cái quái gì? Thái Cổ Tà Ma cả giận nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Vu U, hắn hỏi cái gì, ngươi liền trả lời. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không. Cái này khiến ta Thái Cổ Tà Ma mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Ngươi cho ta là tội phạm sao? Thái Cổ Tà Ma táo bạo nói. Nó bò lên, khí diễm phách lối nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nhìn nhìn lại Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ mở. Ngừng, ta sợ, đừng, ai ai, khác a. Thái Cổ Tà Ma vội vàng bò xuống, run rẩy hướng Lâm Tiêu Tiêu cầu xin tha thứ. Về sau thức thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ta thế nhưng là ngươi cộng sinh thú, ngươi vậy mà vì một ngoại nhân khi nhục ta. Ta hận thấu ngươi, Thái Cổ Tà Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy tiện, Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái Cổ Tà Ma khóc không ra nước mắt. Ngươi tác nghiệt quá nhiều, về sau, có là ngươi chậm rãi hoàn lại thời gian. Thái Cổ Tà Ma cho Lý Thiên Mệnh mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí Khương Vô Tâm thả ra quỷ thần, đều cùng nó có quan hệ rất lớn. Muốn không phải cái này sắc phi huyết chú là Khương Phi Linh sở hạ, mà lại Lâm Tiêu Tiêu cần cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh hẳn là sẽ giết nó. Có dám mau thả, đừng tại đây thẩm phán ta, Thái Cổ Tà Ma không nhịn được nói. Ngươi nói ngươi sống trăm vạn năm, vậy ngươi nhất định rất có kiến thức, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cái này sắc phi huyết chú sao? Nó đến từ nơi đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khả năng này quan hệ đến, vĩnh sinh thế giới thành bí mật. Cái này ta thật không biết. Thứ này tầng thứ cao hơn ta, mà lại ta chuyển sinh làm cộng sinh thú, đánh mất bộ phận trí nhớ. Bằng không, ta thì có phá giải chi pháp, Thái Cổ Tà Ma nói. Như vậy, người đã từng cùng quỷ thần Dư Nghiệt hợp tác qua, người cũng đã biết, cái này 9 tầng trong địa ngục, có bao nhiêu đạp thiên chi cảnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là hắn tìm đến Thái Cổ Tà Ma căn bản mục đích. Không biết, bất quá tối thiểu có 10 cái đi. Bọn họ có hoàn chỉnh đạp thiên cảnh thiên hồn truyền thừa. Coi như linh khí cằn cỗi, nhưng là cảnh giới tu luyện nhanh, so với các ngươi lại càng dễ thành tựu đạp thiên chi cảnh. Thái Cổ Tà Ma nói. 10 cái. Này làm sao đánh? Lý Thiên Mệnh sọ não đều muốn nổ. Không hề nghi ngờ, tại cấp độ này giao phong, nhất định phải chờ đợi Nguyệt Chi Thần Cảnh làm ra đáp lại. Quan tâm cái rắm, trên tay ngươi không phải có truyền tin thạch sao? Tin tức đã truyền đến, chạm gác, quỷ thần nhất tộc căn bản không nghĩ tới. Trên tay ngươi còn sẽ có truyền tin thạch, bọn họ hiện tại vội vã ăn cơm đâu, đều là quỷ chết đói. Rất rõ ràng những thứ này quỷ thần nhất tộc, rất sợ chạm gác người, cho nên trực tiếp đem xào huyệt, chuyển rời đến, vô tự thế giới, đi. Bằng không, đoán chừng hiện tại liền xuống đến làm các ngươi. Lý Thiên Mệnh, ta thì cho ngươi lộ ra chút đi, muốn là chạm gác người, đủ để nhốt tâm sinh tử của các ngươi mới có thể sống sót. Muốn là bọn họ lười nhác chú ý, các ngươi nhất định phải chết. Quang dựa vào lực lượng của mình, muốn ngăn cản càng cao tầng thứ chủng tộc, nằm mơ.
Thái cổ tà ma một đoạn này lời nói, ẩn chứa mấy cái, Lý Thiên Mệnh nghe được mơ hồ tin tức. Đệ nhất, truyền tin thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Nguyệt Chi Ngọc Thạch. Thứ hai, chạm gác. Thứ ba, vô tự thế giới. Vì cái gì Nguyệt Chi thần cảnh, gọi là chạm gác. Trầm Uyên chiến trường, gọi là vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái cổ tà ma cười. Cái kia là cười nhạo. Thật đáng thương, sống ở, đối xứng mặt, trong đại lục, liền thế giới chân thực bộ dáng, đều hoàn toàn không biết. Thái cổ tà ma một mặt cảm giác ưu việt. Ta để ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh một bàn tay phiến tại nó mặt to phía trên. Ta. Thái cổ tà ma bị đánh cho hồ đồ. Nói chuyện. Lý Thiên Mệnh lại đập một cái gáy của nó. Thái cổ tà ma đều cho đánh choáng váng, chính muốn phản kích, lại nhìn một chút Lâm Tiêu Tiêu, lập tức sợ. Trong miệng nó hùng hùng hổ hổ vài câu, cũng không dám nữa bày ra cảm giác ưu việt, mà chỉ nói. Nguyệt Chi thần cảnh, nó ở vào, hạ tầng tinh không, trên cùng, là, đối xứng mặt, thế giới giám sát cơ cấu, phụ trách trưởng quản trong phạm vi nhất định, đối xứng mặt, thế giới trật tự. Chỗ lấy xưng nó là, chạm gác, bởi vì nó là, trật tự chi địa, ánh mắt. Trật tự chi địa, có vô số chạm gác, Nguyệt Chi thần cảnh, là bên trong một cái. Lý Thiên Mệnh vốn muốn hỏi rõ ràng tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, nghe Thái cổ tà ma giảng một đoạn về sau, hắn càng nghe không hiểu. Trật tự chi địa. Thái cổ tà ma trợn trắng mắt, giận dữ nói. Được rồi, ngươi ngồi xổm tốt, ta trước nói cho ngươi, thế giới bộ mặt chân thật là cái gì sao? Gia hỏa này chúng sắc vi huyết chú về sau, ngược lại là nghĩ đến thẳng mở, quả nhiên đàng hoàng. Bất quá, nó tâm bên trong khẳng định không cam tâm. Nói không chừng cái gì thời điểm, nó tìm được cơ hội, liền sẽ chế tạo phiền phức. Hiện tại nhân viên khan hiếm, Thái cổ tà ma cùng Lâm Tiêu Tiêu tổ hợp, thiên phú cao, cũng có cường độ nhất định. Nói không chừng có thể giúp đỡ bận bịu đối phó quỷ thần. Liên quan tới Thái cổ tà ma trưởng khống phương diện, Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất khuyết thiếu, đối Nguyệt Chi thần cảnh nhận biết. Lại thêm, hắn đối, vực ngoại tinh không, có rất lớn hiếu kỳ. Liền nghiêm túc nghe Thái cổ tà ma nói chuyện. Hắn biết, Trộm Thiên nhất tộc cùng Lý Mộ Dương, còn có Thái cổ hỗn độn cự thú, bao quát Thái cổ tà ma, đều không phải là Viêm Hoàng đại lục sản phẩm. Hắn sớm muộn sẽ rời đi Viêm Hoàng, đi truy tầm phụ mẫu, truy tìm Thái cổ hỗn độn cự thú nơi phát ra. Bầu trời cùng vũ trụ, đều là hắn hướng tới thế giới. Muốn đánh bại quỷ thần nhất tộc, cũng cần đối hiên viên đại đế đều đi qua, vực ngoại tinh không có đầy đủ hiểu rõ. Đương nhiên, một số tiền đề, đều là tại quỷ thần nhất tộc tàn phá bừa bãi bên trong, sống sót, vì nhân tộc chịu đựng được. Trước mắt hắn phái rất nhiều người, tại Trầm Uyên chiến trường giám sát quỷ thần động tĩnh. Khắp thiên hạ thần thành cùng tông môn căn cơ, bao quát Thái cực phong hồ 9 tầng kết giới, đều đang toàn lực khẩn cấp chữa trị, đến đón lấy đều sẽ đầu nhập vận hành. Tại cửa này đầu, hắn tìm đến Thái cổ tà ma, cũng là muốn biết người biết ta. Thái cổ tà ma một bộ kiêu ngạo bộ dáng, duỗi ra cái kia bén nhọn thon dài cái đuôi, tại trên mặt đất vẽ lên một đường thẳng. Người đem cái này đường nét, tưởng tượng thành một cái mặt phẳng, nó là một cái không có chừng mực, không có giới hạn giới mặt phẳng, chúng ta xưng là, đối xứng mặt, lại gọi là thiên nhất giới diện. Thái cổ tà ma nói. Nhớ kỹ, thiên nhất giới diện. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên nhất giới diện phía trên, có rất nhiều cùng loại Viêm Hoàng đại lục dạng này lục địa. Bình thường gọi chung là thiên nhất lục địa, những thứ này lục địa, đều có một cái thống nhất đặc thù, cái kia chính là, bọn họ đều là, hai mặt đại lục, một mặt ở trên, một mặt tại hạ. Tỷ như Viêm Hoàng đại lục phản diện, các ngươi xưng là Trầm Uyên chiến trường. Cùng loại Viêm Hoàng đại lục lục địa, có rất nhiều. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Hắn gặp qua bốn loại thái cổ hỗn độn cự thú mộng cảnh. Tỷ như thái sơ hỗn độn lôi ma, lấy lôi đình luyện hóa vô số thế giới. Tỷ như thái cực hồng mông quỳ long, thân thể của nó tạo thành thế giới, xem ra so Viêm Hoàng đại lục phải lớn vô số lần. Bởi vậy, hắn đã sớm biết, thế giới chân thật, so hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là chân chính nghe thái cổ tà ma nói ra miệng, trong lòng suy đoán được xác nhận, tâm tình vẫn còn có chút mờ mịt. Vũ trụ rất lớn, có vô tận thời gian cùng không gian. Điểm này, ngẩng đầu nhìn lên trời, bất kỳ người nào trải nghiệm đều là giống nhau. Ngắm nhìn bầu trời, mới biết tự mình chi nhỏ bé. Ha ha, người đây là cái gì Trộm Thiên nhất tộc,
Ngươi là bị người vứt bỏ tại cái này à? Cùng thổ dân không có gì khác biệt, ếch ngồi đáy giếng một cái. Thái cổ tà ma cười khẩy nói. Gia hỏa này không thanh tú cảm giác ưu việt, thì toàn thân không thoải mái. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó, trong lòng của hắn có đáp án, nhân tiện nói tiếp đi. Thật tốt nghe đi, đối xứng mặt, cũng chính là thiên nhất giới diện, chính là vũ trụ căn cơ. Viêm Hoàng Đại Lục ngay tại thiên nhất giới diện phía trên, hoặc là nói, bị thiên nhất giới diện cắt ngang thành hai nửa. Người bây giờ ngẩng đầu nhìn lên nhìn, phía trên có một cái vô cùng thế giới. Thế mà, làm người đứng tại Trầm Uyên chiến trường đi lên nhìn thời điểm, trên đỉnh đầu cũng có một cái vô cùng thế giới. Cái này thiên nhất giới diện phía trên, dưới hai thế giới, hoàn toàn là đối xứng. Thiên nhất giới diện phía dưới thế giới, Trầm Uyên chiến trường bên kia thế giới, gọi là vô tự thế giới, hắn quỷ dị cùng ảo diệu, chúng ta tạm thời không nói đến, chúng ta muốn nói, chính là thiên nhất giới diện trở lên, cũng chính là ngươi ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến thế giới, tên của nó, gọi là hữu tự thế giới. Hữu tự thế giới, có đạo mà theo, vạn vật đều có quy luật cùng pháp lệnh, thiên đạo có quy tắc. Hết thảy ngay ngắn trật tự, vô tự thế giới, lại được tốt ngược lại. Là cái vô ý nghĩa, không có quy tắc mê loạn thế giới, cả hai khác nhau, tựa như là Viêm Hoàng Đại Lục cùng Trầm Uyên chiến trường khác nhau. Hai thế giới đã đối xứng, lại ngược lại. Tương truyền, mỗi cái hữu tự thế giới người, đều có thể tại vô tự thế giới, tìm tới ngược lại chính mình, người nói đáng sợ sao? Thái cổ tà ma hù dọa nói. Ta cảm giác người đang lừa dối ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Nó nói lời, thực sự quá giật. Cái gọi là tự. Hẳn là quy tắc ý tứ. Có thế giới quy tắc, cùng không thế giới quy tắc. Bất quá, hắn không muốn nghe cái gì có thứ tự, vô tự, cái này quá giật. Cái này cùng Nguyệt Chi thần cảnh, chạm gác, trật tự chi địa, có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Ha ha, làm nền, để ngươi minh bạch thế giới đơn giản khung. Hữu tự thế giới cùng vô tự thế giới, tựa như là hai tòa tháp, làm hai tòa tháp đáy tháp, kết nối cùng một chỗ thời điểm. Đáy tháp cái kia mặt phẳng, cũng là thiên nhất giới diện. Thứ này cũng ngang với, người bây giờ thì đứng tại hữu tự thế giới tầng dưới chót nhất, tuy nhiên thiên nhất giới diện là thế giới căn cơ, nhưng là chân chính đặc sắc thế giới, tại ngươi trên đỉnh đầu, ta trước đó nói cho ngươi, Nguyệt Chi thần cảnh là, trật tự chi địa, chạm gác, vị trí của nó, tại hạ tầng tinh không trên cùng, cái này một cái chạm gác, tối thiểu dám thì mười mấy cái, thiên nhất đại lục, trật tự, nói cách khác. Viêm Hoàng cùng còn lại mười mấy cái, thiên nhất đại lục, dùng chung một cái ánh trăng. Hạ tầng tinh không, nói trắng ra là, cũng là hạt bụi trồng chất chi địa. Tại hạ tầng tinh không phía trên, chính là, trật tự tinh không, chỗ đó là chân chính lập lòe chi địa. Là, cao các loại chủng tộc, chiến trường. Ta nói tới, trật tự chi địa, vậy liền tại, trật tự tinh không, bên trong. Thái cổ tà ma nói. Ta hiểu được, hạ tầng tinh không phía trên, chính là trật tự tinh không. Cái này hai tầng tinh không đều thuộc về hữu tự thế giới. Sau đó, trật tự tinh không bên trong, trật tự chi địa, tại hạ tầng tinh không có rất nhiều chạm gác, Nguyệt Chi thần cảnh là hắn một, mỗi một cái chạm gác, giám thị rất nhiều thiên nhất đại lục, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh đầu óc sáng tỏ, đem thái cổ tà ma nói đến lung ta lung tung tin tức, trực tiếp cho chỉnh lý tốt. Viêm Hoàng đại lục, 9 tầng địa ngục, Nguyệt Chi thần cảnh, đều thuộc về hạ tầng tinh không. Trật tự chi địa thuộc về trật tự tinh không. Cái này hai tầng tinh không, đều thuộc về hữu tự thế giới. Thiên nhất giới diện trở xuống, Trầm Uyên chiến trường phía trên, còn có một cái vô tự thế giới, nhưng đây không phải là thường nhân có thể bước chân chi địa. Đúng, hiện tại biết mình đến cỡ nào hèn mọn đi. Thái cổ tà ma cười khẩy nói. Ngươi có thể thật không nói chuyện. Tuy nhiên thái cổ tà ma miêu tả cực kỳ mơ hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh tâm lý sớm đã có một cái hình dáng. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Xem ra trên đỉnh đầu cái này vô tận thế giới, so hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Lý Mộ Dương hòa trộm thiên nhất tộc, còn có thái cổ hỗn độn cự thú cùng cái kia hắc ám đại thủ bí mật, cần phải thì giấu ở hạ tầng tinh không phía trên, trật tự tinh không, bên trong. Nói cho ngươi một cái bí mật, thái cổ tà ma nhếch miệng cười nói. Nói, các ngươi trộm thiên nhất tộc, đã từng thế nhưng là trật tự tinh không, bá chủ, các ngươi như cá giết sang sông. Cướp bóc thiên tài địa bảo, cướp bóc hàng tinh nguyên, làm sằng làm bậy, làm ác không làm, nhân thần cộng phẫn. Người cái này bị vứt bỏ ở chỗ này kẻ đáng thương, không biết a. Có muốn hay không đi trật tự tinh không, nhận tổ quy tông đi. Thái cổ tà ma hướng dẫn từng bước nói.
Lý Thiên Mệnh hé mắt. Xem ra cái này thái cổ tà ma, cũng không biết trộm thiên nhất tộc, đã diệt tộc sự tình. Bất quá, nó nói trộm thiên nhất tộc đã từng ngay tại trật tự tinh không, hơn nữa còn là bá chủ, nói rõ tại trật tự tinh không, tối thiểu có thể tìm tới rất nhiều, cùng trộm thiên nhất tộc tương quan đồ vật, để Lý Thiên Mệnh có thể tìm tới đáp án. Cha mẹ ta nên rời đi Viêm Hoàng, vậy nói rõ, bọn họ khả năng đi trật tự tinh không a? Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ. Hắn đối giấc mộng kia ảo tưởng giống như xa xôi thế giới, bởi vì trộm thiên nhất tộc, có một chút hướng tới. Như thế nào, ngươi có đi hay không, ta nhưng biết nơi ở của các ngươi, ở nơi nào? Thái cổ tà ma chớp mắt nói. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nó khẳng định lại tại muốn dở trò quỷ gì. Ngươi xác định có thể giúp ta, tìm tới đường về nhà. Lý Thiên Mệnh tương kế tựu kế hỏi. Đó là tự nhiên, bất quá, ngươi muốn thoát ly hạ tầng tinh không, đến trật tự tinh không, ngươi đến thỏa mãn một vài điều kiện. Thái cổ tà ma nói. Mời nói. Ngươi bay đến hạ tầng tinh không, đại khái tại thiên tinh cảnh vị trí kia, có thể cảm giác được thiên nhất giới diện đối ngươi hấp lực a. Nếu như ngươi không khống chế thân thể, ngươi liền sẽ rơi xuống. Ngươi càng là đi lên, sức hấp dẫn lại càng lớn. Thái cổ tà ma nói. Đúng. Tu vi càng cao, có thể tránh thoát thiên nhất giới diện hấp lực năng lực, thì càng mạnh. Đạp thiên chi cảnh hàm nghĩa chân chính, cũng là để ngươi thuế biến tự mình, có thể đào thoát thiên nhất chi lực, dẫm lên trời, leo lên mây xanh. Cho nên, chỉ cần thành vì trong miệng các ngươi thượng thần, ngươi liền có thể thoát ly thiên nhất giới diện phía trên, những thứ này hạt bụi trồng chất thế giới. Thái cổ tà ma nói, chỉ cần đến đạp thiên chi cảnh, ta thì có thể đến tới trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Suy nghĩ nhiều quá ngươi, đến đạp thiên đệ nhất giai, ngươi chỉ có thể bay đến nguyệt chi thần cảnh, muốn tiếp tục dẫm lên trời, chống cự thiên nhất giới diện lực lượng, đến trật tự tinh không trật tự chi địa, tối thiểu muốn tới đạp thiên chi cảnh đỉnh phong. Thái cổ tà ma nói. Minh bạch, nguyên lai, đây mới là đạp thiên chi cảnh hàm nghĩa chân chính. Thoát ly thiên nhất, dẫm lên trời. Thiên viên đại đế, cũng là dựa vào đạp thiên chi cảnh tu vi, leo lên nguyệt chi thần cảnh, tìm được minh hữu. Không tới đạp thiên chi cảnh, liền không khả năng đến nguyệt chi thần cảnh thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia đến không nhất định, để một cái đạp thiên chi cảnh người mang theo ngươi đi, cái kia cũng có thể. Cái kia 9 tầng địa ngục trực tiếp trốn đến, vô tự thế giới, bên kia đi, cho nên ta đoán chừng, nguyệt chi thần cảnh khẳng định sẽ người tới, ngươi nếu có thể làm bọn hắn vui lòng, nói không chừng có thể để bọn hắn, mang cho ngươi đến nguyệt chi thần cảnh đi. Nguyệt chi thần cảnh nắm giữ, nguyệt tinh nguyên, đối so với các ngươi những thứ này hạt bụi thế giới cái gọi là thiên địa linh khí, nguyệt tinh nguyên, đó mới gọi chân chính tài nguyên tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi, tại nguyệt chi thần cảnh cái này chạm gác, tuyệt đối không người là đối thủ, tương lai quay về trật tự chi địa, tuyệt đối không thành vấn đề. Thái cổ tà ma nói. Đoạn văn này nghe xong, Lý Thiên Mệnh có mấy cái nghi vấn. Hắn hỏi trước cái thứ nhất, vì cái gì 9 tầng địa ngục? Trốn đến Trầm Uyên chiến trường, thì không sợ nguyệt chi thần cảnh người tới. Chạm gác người thuộc về hữu tự thế giới, bọn họ không phải là các ngươi những thứ này thiên nhất giới diện phía trên thổ dân, lực lượng của bọn hắn đến từ, nguyệt tinh nguyên, có rõ ràng hữu tự thế giới đặc thù, cho nên bọn họ không dám ở Trầm Uyên chiến trường bên kia hư vô thế giới loạn xuất thủ, vạn nhất gây nên vô tự thế giới phản phệ, vậy liền rất phiền toái. Thái cổ tà ma nói, thì ra là thế. Tin tức này, đối Lý Thiên Mệnh quá trọng yếu. 9 tầng địa ngục vừa phá phong, lập tức di chuyển đến Trầm Uyên chiến trường, vậy mà cùng hắn hướng nguyệt chi thần cảnh, gửi đi truyền tin thạch, có quan hệ. Rất mạo hiểm. Vậy tại sao quỷ thần nhất tộc không sợ vô tự thế giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ đều bị phong cấm 200.000 năm, nơi nào có, nguyệt tinh nguyên, cấp bậc trở lên lực lượng. Tuy nhiên cái này quỷ thần nhất tộc đến từ, trật tự tinh không. Nhưng là bọn họ sớm đã bị những thứ này hạt bụi thế giới, đồng hóa thành thổ dân. Thái cổ tà ma khinh bỉ nói. Bọn họ đến từ trật tự tinh không, Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Nghe, quỷ thần nhất tộc lai lịch, vậy mà so nguyệt chi thần cảnh cao hơn. Không có gì lớn, xem bọn hắn, 9 tầng địa ngục, rõ ràng cũng là đã mất đi, tinh hạch, hành tinh chết. Ta đoán bọn họ tổ tông, hẳn là bị lưu đày tội phạm, cho nên bị tước đoạt tinh hạch, dẫn đến toàn bộ hành tinh chết. Bị thiên nhất giới diện hấp lực kéo xuống, buông xuống đến các ngươi Viêm Hoàng đại lục trên đỉnh đầu. Một đám trật tự tinh không lưu đày tội phạm, tại các ngươi cái này cùng cái thế giới, làm chủ nhân. Những lời này,
quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, hỏi thăm thái cổ tà ma những vật này, đối với mình tới nói, thu hoạch to lớn. Nguyệt tinh nguyên, tinh hạch, những thứ này lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh khiêm tốn hỏi. Bọn họ quan hệ đến, trật tự tinh không cùng hạ tầng tinh không căn bản khác biệt. Thiên nhất giới diện phía trên lục địa, đều là trong tinh không cho tàn, hạt bụi, hoặc là phá nát hành tinh chết, tại lịch sử lâu đời bên trong, bị thiên nhất giới diện dồi dào, thiên nhất chi lực bắt được xuống tới, tạo thành mặt phẳng lục địa. Mà tại trật tự tinh không, thế giới lấy tinh thần, phương thức tồn tại, thí dụ như nguyệt chi thần cảnh, tại các người thị giác xem ra, là một cái ngân sắc hình cầu. Thái cổ tà ma nói, ta đã hiểu, cùng loại thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh nói, đúng, thiên tinh cảnh đều là cỡ nhỏ tinh thần, không có đủ tinh hạch. Tinh hạch là chân chính, tinh thần thế giới, hạch tâm, tỉ như nguyệt chi thần cảnh, thì có tinh hạch tồn tại. Vậy là cái gì, nguyệt tinh nguyên? Nguyệt tinh nguyên, là một cái tinh thần thế giới siêu cấp khu động lực. Là một cái tinh thần thế giới căn bản. Nguyệt tinh nguyên tính toán tương đối cấp thấp, vũ trụ nguyên lực, chính thức kinh khủng là, hằng tinh nguyên. Hằng tinh nguyên bổ sung tinh hạch, cho tinh thần thế giới, cung cấp ngăn cản thiên nhất giới diện khu động lực, đồng thời, hằng tinh nguyên là một loại siêu cấp linh khí. Một cái tinh thần thế giới hằng tinh nguyên, cung cấp lấy chỉnh cái tinh thần thế giới, toàn bộ sinh linh tu luyện linh khí. Loại kia cao đẳng lực lượng hiệu quả, tối thiểu nhất đều phải là ngươi thái cực phong hồ gấp trăm lần. Nói một cách khác đi, kỳ thật thiên nhất giới diện phía trên những thứ này hạt bụi lục địa, thiên địa linh khí, đều là trật tự thế giới, hằng tinh nguyên, tiêu tán không quan trọng lực lượng, bị thiên nhất giới diện hút xuống tới. Ý tứ chính là, cấp trên cao các loại chủng tộc tu luyện ăn thịt. Các ngươi tu luyện ăn canh, a à không không, các ngươi chỉ có thể ngửi một cái vị đạo. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Vũ trụ nguyên lực. Cổ ngữ bên trong, vũ vì vô tận không gian, trụ vì vô cùng thời gian. Cái tên này, nghe giống như là thế giới bản nguyên lực lượng. Hằng tinh nguyên cùng nguyệt tinh nguyên, đều là cái này vũ trụ nguyên lực một loại. Nói như vậy, hằng tinh nguyên rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tỷ như Ma Tông muốn tranh đoạt thái cực phong hồ. Cũng là bởi vì thái cực phong hồ là linh khí nồng đậm chi địa, có suối phun phun trào. Hằng tinh nguyên, cung cấp cả một cái tinh thần thế giới tu luyện linh khí, đoán chừng quan trọng hơn. Đó là tự nhiên, trật tự tinh không vô tận 5 tháng trong lịch sử, tất cả tinh vực chiến tranh, đều là hằng tinh nguyên chi chiến. Người thắng lợi dùng tụ biến kết giới, nuốt mất đối phương hằng tinh nguyên, thậm chí hủy đi tinh hạch, đem đối phương biến thành hành tinh chết. Hằng tinh nguyên càng lớn. Cái kia tinh thần thế giới liền sẽ càng mạnh, trên đó người tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều. Mỗi một cái tinh thần thế giới, đều là một cái cỗ máy chiến tranh, cho nên người biết, chạm gác tác dụng A. Chạm gác, không chỉ là giám thị thiên nhất đại lục, đồng thời lan truyền bốn phía, tùy thời đề phòng. Bởi vì hằng tinh nguyên là tiêu hao phẩm, mỗi khi thiên địa sinh ra hằng tinh nguyên, hoặc là có tinh thần thế giới, hằng tinh nguyên không đủ, đều là chiến tranh khởi nguyên. Thái cổ tà ma nói. Hắn để mắt tới Lý Thiên Mệnh, cười lạnh, nói. Các ngươi trộm thiên nhất tộc, đã từng làm trật tự tinh không bá chủ, không cũng là bởi vì có thể tan giã tụ biến kết giới, ăn cắp hằng tinh nguyên A. Lý Thiên Mệnh không có phản ứng đến hắn trào phúng. Hắn nhớ kỹ thái cổ tà ma nói mỗi một câu. Những lời này, đều tại hoàn thiện thế giới của hắn xem, để hắn đối với mình vị trí toàn bộ thế giới, có hoàn chỉnh khái niệm. Lý Thiên Mệnh. Người muốn là không đi được, trật tự chi địa, liền kiến thức không được hằng tinh nguyên tầm quan trọng. Trật tự chi địa, cũng là một cái ngôi sao to lớn thế giới. Nó hằng tinh nguyên, chẳng những cung cấp tất cả chúng sinh tu luyện, càng là làm tinh thần thủ hộ kết giới nguyên động lực, khu xử trật tự chi địa tại trật tự tinh không tiến lên. Bằng không, các ngươi những ngày này nhất đại lục, ngay cả ánh sáng rõ ràng cũng sẽ không có. Thái cổ tà ma nói, cùng chúng ta quang minh có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe đến bây giờ, người còn chưa hiểu sao? Thái cổ tà ma khinh bỉ hỏi. Cái gì? Cái gọi là trật tự chi địa, thì là các ngươi trên đỉnh đầu mặt trời. Thái cổ tà ma nói. Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Mọi người nhìn ánh trăng, mặt trời nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không biết, bọn họ lại là nguyệt chi thần cảnh, trật tự chi địa. Các ngươi bây giờ thấy được độ sáng, cái kia chính là hằng tinh nguyên. Thời khắc đều tại thiêu đốt, ánh sáng vô tận thế giới. Đến mức mặt ngoài, tụ biến kết giới, bên ngoài thế giới, cùng tại phía trên kia lấy hằng tinh nguyên tới tu luyện cao các loại chủng tộc, các người mắt thường khẳng định nhìn không thấy. Đương nhiên,
ngươi thấy Nguyệt Chi Thần cảnh ánh sáng trắng bạc, đó cũng là Nguyệt Tinh Nguyên lập lòe. Thái Cổ Tà Ma nói. Phục. Lý Thiên Mệnh xác định, Thái Cổ Tà Ma hẳn là không lừa gạt mình. Trí tưởng tượng của nó, còn không có khoa trương đến loại trình độ này. Ánh trăng, Nguyệt Chi Thần cảnh, tại hạ tầng tinh không trên cùng. Mặt trời, là trật tự chi địa, tại trật tự tinh không. Nghe nói còn có hằng tinh nguyên chiến tranh, nói cách khác, vẫn còn có mặt trời. Ông trời ơi, Huỳnh Hỏa ở trong giấc mộng, cùng ăn mì giống như, ăn những cái kia mặt trời một dạng tinh thần, cũng là hằng tinh nguyên. Nếu như là thật, thì cùng để đầu tóc tê. Cái này đều không phải là quái vật hai chữ, có thể hình dung. Lý Thiên Mệnh, ngươi không dùng nhục trí, ta lại cho ngươi lộ ra chút đi. Thái Cổ Tà Ma nói. Rửa tai lắng nghe. Bất kỳ chỗ nào. Đều có thiên tài cùng phế vật. Nguyệt Chi Thần cảnh cùng trật tự chi địa, tuy nhiên có Nguyệt Tinh Nguyên cùng Hằng Tinh Nguyên, có vô số đạp thiên chi cảnh thiên hồn tại chỉ dẫn con cháu tu hành. Cho nên tổng thể tầng thứ rất cao, dù sao có thể tại trật tự tinh không sinh tồn, có thể không bị đồ diệt chủng tộc, bản thân truyền thừa liền có thể kinh người. Nhưng là, mặc kệ là Nguyệt Chi Thần cảnh vẫn là trật tự chi địa, vẫn là có rất nhiều người, căn bản không có đạp thiên chi cảnh tu vi, người đem bọn hắn ném tới Viêm Hoàng Đại Lục. Bọn họ đồng dạng không thể quay về. Càng mấu chốt là, nó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói. Người mới 20 mấy tuổi, có thể có tu vi hiện tại, luận thiên phú, ta đoán chừng Nguyệt Chi Thần cảnh, cùng tuổi đoán ngươi đều vô địch. Coi như tại trật tự chi địa, 20 mấy tuổi có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, vậy cũng là thiên tài đứng đầu. Người hưởng dụng là Viêm Hoàng Đại Lục tốt nhất tư nguyên, bất quá cùng người ta không cách nào so sánh được, đây càng nói rõ người đáng sợ. Chuyện này ngươi phải xem mở, người khác điều kiện tốt, vậy cũng là tổ tông hào quang phù hộ, muốn là ngươi lên trời, ngươi còn nối dõi, cũng xứng đáng vừa ra đời đều so người khác điểm cuối đều cao. Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử, đoán chừng sẽ không quá lớn lên, cùng trật tự tinh không loại kia tồn tại ngàn vạn năm trở lên viễn cổ thị tộc, xác thực không cách nào so sánh được. Người ta vừa ra đời, còn có thể dùng 100 vạn năm trước tổ tông thiên hồn tới tu luyện. Nhưng là ta tin tưởng. Đem ngươi đặt ở trật tự chi địa, lập tức liền có thể lập lòe quang mang. Dù sao, ngươi là trộm thiên nhất tộc hậu nhân. Tu hành chuyện này, phụ mẫu cùng tổ tông truyền thừa chi khác nhau, có lúc xác thực dễ dàng để người tuyệt vọng. Có người vừa ra đời, phụ mẫu đều là thiên địa chúa tể, trực tiếp cho chế định tốt trưởng thành chi lộ. Liền xem như một con lợn, đều có thể tạo thành cường giả. Nhưng, việc này thiên kinh địa nghĩa. Ta tân tân khổ khổ cường đại. Vì cái gì không thể tạo phúc con cháu? Có tư nguyên người, càng tính gộp lại càng nhiều. Cường người, đời đời con cháu, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng có bất tài tử tôn, đem hết thảy làm hư. Nếu như không có thiên hồn truyền thừa, thế giới khả năng cũng là một loại khác bộ dáng. Thái Cổ Tà Ma nói đều rất có đạo lý. Có thể mấu chốt là, hắn lão hướng dẫn từng bước, chỉ dẫn chính mình đi trật tự chi địa làm gì. Tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh muốn biết, trên cơ bản đều đã hiểu. Trật tự chi địa quá xa xôi, chỉ sợ đến đạp thiên chi cảnh về sau, mới có thể đi truy tìm trộm thiên nhất tộc bí mật, tìm kiếm phụ mẫu hành tung. Lý Thiên Mệnh đem ánh mắt, đặt ở Nguyệt Chi Thần cảnh cùng 9 tầng địa ngục phía trên. Người nói, thiên phú của ta, đặt ở Nguyệt Chi Thần cảnh, cùng tuổi đoạn cơ bản vô địch. Lý Thiên Mệnh hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Tránh thức châu thị tộc, làm sao lại tại trạm gác bên trong thiếu? Thái Cổ Tà Ma nói. Hắn coi trời bằng vung, lộ ra đối Nguyệt Chi Thần cảnh chẳng hề để ý. Ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta, để cho ta tự cao tự đại, đắc tội Nguyệt Chi Thần cảnh người tới, để bọn hắn đem ta làm thịt a? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ha ha, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử của ta. Ta chỉ nói ngươi thiên phú cao, không nói Nguyệt Chi Thần cảnh người không được. Phải quản lý tốt một cái loại cấp bậc này chạm gác, tối thiểu đến có đạp thiên đỉnh phong, thậm chí cảnh giới cao hơn người tỏa chấn. Thái Cổ Tà Ma nói. A, à, Nguyệt Chi Thần cảnh, tối thiểu so hiện tại 9 tầng địa ngục mạnh hơn nhiều. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đến cùng, sẽ có mấy người đến trợ giúp. Trời đã nhanh sáng rồi. Giống như Thái Cổ Tà Ma nói, Nguyệt Chi Thần cảnh người không có xuất hiện, 9 tầng địa ngục bên kia, tựa hồ cũng không dám có động tĩnh gì. Rất kỳ quái. 200 ngàn năm sinh tử thù, bây giờ lại bình tĩnh giống như là mặt kính một dạng. Những cái kia quỷ thần nhất tộc, toàn bộ giải tán, chỉ lo tại Trầm Uyên chiến trường ăn hung thú.
Một trận này rượu chè ăn uống quá độ, tối thiểu đoán chừng phải mấy ngày. Hung thú tuy nhiên hung tàn, nhưng là tổng thể tới nói, không phải Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên nhân tộc đối thủ. Săn giết hung thú, tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên nghe Thái Cổ Tà Ma, nói rất nhiều liên quan tới Nguyệt Chi Thần Cảnh cùng trật tự chi địa sự tình, hắn có thể càng có sức tưởng tượng ngắm nhìn bầu trời, nhưng cũng sẽ không quên, làm ra làm chơi ra chơi. Mênh mông thế giới, ngoại trừ phụ mẫu, ta cũng không có còn lại dựa vào. Sau này đường, còn phải dựa vào chính mình, cẩn thận từng ly từng tí đi. Muốn đi Nguyệt Chi Thần Cảnh, mở mang kiến thức một chút có, Nguyệt Tinh Nguyên, thế giới, tối thiểu cho ta thành tựu đạp thiên chi cảnh. Trừ phi có người nguyện ý mang ta đi lên. Đến mức trật tự chi địa, cái kia quá xa vời. Coi như mình khát vọng tìm kiếm trộm thiên nhất tộc cùng thái cổ hỗn độn cự thú đáp án, tương lai đường, đều phải từng bước một đi. Trước mắt mục tiêu thứ nhất, thành thần. Thực lực cường hãn, đối mặt quỷ thần nhất tộc, mới lời nói có trọng lượng. Cũng mới có thể thoát ly, thiên nhất giới diệt, đối hạ tầng sinh mệnh trói buộc, dẫm lên trời, siêu việt trần thế. Kỳ thật nếu là không hỏi Thái Cổ Tà Ma, Lý Thiên Mệnh liên quan tới vực ngoại tinh không nhận biết, ở vào một mảnh hỗn độn, cái này cũng bất lợi với hắn trưởng thành. Bởi vì, hắn đã thấy Viêm Hoàng Đại Lục trần nhà. Trước kia, hắn kẹt ở chỗ này, không biết đánh vỡ thiên hoa này tấm, bên ngoài lại là cái gì, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Hắn cảm giác mình cùng phụ mẫu, cùng Thái Cổ hỗn độn cự thú, ngăn cách một đạo nhìn không thấy khoảng cách. Hiện tại, hắn rốt cục thấy rõ ràng cái này khoảng cách. Cái kia chính là hạ tầng trên trời sao, trật tự tinh không. Có lẽ chỗ đó, liền sẽ có tất cả đáp án. Rời đi Thái Cổ Tà Ma thời điểm, nó để cho mình nhìn một chút thương thiên. Khi đó, mây đen đã tiêu tán, trên trời đầy sao trải rộng, lít nha lít nhít. Nhìn thấy không, tiểu ếch xanh, Thái Cổ Tà Ma quỷ mị cười nói. Cái gì? Khắp trời đầy sao? Thấy được, Lý Thiên Mệnh nói. Mỗi một cái ngôi sao, nội bộ đều phải có một cái hằng tinh nguyên, mới có thể lập lòe. Chỉ là bởi vì bọn họ khoảng cách ngươi quá xa, không có mặt trời xem ra như vậy hừng hực, Thái Cổ Tà Ma nói. Lý Thiên Mệnh tâm thần chấn động. Khắp trời đầy sao, chính là vĩnh hằng thế giới. Thế giới lớn bao nhiêu? Kỳ thật, đáp án sớm ở trước mắt. Mỗi người ngẩng đầu nhìn liếc một chút tinh không, liền hiểu đáp án. Nguyên lai những cái kia tinh thần, cũng không phải là khảm nạm trên bầu trời bảo thạch, thân thủ đều có thể lấy xuống. Bọn họ lộ ra nhỏ bé ảm đạm, đó là bởi vì bọn họ đầy đủ xa xôi. Nhìn lấy cái này khắp trời đầy sao nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tâm, đột phá Viêm Hoàng Đại Lục trần nhà. Nhãn giới cao, mới có thể sẽ có cao hơn thành tựu. Hướng vô tận vũ trụ, thừa nhận chính mình nhỏ bé. Như thế như vậy, mới có thể dài đến lớn hơn. Cảm ơn. Mặc kệ Thái Cổ Tà Ma mục đích như thế nào, Lý Thiên Mệnh đều nói cảm ơn. Thái Cổ Tà Ma cho thế giới khung, để hắn thấy rõ ràng chính mình con đường phía trước. Trước kia tổng muốn biết, phụ thân cùng Thái Cổ hỗn độn cự thú bí mật, nhưng phía trước là một mảnh mê chướng. Hiện tại, hành trình con đường, ngay tại dưới chân. Hắn chỉ cần, dẫm lên trời, chân đạp Nguyệt Chi Thần Cảnh, leo lên cái kia tượng trưng cho quyền uy cùng pháp tắc, trật tự chi địa. Một cái mặt trời, lại hoặc là nói, một cái ẩn chứa hằng tinh nguyên cỗ máy chiến tranh. Vẫn cảm thấy, tài nguyên tu luyện mang tới cạnh tranh rất tàn khốc. Không nghĩ tới, thế giới cạnh tranh bản chất, lộ ra tàn khốc hơn. Một cái hành tinh chết, một đám tội phạm thị tộc, lưu đày ngã vào hạ tầng tinh không, lại nô dịch nhân tộc trăm vạn năm. Quả thực cũng là, phía trên cao các loại chủng tộc đánh một nhảy mũi, phía dưới đều phải phía dưới cuồng phong bạo vũ. Tuy nhiên tâm trí hướng về, nhưng là bầy ở Lý Thiên Mệnh trước mặt, vẫn là Nguyệt Chi Thần Cảnh cùng 9 tầng địa ngục. Viêm Hoàng Đại Lục phải chăng có thể vượt qua lần này đại nạn, rất có thể, hắn muốn gánh vác 80% trở lên tác dụng. Hắn ở chỗ này lớn lên, hắn hết thảy đều đến từ nơi này, bao quát hắn kính yêu những người này. Máu của hắn đã cùng Viêm Hoàng dung ở cùng nhau, cho nên, hắn không có khả năng, ruồng bỏ nơi này. Hừng đông thời điểm, Khương Phi Linh rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Ca ca. Nàng rụi rụi con mắt, mở ra cặp mắt mông lung, nhìn đến Lý Thiên Mệnh ngồi tại cạnh giường, hoàn hảo không chút tổn hại, tâm tình của nàng an bình lại. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh ôn nhu hỏi. Có chút mơ hồ, đúng, người đuổi kịp Khương Vô Tâm sao? Nàng lo lắng hỏi. Đuổi kịp,
nhưng là thất bại. Lý Thiên Mệnh đem chuyện phát sinh phía sau nói một lần. Hắn nắm Khương Phi Linh đôi tay nhỏ, nghiêm túc hỏi, Linh Nhi, ta hỏi ngươi, làm ngươi trở lại tiên thiên thần thai sau phát sinh sự tình, ngươi biết không? Khương Phi Linh cau mày, khổ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, một mảnh mơ hồ, giống như nghe được có người đang nói chuyện. Ma thành buông xuống, trấn áp thái cổ tà ma, hơn nữa còn tại nó trên thân, thi triển một loại sắc vi huyết chú đổ vật, để Tiêu Tiêu có thể khống chế thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nói, a, nàng rõ ràng hoàn toàn không biết. Ta lo lắng Hiên Viên Si không chết hết, không biết cái gì thời điểm, nàng sẽ ngóc đầu trở lại. Lý Thiên Mệnh nói, không, ca ca, loại kia cảm giác, giống như không phải Hiên Viên Si. Khương Phi Linh lung lay đầu nói, có ý tứ gì? Cũng là cảm giác không quá giống nhau, lại như là chính ta, nhưng lại không giống, hoàn toàn nói không rõ ràng. Khương Phi Linh đau đầu nói, có thể hay không, cùng ta trong mộng cảnh, khởi nguyên thế giới thụ phía trên người kia có quan hệ. Lý Thiên Mệnh hỏi, ta chưa có xem giấc mơ của ngươi, có lẽ đi. Nói đến rất kỳ quái, ngươi khi đó, để cho ta cho tiên tiên đặt tên, ta cái thứ nhất nghĩ tới cũng là tiên tiên, mà lại 10 phần chắc chắn. Ta cảm thấy, ngươi nói người kia, nàng có thể là ma thành cái thứ nhất chủ nhân, sau đó chuyển thế thành Hiên Viên Si, lại có ta. Quá mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nói. Việc này, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Đúng rồi, ca ca, còn có một chuyện đáng sợ. Khương Phi Linh trợn mắt nói. Cái gì? Ta giống như có một chút, Hiên Viên Si tu luyện trí nhớ, chính là nàng thành thần trước đó, tất cả cảm ngộ, tu luyện qua tất cả công pháp chiến quyết, nàng ngưng tụ thiên ý mỗi một bước. Nếu như đây đều là thực sự, ta chỉ cần có đầy đủ linh khí, chỉ cần một lần nữa dùng vĩnh sinh thế giới kinh, thành lập thiên ý là có thể. Trí nhớ ở đây, ta không dùng dựa vào tự mình tìm tòi, đoán chừng rất nhanh liền có thể thành thần. Khương Phi Linh nói, thật, cái này không đáng sợ, đây là chuyện tốt a. Lý Thiên Mệnh nói, thế nhưng là, nàng không phải không sao, vì cái gì trí nhớ vẫn còn ở đó, mà lại vào lúc này xuất hiện. Đoán chừng cùng ma thành xuất hiện có quan hệ, đúng, có những ký ức khác sao, nói thí dụ như, nàng vì cái gì chết rồi, Lý Thiên Mệnh hỏi, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt chi tiết, chỉ có tu luyện, thiên ý trưởng thành. Khương Phi Linh lắc đầu nói, có sắc phi huyết chú thi triển phương pháp sao, Lý Thiên Mệnh hỏi, không có, điều này nói rõ, sắc phi huyết chú, vượt qua Hiên Viên Si, đạt đến phía trên một vị độ cao. Có thể suy đoán. Trấn áp thái cổ tà ma, là Hiên Viên Si ở kiếp trước, chúng ta liền đem nàng, xưng là, vĩnh sinh thế giới thành chủ, đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nhưng nhức đầu, thì cái này một cái thân thể, ba người cùng một chỗ dùng. Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt nói. Khác nghĩ lung tung, nói không chừng chính là các nàng âm hồn bất tán. Thực sự không được thì thôi tiên thiên thần thai, ta cho ngươi muốn những biện pháp khác kéo dài tuổi thọ. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, giống như không được. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Có ý tứ gì? Lần này tỉnh lại, hai cái thần thai giống như hoàn toàn khóa cùng một chỗ. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, liền phụ linh cũng không được. Đúng. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, nghĩ một hồi, hắn nắm Khương Phi Linh tay cầm, nói, đã dạng này, vậy trước tiên tu luyện, người đã có Hiên Viên Si đạp thiên chi cảnh thiên ý, muốn khôi phục thực lực của nàng, có phải hay không rất nhanh? Cần phải rất nhanh, Khương Phi Linh nói. Thái cổ tà ma có tu luyện trí nhớ, nhưng là nó bị giới hạn Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Lý Mộ Dương, hắn vốn chỉ là thiên ý cảnh giới, đang thức tỉnh trí nhớ về sau, thực lực của hắn mãnh liệt khôi phục. Hắn tuy nhiên có cộng sinh thú, thế nhưng đoán chừng chỉ là thứ 9 thế cùng thứ 10 thế mới có, tuy nhiên không biết, hắn làm sao có thể đánh vỡ loại quan hệ này, một mình khôi phục thực lực. Nhưng là, trí nhớ khôi phục, thiên ý cảm ngộ khôi phục, có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Xác thực không có vấn đề. Tỷ như Hiên Viên Đạo bọn họ, bị phá thánh cung, nhưng là trong thức hải thiên ý vẫn tại, nếu như có thể chữa trị thánh cung, liền xem như địa thánh cảnh bắt đầu tu luyện, bọn họ khôi phục cảnh giới, cần thời gian, sẽ không quá dài. Cái gọi là quá trình tu luyện, chỉ là một cái bổ sung thiên địa linh khí quá trình. Tư nguyên đủ nhiều là có thể. Thiên ý, mới là hạn chế cảnh giới trưởng thành yếu tố mấu chốt. Thiên ý viên mãn, mới có thể thành thần. Các loại ở hiện tại Khương Phi Linh, nắm giữ viên mãn thiên ý. Nếu như ngươi có thể bắt đầu luyện, lại có Tiêu Tiêu, ba người chúng ta, có thể bổ khuyết thiếu đi Độc Cô Tấn,
Phương Thái Thanh, Phong Thanh Mục bọn người sau nhân tộc lực lượng. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không phải tại một mình phấn chiến. Ta nỗ lực, Thiên Viên Si, vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Khương Phi Linh nói. Một lần ma thành buông xuống, mang cho nàng biến hóa, tựa hồ rất lớn. Đi, ta mang ngươi ra ngoài. Làm gì? Ta hiện tại là nhân hoàng, không muốn cất, ta muốn hướng về thiên hạ người, tuyên bố chúng ta quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyên bố ngươi cùng người ta 100.000 năm lão tổ tông, làm ở cùng nhau. Cộng sinh không gian bên trong, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Lan. Tại đi ra ngoài trước đó, Khương Phi Linh bỗng nhiên đứng vững, biểu lộ có chút kinh hỉ. Thế nào Linh Nhi? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Ca ca, trong trí nhớ của nàng, giống như có một loại chữa trị thánh cung pháp môn, là lấy một loại kết giới phương thức, sử dụng thánh linh túy trọng kiến thánh cung, tuy nhiên hiệu quả không bằng lúc đầu, nhưng đối với thánh cung bị hủy người mà nói, hẳn là cứu mạng thuốc tốt. Khương Phi Linh nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Thiên Viên Đạo, Âu Dương Kiếm Vương cùng Dịch Tinh Ẩn ba người tao ngộ, để Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Khương Phi Linh câu nói này, không thể nghi ngờ mang đến cho hắn ánh dạng đông. Ta nghĩ, ta có thể để ba người bọn hắn, tối thiểu khôi phục hơn phân nửa thực lực. Tài liệu có chút khó tìm, nhưng người bây giờ có nhiều người như vậy tôn kính, cũng không có vấn đề a. Khương Phi Linh hỏi. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn giống đứa bé. Không có chút nào, nhân hoàng, dáng vẻ. Hắn đem Khương Phi Linh điềm đạm thân thể, ôm ngang, trực tiếp liền xông ra ngoài. Uy! Khương Phi Linh liền vội vàng che mặt. Bên ngoài quá nhiều người nha. Hạ tầng tinh không. Ba đạo như là sao băng một dạng quang mang, theo nguyệt quang chỗ rơi xuống, hướng về Viêm Hoàng Đại Lục vẫn lạc mà đến. Đại khái đến Viêm Hoàng Đại Lục trên không thời điểm, cái này ba đạo màu bạc trắng quang ảnh ngừng lại. Bọn họ đứng ở chỗ này, xem kỹ lấy dưới chân một phương này sơn thủy thế giới. Ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là ba người. Trong đó ở giữa một vị, chính là một tuấn Mỹ vô song trung niên nhân, hắn khuôn mặt mượt mà, da thịt như là ánh trăng, dáng người thon dài, một thân bạch bào tung bay, khí độ chắc tuyệt, một đôi tròng mắt có chút hẹp dài, đôi mắt thì như trăng sáng giống như sáng ngời, làm người khác chú ý nhất còn là hắn chỗ mi tâm, có một cái màu bạc nguyệt nha đồ án. Trong này năm hai bên, thì là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi, trong đó nam tử số tuổi hơi lớn một số. Thanh niên này mái tóc dài màu trắng bạc, chỗ mi tâm cũng có tầm một tháng dấu răng cái, sắc mặt của hắn lộ ra trắng hơn, đồng dạng là tuấn Mỹ vô song nam tử, cái kia phiêu nhiên bụi bên ngoài khí chất, mười phần biến ảo khôn lường, một đôi tròng mắt rất có chiều sâu, cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cũng lộ ra phá lệ u lãnh. Cuối cùng là một thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo cùng thanh niên tương tự. Nàng mặc lấy rộng lớn lụa thô váy trắng, phía trên thêu lên rất nhiều mỹ lệ đoàn. Sau lưng phần eo ghim một đóa phấn sắc nơ con bướm, màu sắc rực rỡ dây cột tóc quấn quanh lấy đồng dạng huỳnh sáng lóng lánh mái tóc dài màu trắng bạc, tổng thể lộ ra mười phần thanh tú đẹp đẽ. Con mắt của nàng rất lớn, ngũ quan rất tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười, lộ ra xinh xắn đáng yêu, tựa như tuổi tác rất nhỏ cô nương, nhưng trên thực tế cái kia trắng dưới váy tư thái, đã linh lung mà tốt tươi, bao hàm dụ hoặc. Nguyệt sư, chúng ta đến, hẳn là cái này. Thiếu nữ nhìn qua phía dưới đại lục, nháy mắt to, đầy hiếu kỳ nói. Không sai, là, đánh số là một, thiên nhất lục địa, lịch sử dài lâu nhất hạt bụi thế giới. Danh hiệu, Viêm Hoàng, ở giữa trung niên nam tử nói. Nguyệt sư, bên trái thanh niên hé mắt, hỏi, bị lưu đày tới, dị độ trí nhớ không gian, dạ ma, liền đến từ nơi này đi. Cái kia được xưng là, Nguyệt sư trung niên nhân gật đầu. Ánh mắt của hắn quét về Thái Cực Phong Hồ phương hướng, nói, truyền tin thạch từ bên này mà đến, đi xuống đi. Đoán chừng cùng tộc sử ghi chép 20 vạn năm trước chuyện kia có quan hệ. Bọn họ hướng về Thái Cực Phong Hồ phương hướng rơi xuống. Nguyệt sư, nghe nói hạt bụi thế giới sinh mệnh, đều là không có khai hóa thổ dân, bọn họ không tắm rửa, không thích sạch sẽ, ăn thịt sống thật sao? Thiếu nữ đầy hiếu kỳ nhìn phía dưới cái này mỹ lệ thế giới hỏi. Tuy nhiên không người nào nguyện ý tới nơi này, nhưng nàng thông qua sơ bộ quan sát, phát hiện nơi này còn rất xinh đẹp. Người nói là ăn lông ở lỗ A, Huy Dạ Thi, bên trái thanh niên nói. Lại khoe khoang rồi, thì ngươi có văn hóa, hừ, xú xú, Huy Nguyệt giận. Im miệng, ta là ngươi huynh trưởng. Vào lúc giữa trưa,
Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, tuy nhiên 9 tầng địa ngục buông xuống, như nghẹn ở cổ họng, có thể Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, vậy mà cùng đi tới tin tức, vẫn là để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Vì thế Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải thích, chính mình thật không phải là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế, mọi người mới tiêu tan. Nếu như không có luân lý dây dưa, tiêu tan về sau, khẳng định là chúc phúc. Đại sự trước mắt, Lý Thiên Mệnh cũng không có huyên náo quá lớn, chỉ cần thuận tiện về sau cùng Khương Phi Linh ở chung, không dùng trốn trốn tránh tránh cũng được. Hắn vừa để Khương Phi Linh bắt đầu trợ giúp Hiên Viên Đạo khôi phục thánh công sự tình, Thái Cực Phong trên hồ hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng rộng rãi thanh âm. Viêm Hoàng nhân tộc, ra tới một cái người chủ trì, người nào sử dụng truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Nguyệt Chi Thần cảnh người, đến. Không có việc gì, chính ta đi. Lý Thiên Mệnh đã thấy, tại cái kia thương thiên phía trên, có ba người lơ lửng trên đám mây phía trên, nếu như thần linh. Bọn họ không xuống, Lý Thiên Mệnh liền tự thân lên đi nghênh đón. Hiên Viên Đại Đế đã thông báo, không thể đắc tội bọn họ. Hiện tại càng phải ỷ vào bọn họ, tới đối phó 9 tầng địa ngục, mà lại nói lời nói thật, bọn họ đến từ Nguyệt Chi Thần cảnh, kiến thức khẳng định cao hơn chính mình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ôm trong ngực tràn ngập kính ý tâm, bay lên đám mây, đi tới ba người kia trước đó. Hắn chỉ nhìn một chút, tâm lý thì có đáp án. Ba người này hai nam một nữ, trong đó hai người nam, có một loại siêu việt hắn tất cả nhận biết lực lượng. Loại lực lượng kia giống như thoát ly Viêm Hoàng đại lục cái thế giới này, rời rạc tại thiên địa chi bên ngoài. Cao thượng mà vĩnh hằng, tiêu diêu tự tại, một bước đạp thiên. Bọn họ cùng thế giới cùng tồn tại cảm giác, cùng sinh tử kiếp cảnh, căn bản khác biệt. Nói cách khác, hai vị này hẳn là đạp thiên chi cảnh. Nói một cách khác, cũng là Viêm Hoàng đại lục mọi người trong mắt thượng thần. Trách không được xưng hô cảnh giới này là lớn thần, bọn họ cùng sinh tử kiếp cảnh khoảng cách, so theo thiên ý cảnh siêu phàm nhập thánh, thành tựu thánh chi cảnh giới thời điểm còn muốn lớn. Hẳn là một loại sinh mệnh căn bản thuế biến. Sinh tử kiếp cảnh, kỳ thật chỉ là thánh chi cảnh giới kế thừa cùng kéo dài. Lý Thiên Mệnh trong lòng thoáng qua đáp án này. Liền xem như bên cạnh thiếu nữ kia, xem ra số tuổi không khác mình là mấy, đoán chừng cũng là sinh tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Mà lại lực lượng của nàng, cùng mình lại có khác nhau. Nếu như Lý Thiên Mệnh đoán không sai, dạng này thiên nhiên lực lượng hùng hậu, đoán chừng cũng là theo, Nguyệt Tinh Nguyên, phía trên hấp thu mà đến. Lý Thiên Mệnh rất thỏa đáng, hắn không quá tự nhiên nhiều dò xét bọn họ, mà chính là một chút cung kính, nói. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua Nguyệt Chi Thần cảnh ba vị đại nhân. Làm hắn đi lên thời điểm, đối phương ba người xác thực kinh ngạc một chút. Uy, ngươi ngẩng đầu lên, thiếu nữ kia ngạc nhiên nói. Lý Thiên Mệnh liền ngẩng đầu lên nói. Ngươi cái này màu tóc, ngươi là ta Nguyệt Thần tộc người sao? Không đúng, ngươi không có, Nguyệt Thần ấn ký. Thiếu nữ nói, mi tâm của bọn họ vị trí, đều có tầm một tháng răng, đoán chừng cái kia chính là Nguyệt Thần ấn ký nói. Uy, ngươi xem ra rất trẻ, bao nhiêu tuổi đâu? Thiếu nữ lại hỏi, 23, Lý Thiên Mệnh nói. Ba người bọn hắn nghe xong, liếc nhau một cái, mỗi người biểu lộ khác biệt. Người khác khoác lác đâu, còn nhỏ hơn ta 5 tuổi, ai mà tin a? Người cái này sinh tử kiếp lực chi dồi dào, đều tầng 12 sinh kiếp đi. Chẳng phải là thiên phú của ngươi còn cao hơn ta? Thiếu nữ tiến tới góp mặt, vây quanh hắn dò xét, còn ở trên người hắn ngửi một cái, ngạc nhiên nói, Huy Nguyệt giận. Hắn rất sạch sẽ a, mà lại dài đến cũng đẹp mắt, đây là cái gì thổ dân mà? Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, đứng qua một bên. Huy Nguyệt giận lúc nói chuyện, đồng dạng nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh vài lần. Lúc này thời điểm, ở giữa vị kia, Nguyệt Sư, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn trên dưới dò xét, hỏi, ngươi có thể đại biểu Viêm Hoàng Đại Lục? Có thể, trước đây nơi này, từ ta làm chủ. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, gật đầu trả lời. Không nghĩ tới các ngươi nơi này, còn có thể có che giấu tuổi tác pháp môn. Bất quá, ngươi một bộ này tại Nguyệt Chi Thần cảnh không làm được, mặc kệ bí pháp gì, cũng đỡ không nổi tuổi tác khảo nghiệm. Trung niên nhân bình thản nói. Bọn họ trước không nói 9 tầng địa ngục. Ngược lại kiểm tra cực độ đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Chủ nếu là bởi vì, hắn nói 23 tuổi, thực sự quá dọa người. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh lười nhác phản bác. Ai nha, người cái tên này vẫn rất hư vinh, lại dám gạt ta. Huy Dạ Thi khó chịu nói.
nàng mới vừa rồi còn thật sự cho rằng, Lý Thiên Mệnh 23 tuổi đây. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói chuyện chính sự. Ngươi hô tôn thượng là đủ, trung niên nhân nói. Đúng, tôn thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, giá đỡ xác thực rất đủ. Nói một chút đi qua, trung niên nhân nói. Lý Thiên Mệnh liền đem 9 tầng địa ngục sự tình, lựa một chút, cùng ba vị này nói một lần. Chạy vô tự thế giới đi thật sao? Được, ta đi cùng bọn hắn nói rõ ràng. Trung niên nhân sau khi nghe xong, lúc này làm ra quyết định, nghe, đây là muốn trợ giúp Viêm Hoàng Đại Lục. Bất quá, không khai chiến, đây là muốn đàm phán sao? Tôn thượng, lấy quỷ thần nhất tộc hung tàn, chưa chắc sẽ tiếp nhận đàm phán. Lý Thiên Mệnh nói, người dẫn đường, đừng nói nhảm. Trung niên nhân nói, nghe được Lý Thiên Mệnh, bên cạnh Huy Dạ Thi buồn cười, nói, người có phải hay không đần a? Những thứ này tội phạm, phải chả dám cùng Nguyệt Chi thần cảnh đối nghịch, cái kia chính là muốn chết. Trong tư liệu nói bọn họ 20 vạn năm trước rất mạnh, dám cùng chúng ta khiêu chiến, về phần hiện tại, đều bị trật tự chi đỉnh, phong 200 ngàn năm, coi như tồn tại, vậy cũng là già yếu tàn tật, bọn họ đều trốn đến vô tự thế giới đi, rõ ràng cũng là chờ chúng ta, đi an bài bọn họ. Đơn giản như vậy, Lý Thiên Mệnh nghe có chút kinh hỉ, nhưng mơ hồ lại cảm thấy, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn không nhiều lời, mang theo ba người này, xuyên qua động không đáy, đi tới Trầm Uyên chiến trường. Tại Trầm Uyên chiến trường trên không, quỷ thần nhất tộc ngay tại trắng trợn nuốt ăn hung thú, bốn phía đều là chiến loạn cùng huyết tinh. Qua, còn thật ăn lông ở lỗ, nhìn tới nơi này thì ngươi một người bình thường. Lại nói, ngươi đến cùng mấy tuổi a? Huy Dạ Thi đi theo Lý Thiên Mệnh bên người, nháy mắt to hỏi. Ta, 300, Lý Thiên Mệnh nói. Nguyên lai là cái lão đầu, nôn, ta còn cảm thấy ngươi thật đẹp trai, ngươi làm sao lại không thành thật điểm, bày ra ngươi bộ mặt chân thật đâu. Để ta nhìn ngươi mặt, có phải hay không rất nhăn. Nói xong, nàng còn thật vươn tay, đến nắm Lý Thiên Mệnh mặt. Lý Thiên Mệnh vọt tới. Ngươi dám tránh, Huy Dạ Thi vừa trừng mắt. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Cái này Nguyệt Chi thần cảnh người tới, liền không thể chính thức một chút sao. Được rồi. Bản cô nương mới lười nhắc đụng ngươi. Nàng không lại phản ứng Lý Thiên Mệnh, mà chính là khắp nơi quan sát, lẩm bẩm trong miệng, nói thật, nơi này tuy nhiên rất cằn cỗi, một chút nguyệt tinh nguyên lực lượng đều không có. Bất quá địa phương ngược lại là rất lớn, không giống chúng ta Nguyệt Chi thần cảnh chật trội như vậy. Không dùng Lý Thiên Mệnh dẫn đường, cái kia Nguyệt sư cùng Huy Nguyệt giận, thì xông lên 9 tầng địa ngục. Nguyệt Chi thần cảnh người tới, quỷ thần nhất tộc, để cho các ngươi người chủ trì đi ra. Nguyệt sư nói, 9 tầng địa ngục bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó không lâu, cái kia hôi tinh bên trong, một cái toàn thân áo trắng nam tử đầu chọc, quần áo phần phật rơi xuống. Nhìn đến hắn thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh thì đã nhìn ra, hắn cũng là Ngô Hoàng. Xương trắng bao phủ bên trong, người này tướng mạo, vẫn thật sự cùng Diệp Bồ Đề giống nhau y hệt. Rất khó tưởng tượng, cái này quỷ thần nhất tộc hoàng giả, vậy mà lộ ra rất thương xót. Nét mặt của hắn rất u buồn, ánh mắt rất mê loạn, rất khó coi đạt được, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một nhân vật như vậy, cho dù hắn lộ ra người vô hại và vật vô hại, Lý Thiên Mệnh vẫn khá kiêng kỵ hắn. Hắn có thể sẽ không quên, hắn lần trước ngộ nhập 9 tầng địa ngục thời điểm, những cái kia quỷ thần nhất tộc, như thế nào thống hận chính mình. Nhưng bây giờ, cái này, Ngô Hoàng, thì cùng không thấy được Lý Thiên Mệnh giống như. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trên người hắn, đồng dạng có đạp thiên chi cảnh siêu phàm lực lượng. Chỉ có điều rất rõ ràng, cảnh giới của hắn tầng thứ khả năng rất cao, nhưng là lực lượng quy mô, có vẻ hơi suy yếu. Điều này nói rõ, vừa mới đi ra quỷ thần, quả thật có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Không chỉ là nhục thân suy yếu, còn có cảnh giới cao, thấp lực lượng tình huống. Đương nhiên, trước mắt vị này, Ngô Hoàng, cái kia cũng không phải hiện tại Lý Thiên Mệnh, có thể đối phó. Bọn họ không trực tiếp đồ diệt nhân tộc, thứ nhất là bởi vì, Nguyệt Chi thần cảnh sứ giả tức sắp giáng lâm, cái thứ hai là bởi vì, bọn họ chỉ cần phá kết giới đi ra, về sau có vô số thời gian, có thể báo thù. Ngươi tên là gì? Nguyệt sư ngẩng lên thật cao cái cằm, híp mắt hỏi. Bồ Đề, bạch bào đầu chọc nói. Xem ra hai chữ này, tại quỷ thần nhất tộc, có địa vị cực cao. Được, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nguyệt sư trên thân cho thấy bàng bạc uy áp, chấn áp tại, Bồ Đề quỷ hoàng, trên thân, ép tới hắn huyết nhục lõm.
quỳ xuống. Nguyệt sư dữ tợn nói. Đúng. Để Lý Thiên Mệnh rung động là, cái kia bồ đề quỷ hoàng, vậy mà thật, quỳ xuống ở trước mặt hắn. Nguyệt chi thần cảnh, khủng bố thành dạng này. Vẫn là nói, vừa phá phong quỷ thần nhất tộc, thật vô cùng yếu. Nếu như biết rõ dạng này, 20 vạn năm trước Hiên Viên Đại Đế, căn bản không cần khẩn trương. Xem ra, hắn xác thực không cách nào báo trước, 200.000 năm sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bất quá có thể suy đoán, ngay lúc đó quỷ thần nhất tộc, khẳng định rất mạnh. Cho nên, lúc ấy Nguyệt Chi thần cảnh xuất thủ người, đại khái lại so với bích họa bên trong hiện ra, muốn nhiều ra rất nhiều. Quỷ thần nhất tộc, nghe Nguyệt Chi thần cảnh mệnh lệnh. Bồ đề quỷ hoàng cung kính nói. 20 vạn năm trước, các người phá hư trật tự cấm lệnh, lấy, sinh mệnh có trí tuệ, vi thực vật, kinh động đến trật tự chi địa, bị ta Nguyệt Chi thần cảnh trọng phạt, từ đó vĩnh sinh cầm tù, cho đến diệt tộc. Bây giờ 200.000 năm đã qua, các người phải chăng đã, biết sai có thể thay đổi. Nguyệt sư trầm giọng hỏi. Quỷ thần nhất tộc, tuyệt đối sửa đổi. Sau đó tuyệt không tái phạm. Bồ đề quỷ hoàng cúi đầu nói. Rất tốt, các người vốn đã định trước bị vĩnh thế cầm tù, bây giờ có thể thoát khốn, xem như thượng thiên khai ân, cho các người một cơ hội. Nguyệt sư nói. Lý Thiên Mệnh nghe được như lọt vào trong sương mù. Hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt. Nghe tháng này sự ý tứ, giống như muốn thả quỷ thần nhất tộc một con đường sống. Khoan dung. Cái gì thượng thiên khai ân? Đây là hậu nhân của bọn họ, đem hết toàn lực, mở ra kết giới, thả bọn họ đi ra. Càng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh cảm giác, Nguyệt Chi thần cảnh người, hoàn toàn nhược hóa 20 vạn năm trước Hiên Viên Đại Đế công lao. Nghe, lúc trước trận kia phong ma chi chiến, giống như là Nguyệt Chi thần cảnh một phương diện thẩm phán, trừng trị quỷ thần nhất tộc một dạng. 200.000 năm lịch sử quá xa xưa, xác thực dễ dàng cải biến rất nhiều chuyện. Hiện tại hậu nhân, liền xem như Nguyệt Chi thần cảnh người, đoán chừng cũng không thể nhìn qua sự kiện toàn cảnh. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh lại nhìn qua Hiên Viên Đại Đế lưu lại qua bích họa. Hắn cảm giác, năm đó Nguyệt Chi thần cảnh người, đồng dạng trải qua thảm liệt chiến đấu. Cho nên, bí mật của năm đó, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nguyệt sư trong lời nói, có đề cập tới, kinh động trật tự chi địa, nói rõ cái kia trường phong ba, còn rất lớn. Nhưng, quỷ thần nhất tộc đã tại Viêm Hoàng Đại Lục có trăm vạn năm nô dịch nhân tộc lịch sử A. Nếu như không phải kinh động đến trật tự chi địa, Nguyệt Chi thần cảnh, thì không thấy được. Rất nhiều chi tiết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn chả đang suy tư thời điểm, Nguyệt sư tiếp tục nói, Nguyệt Chi thần cảnh, đồng dạng nguyện ý cho các ngươi những thứ này lưu đày tội phạm, một cơ hội cuối cùng. Sau đó, các ngươi cùng Viêm Hoàng nhân tộc, ở đây đại lục sống chung, tuyệt không thể lại làm trái trật tự cấm lệnh. Đem trí tuệ chủng tộc làm xúc sinh nuôi nhốt. Nếu không, ắt gặp triệt để diệt tộc chi trừng trị. Vâng, bồ đề quỷ hoàng gật đầu lần nữa. Xem ra, hắn thật 10 phần nhu thuận. Một chút cũng không có Lý Thiên Mệnh trong lòng, thuộc về quỷ hoàng loại kia hung hãn dáng vẻ. Ta sẽ cho nhân tộc lưu lại truyền tin thạch, một khi các ngươi làm trái cấm lệnh, Nguyệt Chi thần cảnh tất nhiên phái người, tru diệt ngươi đợi. Hiểu không, Nguyệt sư nói. Minh bạch, bồ đề quỷ hoàng tiếp tục gật đầu. Được, sự tình giải quyết, trở về. Nguyệt sư gọn gàng mà linh hoạt nói. Cứ như vậy xong việc. Quỷ thần kiếp nạn, không có. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh muốn đến hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Nguyệt Chi thần cảnh người, chuẩn bị rời đi thời điểm, bồ đề quỷ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. Xin hỏi đại nhân, ngoại trừ không thể nuôi nhốt, nuốt ăn trí tuệ sinh vật, dưới tình huống bình thường, vì tư nguyên. Địa bàn tranh phong, cũng không tính làm trái cấm lệnh A. Viêm Hoàng Đại Lục dù sao không chỉ thuộc về nhân tộc, toàn bộ sinh linh, đều có tư cách bằng vào lực lượng của mình, tranh đoạt đất đai cùng tư nguyên. Đây là trật tự thế giới pháp tắc căn bản. Câu nói này, khiến người khác đều sửng sốt một chút. Nguyệt sư quay đầu lại, bật cười một tiếng, nói, 200.000 năm, không có đem ngươi quan ngốc A. Ngươi nói là có đạo lý này, nhưng cái này bản nguyên thú tộc cùng chúng ta Nguyệt thần tộc. Đều thuộc về nhân tộc chi nhánh, người muốn làm cho động tĩnh quá lớn, quá khó nhìn, vẫn là đến thu thập ngươi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, bồ đề quỷ hoàng cảm động đến rơi nước mắt. Dạng này đối thoại, tâm lý lớn nhất không thoải mái người, cũng là Lý Thiên Mệnh. Nuôi nhốt nhân tộc, ăn cộng sinh thú không được. Nhưng là, chiến tranh, đồ sát, chỉ cần không động tĩnh quá lớn, cái kia liền có thể. Cái trước làm trái trật tự cấm lệnh.
cái sau cũng là thế giới pháp tắc căn bản. Ý tứ này chính là, chỉ cần quỷ thần nhất tộc không ăn thịt người, tương đương với cái này nguyệt chi thần cảnh, căn bản không muốn quản Viêm Hoàng đại lục sự tình a. Ăn cộng sinh thú, đây chẳng qua là quỷ thần nhất tộc thói quen, hắn tầm quan trọng, khẳng định xếp tại, sinh tồn, về sau. Bọn họ vừa bài trừ phong in ra, muốn là sống sót, có hung thú, căn bản tội gì ăn cộng sinh thú. Cho nên, quỷ thần nhất tộc, vẫn là sẽ tiến công nhân tộc. Mà lại, nguyệt chi thần cảnh mặc kệ. Tạm thời nhìn xuống không trái với cấm lệnh, đối quỷ thần nhất tộc tới nói, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh hé mắt, nhìn cái kia nguyệt sư một bộ, không quan trọng, sắc mặt, trong lòng của hắn rất khó chịu. Mấu chốt là, gia hỏa này dự định, dạng này đi. Tại phía sau hắn, bồ đề quỷ hoàng đã đứng lên. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Huy Nguyệt giận, bỗng nhiên hô một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua bồ đề quỷ hoàng, hỏi, người cảnh giới gì? Tầng thứ tư, bồ đề quỷ hoàng nói. Huy Nguyệt giận đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại bồ đề quỷ hoàng trước mắt, nhất quyền đánh ra. Bồ đề quỷ hoàng thân thủ một số. Oanh! Bồ đề quỷ hoàng bay ra ngoài, khóe miệng tích huyết. Tầng thứ tư, liền ta đệ nhất giai cũng đỡ không nổi. Quá phế đi, thật đáng thương, khó cho các ngươi. Huy Nguyệt giận lắc đầu, trong mắt quang mang, tràn đầy miệt thị. Là, bồ đề quỷ hoàng cúi đầu nói. Ba người bọn hắn, nghênh ngang rời đi. Lý Thiên Mệnh cùng bồ đề quỷ hoàng liếc nhau một cái. Người này ánh mắt u buồn, ánh mắt mờ mịt, giống là một người ngẫu nhiên. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn tựa như là một cái điên cuồng tồn tại. Lý Thiên Mệnh, bồ đề quỷ hoàng mỉm cười. Ngươi biết ta? Đúng. Hắn hướng về phía Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, sau đó nói, gặp lại. Thông qua động không đáy sau. Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Nguyệt Sư, đang muốn nói chuyện. Im miệng, đừng phiền chúng ta, nếu không không khách khí. Nguyệt Sư nói. Hắn ném cho Lý Thiên Mệnh một cái mới Nguyệt Chi Ngọc Thạch, nói, nhớ kỹ, nếu như đối phương làm trái cấm lệnh, người mới có thể tìm ta, nếu không, liền rốt cuộc không có cơ hội. Chúng ta đều dựa theo quy tắc làm việc, không có người tình, biết không? Lý Thiên Mệnh cầm lấy cái này Nguyệt Chi Ngọc Thạch, giữ tại trên bàn tay. Đi thôi. Hắn nhìn Huy Nguyệt Giận cùng Huy Dạ Thi liếc một chút, ra hiệu để bọn hắn đuổi theo chính mình. Nguyệt Sư, ta muốn lưu lại chơi một đoạn thời gian, hiếm thấy đến thiên nhất giới diện một chuyến. Huy Dạ Thi bỗng nhiên nói. Tùy thiện ngươi, bất quá, ngươi đến lúc đó muốn làm sao đi? Ta lưu lại, bên cạnh Huy Nguyệt Giận nói. Hắn là đạp thiên chi cảnh, hắn có thể trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nơi này có gì vui? Nguyệt Sư bất đắc dĩ cười cười. Cũng liền các ngươi tuổi còn nhỏ, còn cảm thấy hứng thú. Nguyệt Sư, ta ca 50, mới không nhỏ đâu, là cái tiểu lão đầu. Huy Dạ Thi nói. Lười nhác quản các ngươi, chơi thích hơn cái phải trở về. Nguyệt Sư nói xong, nhất phi trùng thiên. Chờ hắn sau khi đi, Huy Dạ Thi nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy quỷ kế được như ý quang mang. Uy uy, nàng để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng. Chúng ta Nguyệt Sư là cái người bận rộn. Vội vã trở về hầu hạ hắn mười mấy cái hồng nhan chi kỷ đâu, muốn hắn giúp đỡ khẳng định không có khả năng. Nhưng mà, có chúng ta huynh muội tại cái này, phía dưới những cái kia bẩn thỉu ác quỷ, không dám làm loạn. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ mình hiểu lầm bọn họ rồi? Rõ ràng không phải. Bởi vì Huy Dạ Thi câu tiếp theo liền nói. Đến đón lấy đâu, người muốn là đem nơi này một số mới lạ, chuyện thú vị, cho chúng ta nhìn xem. Nói không chừng chúng ta liền có thể lưu thêm một đoạn thời gian, ngươi liền có thể gối cao không lo, đúng hay không? Chúng ta nghĩ tới đến một chuyến, cũng không dễ dàng, biết không? Lý Thiên Mệnh tâm lý cười. Đúng, ngươi nói đúng. Hắn lãnh đạm cười một tiếng. Quả nhiên, cầu người, không bằng cầu mình. Trầm Uyên chiến trường. Bồ đề quỷ hoàng, trường bào tung bay, khoan thai về tới 9 tầng địa ngục. Một cái mỹ phụ. Ôm trong ngực một cái tiểu cô nương, chờ đợi lấy hắn trở về. Không có sao chứ, Mỹ Phụ hỏi. Vẫn là như thế, mũi vểnh lên trời, tự cho là đúng. 200.000 năm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bồ đề quỷ hoàng ngồi xuống, đem đầu gối lên trên đùi của nàng, một đôi tái nhợt ánh mắt, nhìn về phía xa xôi hắc ám tinh không. Cho nên, có nắm chắc không? Mỹ Phụ hỏi. Mộng tưởng dù sao cũng nên có, đúng không?
Chúng ta đợi 200.000 năm mới ra ngoài, cũng không thể chỉ vì nhất thống Viêm Hoàng đại lục không phải sao? Hạt bụi thế giới, cuối cùng không thể vĩnh hằng, chúng ta muốn, là một cái chân chính nhà. Bồ Đề Quỷ Hoàng nói. Đúng vậy a, chân chính gia viên. 9 tầng địa ngục đã chết quá lâu, Nguyệt Chi thần cảnh, mới có thể thai nghén vĩnh hằng sinh mệnh, để cho chúng ta thoát ly ma chú. Năm đó tổ tiên của chúng ta, nếu như không phải hiên viên quái vật này quấy rối, Nguyệt thần tộc những thứ này kẻ bất lực, căn bản ngăn không được. Những thứ này tự đại ngạo mạn thế hệ, sợ là liền chân thực lịch sử cũng không dám ghi chép đi. Thật sự là buồn cười. Bồ Đề Quỷ Hoàng âm nở nụ cười lạnh. Mỹ phụ duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Cho nên, thuộc về chúng ta thời đại, cuối cùng rồi sẽ tới, đúng không? Nàng nói. Sẽ, mà lại lần này, chúng ta lấy Viêm Hoàng làm căn cơ lớn mạnh, chờ chúng ta leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, giết hết Nguyệt thần tộc, cầm tới Nguyệt tinh nguyên, để 9 tầng địa ngục lại cháy lên. Đến lúc đó, lại chui vào vô tự thế giới. Chuẩn bị 200.000 năm, liền vì phá phong ngày, muôn đời tổ tiên nỗ lực, sáng tạo ra hôm nay ta. Ta chắc chắn cho những người kia, một cái lớn nhất kinh hỉ. Hắn đứng lên, hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay. Bị lãng quên, bị dẫm đạp, cuối cùng sẽ trở thành, đâm vào ngạo mạn người trên trái tim nhất kích chí mệnh. Khởi động lại gia viên, chui vào vô tự ngày nào đó. Sẽ không còn có người, cái cho chúng ta đã từng, là bị lưu đày tội nghiệt. Làm hắn mở mắt thời khắc, toàn bộ trầm uyên trên chiến trường, vô số quỷ thần nhất tộc. Núi kêu biển gầm, chấn thiên động địa. Sau một lúc lâu, 9 tầng địa ngục phía trên, một gian cổ lão mà sặc sỡ u ám trong cung điện. Bồ Đề ngồi tại chính bên trong hắc ám hoàng tọa phía trên. Cái kia tái nhợt ánh mắt, bao hàm u buồn, mơ hồ có thể ở tại trong mắt, nhìn đến rất nhiều điểm sao. Một đôi mắt, như là tinh không sáng chói. Ở trước mặt hắn, hết thảy có 10 cái quỷ thần nhất tộc, trong đó đại bộ phận đều là hoàng tộc. Quỷ thần hoàng tộc, đã coi như là bọn họ tộc quần bên trong, lớn nhất giống nhân tộc tồn tại. Bọn họ tập hợp một chỗ, lấy sùng kính ánh mắt, nhìn lấy Bồ Đề Quỷ Hoàng. Sực quân! Bồ Đề Quỷ Hoàng hô một tiếng. Phía dưới một cái cao lớn quỷ thần đi ra. Người này thân hình khôi ngô, hình thể cường tráng, đạt tới 4 mét trở lên. Hắn trên thân còn có thật nhiều vảy giáp màu đen, kinh người nhất là nắm giữ 4 đầu cánh tay tráng kiện. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, còn có thể nhìn đến, trên mặt của hắn, hết thảy có 6 con mắt. Hiển nhiên, này người đến từ lục mục quỷ thần tộc. Địa tàng quỷ vương đã từng nói, lục mục quỷ thần tộc, gần với quỷ thần hoàng tộc. Ngô Hoàng, Dực Quân tại. Cái kia lục mục quỷ thần tộc, Dực Quân, nói. Nguyệt Chi thần cảnh người đi rồi hả? Bồ Đề hỏi. Nguyệt Sư đã đi, nhưng là 2 cái tiểu hài tử lưu lại. Trong đó nữ tử kia, yêu cầu Lý Thiên Mệnh làm bạn nàng 4 phía du ngoạn. Nam tử thì một mình hành động, tại Viêm Hoàng đại lục ở bên trên loạn chuyển. Dực Quân nói, Nguyệt Chi thần cảnh sinh sôi đến hôm nay, nhân khẩu hiển nhiên không ít, đối bọn hắn tới nói, Viêm Hoàng đại lục mặc dù là hạ tầng thế giới, nhưng thắng ở bao la, còn có thật nhiều kỳ quan. 2 cái này tiểu hài tử hiếm thấy đến một chuyến, đoán chừng chơi tâm so sánh trọng, bọn họ không đi, ngược lại là vướng bận. Một vị khác quỷ thần hoàng tộc nói. Ngô Hoàng, hiện tại còn tiến công nhân tộc sao? Mấy ngày nuốt ăn hung thú, chúng ta nhất tộc, đã rắn chắc không ít, tuy nhiên còn thiếu lực lượng, nhưng so trước đó mạnh hơn nhiều. Viêm Hoàng đại lục bên kia thiên địa linh khí, ôn hòa dễ dàng hấp thu, có thể càng nhanh bổ túc chúng ta khiếm khuyết. Dực Quân hỏi thăm. Trước mắt, đại đa số người bọn hắn, đều tại hướng thần thành, thành trấn ẩn núp, lấy thủ hộ kết giới đến bảo vệ mình. Ngô Hoàng, 200.000 năm cừu hận, chúng ta rất nhiều tộc nhân, đã kiềm chế không được. Những người còn lại nói. Tại mọi người hy vọng trong ánh mắt, Bồ Đề khoát tay áo, nói, trước không tiến công. Vì sao? Mọi người mê hoặc. Nghe ta an bài là đủ. Bồ Đề đứng lên. Làm ánh mắt của hắn biến đến nghiêm túc thời điểm, rất có quân lâm thiên hạ cảm giác. Từ giờ phút này bắt đầu, chỗ có quỷ thần nhất tộc, có thể xuyên qua động không đáy. Leo lên Viêm Hoàng đại lục, lấy Viêm Hoàng đại lục linh khí, tiếp tục đền bù lực lượng khiếm khuyết, đồng thời nuốt ăn trầm uyên chiến trường hung thú, bổ túc nhục thân cường độ. Nhưng nhớ lấy, không có ta hiệu lệnh, không được công thành, càng không được nuốt ăn cộng sinh thú. Bồ Đề tuyên bố, ta chống đỡ Ngô Hoàng cách làm,
dù sao nhân tộc có thần thành kết giới, không tính quá yếu, chúng ta tiếp tục bổ sung đi xuống, toàn thể chiến đấu lực còn có thể gia tăng gấp 4-5 lần. Lúc này động thủ, có thể sẽ hy sinh vô ích rất nhiều tộc nhân, cái này không cần thiết, dù sao đối thủ của chúng ta, không phải Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên nhân tộc. 20 vạn năm trước, đem chúng ta phong cấm chính là Nguyệt Chi Thần Cảnh cùng Hiên Viên, ngoại trừ Hiên Viên, Viêm Hoàng Đại Lục những thứ này xúc vật, trên cơ bản đều không đưa đến cái tác dụng gì. Đến bây giờ một cái đạp thiên chi cảnh đều không có, bọn họ không đáng coi trọng. Đúng, chúng ta tộc nhân, về Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện, coi như không động thủ, hoảng sợ đều có thể hù chết bọn họ. Chúng ta chân chính cửu nhân, là Nguyệt Chi Thần Cảnh. Còn lại quỷ thần nói. Các ngươi nói rất đúng. Bồ Đề ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhìn qua ngoài cửa thế giới. Thực lực, là duy nhất chân lý. Chúng ta 200.000 năm cũng chờ đến đây, không cần thiết tại yếu ớt thời điểm cậy mạnh. Ngay tại lúc này, càng sợ càng tốt, đã Nguyệt Chi Thần Cảnh còn có người tại, tạm thời không cần thiết đem Viêm Hoàng làm loạn, tránh khỏi chọc giận đám người này, trở về tìm ra trường. Chúng ta bây giờ, quá yếu đuối, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nhất kích tất sát, để Nguyệt Chi Thần Cảnh, không có cơ hội phản ứng. Mọi người gật đầu. Ngô Hoàng, vậy chúng ta cứ như vậy các loại sao? Dực Quân hỏi. Không. Bồ Đề mặt hướng mọi người, nói. Ta sẽ dẫn lấy Tiểu U, chui vào Nguyệt Chi Thần Cảnh, hấp thụ Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng đến lớn mạnh chính mình, Viêm Hoàng quá cằn cỗi, coi như cầm xuống nơi này, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có Nguyệt Tinh Nguyên, mới làm cho chúng ta, ma thần huyết mạch, khai quật đến lớn nhất trình độ. Cũng chỉ có Nguyệt Tinh Nguyên, mới có thể để cho tộc ta, trở về đỉnh phong. Bây giờ luận cường giả số lượng, chúng ta cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh, kém ngàn vạn lần, chỉ có ta dựa vào ma thần huyết mạch, so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh, mới có thể đánh tan bọn họ. Tầng thứ tư, ha ha, ta chỉ là, quá khuyết thiếu lực lượng. Hắn đi vào bên người mọi người, tiếp tục nói. 200.000 năm qua, mỗi một cái hoàng tộc tiền bối, đều lấy hao tổn 200 năm thọ mệnh làm đại giá, đào ra duy nhất một giọt, hoàng tộc tâm huyết, trọn vẹn hội tụ 200.000 năm, mới lưu giữ đủ rồi, để cho ta cùng Tiểu U toàn thân hoán huyết, đã thức tỉnh chúng ta quỷ thần nhất tộc ngọn nguồn, ma thần thiên tộc, chí tôn huyết mạch. Tổ tông phụng hiến, quyết tâm của bọn hắn cùng không cam lòng, đều tại huyết mạch của ta chi bên trong chảy xuôi, bọn họ vì cái gì? Vì chúng ta, có thể đào thoát nhà tù. Vì chúng ta nhất tộc, có thể sinh tồn đi xuống, chỉ thế thôi. Nói đến chỗ này, Bồ Đề nước mắt, đều đã chảy xuống. Ma thần thiên tộc, là chúng ta bản nguyên, thế nhưng là, bọn họ lại lưu đày chúng ta, để cho chúng ta ngã vào thiên nhất giới diệt. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta những thứ này bị ném bỏ người, sẽ dùng hai thời gian 10 vạn năm, tạo ra được ma thần huyết mạch. Liền bọn họ đều không mấy cái ma thần huyết mạch. Phổ thông nắm chặt song quyền. Hắn nhìn lấy thân thể của mình, lệ nóng doanh tròng. Ta, chỉ cần không lên tiếng thì thôi, nhất minh, thì phá hủy Nguyệt Chi Thần Cảnh, cướp đi Nguyệt Tinh Nguyên, để cho chúng ta 9 tầng địa ngục trọng sinh. Đến lúc đó, coi như chưa hề quay về ma thần thiên tộc cơ hội, chúng ta cũng có thể hành tẩu tinh không, dù là lang thang, đều có tôn nghiêm. Đối với bọn hắn tham vọng tới nói, Viêm Hoàng Đại Lục, thực sự quá nhỏ. Ngô Hoàng Vạn Tuế. Trong lòng mọi người. Khí huyết bành trướng. Toàn thân hoán huyết, chết mà hậu sinh. Toàn thân đều là hoàng tộc tâm huyết, cái kia chính là chí tôn ma thần. Chỉ cần Ngô Hoàng quét ngang Nguyệt Chi Thần Cảnh, cho chúng ta đoạt được Nguyệt Tinh Nguyên, chúng ta toàn tộc, đều có thể trong tương lai cường thịnh lên. Ngô Hoàng, người khi nào xuất phát, đi Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bồ Đề nói, ngày mai, ta thì mang Tiểu U đi. Bây giờ thực lực của ngươi, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh nhất định muốn cẩn thận. Người cảnh giới rất cao, nhưng thực sự quá khuyết thiếu lực lượng. Chúng người quan tâm nói. Yên tâm đi. Bồ Đề rất có lòng tin. Đến mức Viêm Hoàng Đại Lục bên này, các loại Nguyệt Chi Thần Cảnh cái kia hai cái tiểu hài tử đi, các ngươi thì tiến công, trong bọn họ, có một người là tai họa, nhất định phải giết. Ngô Hoàng nói, thế nhưng là cái kia Lý Thiên Mệnh. Dực Quân hỏi. Đúng. Hắn giết thái tử, tự nhiên đáng chết, muốn không phải cái kia Nguyệt Chi Thần Cảnh nữ tử. Một mực ở bên cạnh hắn, ta đã sớm giết chết hắn. Dực Quân nói, ta đoán chừng hai người kia, ngốc không được quá lâu, chờ bọn hắn đi, tộc nhân của chúng ta, đoán chừng cũng gần như hoàn toàn khôi phục, trước tiên đem Viêm Hoàng tất cả tu luyện phúc địa cầm xuống. Nhớ kỹ, phải tất yếu giết cái kia Lý Thiên Mệnh. Ngô Hoàng an bài nói,
hắn vội vã muốn đi Nguyệt Chi thần cảnh. Quá gấp, bởi vì hắn cảnh giới rất cao, lại cực độ khuyết thiếu đỉnh cấp lực lượng, chỉ có cảnh giới, đó là lâu đài xây trên cát. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Ngô Hoàng yên tâm, chúng ta 10 cái đạp thiên chi cảnh, rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ cần không có Nguyệt Chi thần cảnh người quấy rối, chỉ là súc vật một dạng nhân tộc, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Sực Quân cười nói. Đúng, Sực Quân huynh không có hoàng tộc huyết mạch, muốn tu luyện đến tầng thứ 3. Thật lợi hại. Lợi hại cái gì, hắn là hư, ha ha. Đến ăn nhiều một chút, bổ một chút. Huyết nhục cường độ dễ dàng bổ sung, lực lượng phương diện vẫn là đến tuần hoàn từng bước, cho nên nói, mặc kệ Viêm Hoàng nhiều vô dụng, chúng ta vẫn là phải cầm phía dưới 9 đại thần vực sơn môn, nhất là cái kia quỷ thần sơn mạch, linh khí tốt nhất. Quỷ thần sơn mạch, không chính là chúng ta đồng tộc thành lập thần vực. Bọn họ Đàm Tiếu nghị luận. Quỷ thần sơn mạch, là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Bất quá, bên kia thủ hộ kết giới, đã sớm mở ra, tạm thời sẽ để bọn hắn so sánh đau đầu. Đều nắm chặt khôi phục đi, nói là đạp thiên chi cảnh, trong các người phần lớn người, trước mắt lực lượng so tầng 12 sinh tử kiếp còn yếu. Bồ Đề giận dữ nói. 9 tầng địa ngục, quá cằn cỗi. Ngô Hoàng yên tâm, ta những ngày qua, ăn mấy triệu hung thú, huyết nhục cường độ đã bổ sung đi lên, đến đón lấy đi Viêm Hoàng bổ sung lực lượng, trong một tháng thì không sai biệt lắm. Ngươi không được a, ta đều ăn 8 triệu. Bồ Đề nhìn đến mỗi người bọn họ, đều vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tim của hắn, cũng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Các vị huynh đệ, chờ ta theo Nguyệt Chi thần cảnh, cho các ngươi mang về cao cấp hơn thần nguyên, tốt hơn tư nguyên. Bồ Đề rất có lòng tin. Bởi vì, hắn sẽ siêu qua tất cả tiền bối. 20 vạn năm trước, bọn họ đã rất cường thịnh. Nhưng là hôm nay, chính hắn, cũng có thể làm cho quỷ thần thượng tộc, siêu việt trước đây cường thịnh. Nuốt Nguyệt Chi thần cảnh, chúng ta mới có thể quật khởi. Thái Cực Phong Hồ, Trạm Tinh Cổ Lộ. Thiên Viên Thiên Hồn vần quanh, quỷ thần huyết Nguyệt Thiên Hồn, tiếp tục thay đổi. Lý Thiên Mệnh ban ngày làm bạn cái kia, Huy Dạ Thi, Du Sơn Ngoạn Thủy, buổi tối đều tại khổ tu, không có chậm trễ quá nhiều công phu. Bất quá, cô nương kia rất khó hầu hạ, thường xuyên hơn nửa đêm đem Lý Thiên Mệnh kéo ra ngoài. Ngay cả như vậy, sau mười mấy ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn là thuận lợi bước vào 9 tầng tử kiếp cảnh giới. Hiện tại, coi như không có Linh Nhi phụ linh, ta cũng hẳn là đạp thiên chi cảnh dưới, vô địch. Thiên Viên Thiên Hồn cùng Quỷ Thần Thiên Hồn, một lần nữa mở ra hắn mãnh liệt đột phá con đường. Còn có tam trọng sinh tử kiếp, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp lực lượng, giống như càng ngày càng nóng nảy. Hiện tại là tử kiếp. Hắn rõ ràng cảm giác được, hiện tại tử kiếp chi lực, so trước kia muốn hung mãnh rất nhiều. Một cỗ lực lượng vô hình, đang thay đổi của hắn mệnh tuyển tính chất. Không biết đến 10 tầng sinh kiếp, sẽ có hay không có biến hóa mới. Bọn họ thiên hồn, cần phải còn có thể để cho ta tại tương lai tiến bộ mấy tầng, nhưng chân chính con đường thành thần, khả năng còn muốn chính mình thăm dò. Những ngày này hồn, đối với hắn rất quan trọng. Cho đến nay, Hiên Viên Đại Đế, còn tại chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Thành thần rất khó, bất quá, Linh Nhi cùng Tiêu Tiêu, ngược lại có khả năng, nhanh hơn ta thành tựu đạp thiên chi cảnh. Nói không chừng đến lúc đó, nếu là có cơ hội, còn phải làm cho các nàng, đem ta mang theo lên Nguyệt Chi thần cảnh A. Trước mắt Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều tại Trạm Tinh Cổ Lộ bên trong. Bởi vì đồng dạng đến từ cách xa Chu Tước Quốc Diễm Đô quan hệ, các nàng vẫn rất trò chuyện tới. Thái cổ tà ma rất thảm Trạm Tinh Cổ Lộ thiên hồn, cho nên mỗi lần tiến đến, Lâm Tiêu Tiêu đều bị nó tiến vào cộng sinh không gian. Nàng gần nhất tại xông vào, tầng 12 tử kiếp. Trước đó thái cổ tà ma bức bách nàng dung hội quá nhiều ngày hồn, cảnh giới đột phá vô cùng hung mãnh. Hiện tại tuy nhiên không lại nuốt, bất quá nội tình vẫn còn ở đó. Có thái cổ tà ma trí nhớ chống đỡ, Lâm Tiêu Tiêu thành tựu đạp thiên chi cảnh thời gian, sẽ không quá lâu. Nói thật, mệnh hồn, mới là một cái sinh linh cơ sở. Thiên hồn chưa bao giờ từng tiến vào thân thể, càng giống là sinh linh cùng thế giới một loại liên lụy, một nửa thuộc về người, một nửa thuộc ở thiên địa. Mệnh hồn vào luân hồi, thiên hồn bên trong ghi chép, thì là thứ ba thị giác trí nhớ. Thiên hồn bản thân không có cảm tình cùng thần trí, thái cổ tà ma nuốt thiên hồn, cùng vong xuyên minh kỳ hấp thu mệnh hồn khái niệm cũng không cùng. Thiên hồn càng giống là thiên địa, xứng đôi cho sinh linh một loại thiên chi hồn phách.
nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm giác Dạ Lăng Phong hồn ma, nuốt có thể là mệnh hồn. Bởi vì hồn ma là, Nguyên Thủy Ma Tôn, người hầu. Nhìn như vậy đến, Nguyên Thủy Ma Tôn khả năng, sẽ cùng Hỗn Độn Thần Đế ngược lại. Tại thần đô thời điểm, Lý Thiên Mệnh không biết những hồn phách này khái niệm, cho nên đối hồn ma lúc ấy nuốt hồn phách không cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn, nếu quả như thật ăn chính là mệnh hồn, cái kia đoán chừng không thật là tốt. Ta ở chỗ này, dựa vào đế quân chúng sinh cùng công đức thiên ý, thoát thai hoán cốt, tiến triển kinh người, không biết Tiểu Phong Nguyên Thủy Ma Tôn, sẽ mang đến cho hắn cái gì. Nói lên chuyện này, Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút áy náy. Trước kia nói tốt, an định lại, thì dẫn bọn hắn, kết quả vừa đến thần vực, liền bị vòng xoáy vây khốn. Hắn vốn là dự định thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, thì trở về một chuyến, kết quả bị bắt được thiên tinh cảnh. Hiện tại, ta đều 9 tầng tử kiếp, hẳn là không pháp thông qua tử linh rãnh trời. Có điều, chỉ cần ta sẽ giải quyết quỷ thần nhất tộc phiền phức, nhìn có biện pháp nào không, trực tiếp dẫn bọn hắn phía trên nguyệt chi thần cảnh, thậm chí, trật tự chi địa. Làm là huynh trưởng, Lý Thiên Mệnh khẳng định hy vọng bọn họ, có thể có rộng lớn hơn tiền đồ. Đúng, bao quát nghĩa phụ thế nhưng là bát kiếp luân hồi chi thể. Quá lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh rất tưởng niệm bọn họ. Không biết Tiểu Phong, có hay không thông minh cơ linh một chút. Còn ăn con run à, ha ha, còn có khẽ nói, sẽ không vui vẻ điểm. Còn có nghĩa phụ, vô địch quá lâu, đoán chừng đều tịch mịch, phải đem hắn mang ra, hung hăng để hắn thất bại một chút. Nhìn hắn còn đựng không trang bức. Tại 9 tầng địa ngục cùng Nguyệt Chi thần cảnh trong khe hẹp, chợt nhớ tới bọn họ. Lý Thiên Mệnh lúc tu luyện, khóe miệng đều toát ra ý cười. Đúng rồi, Tiểu Phong thập phương trấn ma trụ, khả năng cùng Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp cùng cấp bậc, không biết hắn là không có thể khai quật ra, cái này thần vật năng lực. Nói đến binh khí, Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vong Xuyên Minh Kỳ. Cái kia Vong Xuyên Minh Kỳ cũng là một loại thần vật, tuy nhiên cờ xí bị phá, nhưng là cán thương vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh liền đem cái này Vong Xuyên Minh Kỳ, đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sử dụng càng nhiều hơn chính là cung tiễn, Lý Thiên Mệnh thì theo thiên long giới bên trong, cho nàng chọn lựa có 15 điều kiếp văn cung tiễn. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi sẽ dùng binh khí gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không biết, ta chưa từng đánh nhau bao giờ à. Khương Phi Linh nắm bắt tiểu váy, chính mình cũng dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh gãi cái đầu. Hắn nhớ tới. Trước mắt cô nương này, đã lớn như vậy. Cơ hồ đồng dạng không có đánh qua khung. Không có việc gì, tuy nhiên không thể phụ linh, nhưng người bây giờ bản sự, rất nhiều đều là thời gian, cùng, không gian, năng lực. Loại bản lãnh này không thể tưởng tượng, nếu có tranh đấu, cần ngươi xuất mã, người vẫn là giống như trước đây trợ giúp ta là đủ. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến bản lãnh của nàng. Nàng tuy nhiên khuyết thiếu một số đơn đả độc đấu năng lực, nhưng mặc kệ là bảo mệnh, vẫn là hạn chế địch người thủ đoạn, có thể nói đăng phong tạo cực. Có hiên viên si trí nhớ, nàng tại kiếp văn sư phương diện năng lực, càng là trực tiếp một bước lên trời. Hiên viên đạo, dịch tinh ẩn cùng Âu Dương kiếm vương thánh cung, đều bị nàng chữa trị. Hiện tại cũng tại tốc độ cao nhất khôi phục bên trong. Thậm chí, 9 tầng kết giới hạch, đều tại trong vòng vài ngày, để cho nàng xong. Nàng chẳng những có thiên nhất, loại kia khủng bố năng lực, càng có hiên viên si đối kiếp văn sư chỉ đạo nghiên cứu. 9 tầng kết giới đối với nàng mà nói đều đơn giản. Nàng nói, nếu như có thể khôi phục đạp thiên chi cảnh tu vi, thần cấp kết giới, nàng đều có thể làm ra đến. Hiện đang khôi phục tới trình độ nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6 tầng sinh kiếp, khả năng còn cần hơn 10 ngày. Khương Phi Linh nói. Nguyên lai nàng muốn chính mình trọng tu, có thể muốn 10 năm. Hiện tại 1 tháng giải quyết. Khác nhau quá lớn. Những ngày qua, Lý Thiên Mệnh đem thiên long giới bên trong, đại bộ phận có thể chuyển hóa làm sinh tử kiếp lực kiếp văn linh túy, cơ bản đều cho nàng. Thậm chí, hắn đem thiên nguyên tông tất cả linh khí suối phun, đều dẫn động cho nàng hấp thu. Ở trên trời ý cấp tốc khôi phục, trưởng thành tình huống dưới, tính gộp lại lực lượng chỉ là một cái quá trình. Khương Phi Linh cơ hồ một ngày mấy cảnh giới. Loại kia tốc độ, nhìn đến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Loại này tốc độ đột phá, cùng hắn không có cách nào tương tự. Bởi vì những thứ này thành quả, nhưng thật ra là hiên viên si tại 10 vạn năm trước đã tu luyện tốt. Lâm Tiêu Tiêu có thể đột phá nhanh như vậy, cũng có hắn đặc thù tính. So sánh tới nói,
Lý Thiên Mệnh là thực sự tự mình đột phá, còn có chúng sinh công đức tạo hóa. Loại này khác nhau, dẫn đến Lâm Tiêu Tiêu cùng Khương Phi Linh tuy nhiên cảnh giới đều sẽ càng cao, nhưng chân thực chiến đấu lực, cùng Lý Thiên Mệnh không cách nào so sánh. Nếu như các nàng không có cái mới tạo hóa, rất có thể sẽ bị Lý Thiên Mệnh mãnh liệt hất ra. Nhất là, Lý Thiên Mệnh cảm giác càng đến gần đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, giống như bắt đầu biến hóa mới. Đến mức đến cùng biết biến hóa thành trình độ gì, đoán chừng thành thần thời khắc, sẽ có đáp án. Ba người bọn hắn tại trạm tinh cổ lộ, chỉ cần có thời gian, trên cơ bản đều dùng tại tăng lên chính mình. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh trưởng khống thiên hạ đại cục, tùy thời giám sát quỷ thần nhất tộc động tĩnh. Hiện tại thiên hạ tông môn, thần thành, thành trấn, tất cả thủ hộ kết giới đều đã mở ra. Hương trấn dân chúng tận khả năng hướng thành trấn phương hướng chuyển di, cùng trước kia nhân tộc nội chiến hình thức, hoàn toàn phản đi qua. Tình huống khác nhau, khác biệt phương pháp bảo mệnh. Lúc rạng sáng, Hiên Viên Đạo tiến đến rồi. Xây lại thánh cung về sau, hắn cầm không ít kiếp văn linh túy, khôi phục được còn có thể. Nhưng muốn về đến lúc trước, đoán chừng phải 2-3 năm trở lên. Có biến động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, những thứ này quỷ thần nhất tộc, lấy Trầm Uyên chiến trường làm căn cơ, tiếp tục nuốt ăn hung thú, lớn mạnh nhục thân cường độ, mỗi đến ban đêm liền đến Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện, ngẫu nhiên tiến công thành trấn, cướp bóc linh khí cùng linh túy, nhưng lại không ăn cộng sinh thú. Hiên Viên Đạo nói, đã tiếp tục có nửa tháng, còn không tiến công. Đúng, bọn họ tại tích xúc lực lượng, bởi vì bọn họ tình huống, cùng ta có chút cùng loại, đều là thiên ý đến, nhưng là thánh nguyên hoặc là sinh tử kiếp lực không cùng phía trên, 9 tầng địa ngục linh khí quá kém, bọn họ hiện tại như đói như khát lớn mạnh. Có điều, bọn họ còn không có tiến công, đoán chừng đang đợi hai vị kia rời đi. Điều này nói rõ, bọn họ thật vô cùng sợ Nguyệt Chi Thần cảnh người. Thiên Mệnh, có biện pháp nào, có thể để hai người này, tận khả năng tại cái này ở lâu sao? Hiên Viên Đạo đứng tại nhân tộc góc độ phía trên, hỏi thăm Lý Thiên Mệnh. Hai vị này, đều là khó phục vụ chủ tử, cái kia Huy Nguyệt giận tối thiểu chính mình chơi, không phiền chúng ta, nhưng là hắn rõ ràng lưu không được, mà cái kia Huy Dạ Thi. Quá phiền, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nói thật, mấy ngày nay để nữ nhân này, nhắm chúng có chút phiền. Các loại yêu cầu, các loại khó hầu hạ, còn phải cung cấp, một chút không nghe lời, liền muốn phát cáu. Người thụ nhiều lấy điểm đi, không phải vậy bọn họ vừa đi, quỷ thần nhất tộc khẳng định thì muốn động thủ. Người tiến triển cấp tốc, có thể nhiều chống đỡ một hồi, tối thiểu có thể có chút tư bản. Hiên Viên Đạo hỏi. Ừm, ta minh bạch. Đại sự cùng việc nhỏ, hắn phân rõ ràng. Nếu như lưu lại hai người này, làm cho Viêm Hoàng Đại Lục chúng sinh thở một ngụm, không đến mức bị quỷ thần đổ sát, hắn nhận. Đây là ức vạn chúng sinh mệnh, chính mình ăn chút đau khổ, ngược lại không tính là gì. Hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nói cho cùng, bản sự không đủ, liền muốn thỏa hiệp. Lý Thiên Mệnh nói, có biện pháp nào, có thể để bọn hắn lưu một năm trở lên sao? Hiên Viên Đạo hỏi, một năm trở lên, không cửa, chơi chán bọn họ liền chạy. Lý Thiên Mệnh nói, ta có biện pháp. Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, ôm lấy hai cánh nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Đạo hỏi. Đem nàng gạo nấu thành cơm, muốn là mang bầu, cái này một tới hai đi, tối thiểu đến một năm, mới có thể sinh ra em bé tới. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh nhất định thành thần. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi đi chết. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ của nó, đem nó ném ra ngoài. Dù sao, vất vả ngươi Thiên Mệnh. Hiên Viên Đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không sao. Vừa dứt lời phía dưới đâu, bên ngoài thì truyền đến ầm ĩ thanh âm. Lý Thiên Mệnh đâu, để hắn đi ra. Đại nhân, chúng ta nhân hoàng ở bên trong tu luyện. Cái gì nhân hoàng, không xấu hổ a? Hắn đã đáp ứng, hôm nay mang ta đi phương Bắc nhìn, băng hải, lăn đi. Đại nhân, đây là chúng ta trạm tinh cổ lộ. Bên ngoài như thế nhao nhao, hiển nhiên là, Huy Dạ Thi tới. Lần này nàng trực tiếp xông vào trạm tinh cổ lộ. Hướng trời bên trên nhìn một chút, ghét bỏ nói. Thì điểm ấy đổ bỏ đi thiên hồn. Chúng ta, Nguyệt Thần Điện, tối thiểu có 1 triệu đạp thiên chi cảnh thiên hồn. Cái chỗ chết tiệt này, còn tưởng là làm bảo bối một dạng thủ vệ lên, thật tốt cười. Nàng liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh, biểu lộ mới chuyển thành mỉm cười, ngoắc ngoắc tay, nói, đi thôi, trời đã sáng, ta muốn thấy nhìn kết băng đại hải,
chúng ta cái kia Phong Vũ Vân Vũ Đô là nhân tạo, không có như vậy tự nhiên cảnh đẹp, nhanh dẫn đường cho ta. Đi thôi, Thiên Viên Đạo Tàng hắng một cái, đẩy Lý Thiên Mệnh một thanh. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Nói thật, hắn cùng Phương Thái Thanh Độc Cô Tấn, cùng hai đại quỷ vương đấu, đều không hiện tại loại này phiền muộn cảm giác. Trước kia, vậy cũng là dựa vào chính mình. Hiện tại cục thế dạng này, còn phải cả ngày bồi Huy Nguyệt Thơ, du lịch, mới có thể bảo trụ nhân tộc chúng sinh. Nói đến rất buồn cười. Nhưng đây chính là hiện thực. Hắn trước khi đi, cùng Khương Phi Linh liếc nhau một cái, ra hiệu để cho nàng chờ mình trở về. Bất quá. Huy Dạ Thi mắt sắc vô cùng. Nàng liếc mắt liền thấy, bọn họ đối mặt thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Người kia là ai? Nàng liếc một cái Khương Phi Linh, trợn trắng mắt. Không cần nhìn đều biết, trên mặt nàng viết bốn chữ, tranh nhau khoe sắc. Sợ là Viêm Hoàng Đại Lục chỗ như vậy, sẽ có Khương Phi Linh như thế khí chất cô nương, để cho nàng có chút không thoải mái. Dù sao tại nàng trong tiềm thức, trước mắt những thứ này, đều là không tắm rửa thổ dân. Nàng làm sao biết, Khương Phi Linh dung mạo, là, vĩnh sinh thế giới thành chủ cấp bậc kia. Bẩm đại nhân, nàng là thê tử của ta, Lý Thiên Mệnh nói. Há, dài đến tạm được, người phúc khí không tệ. Nàng cũng rất lợi hại, tuổi tác không nhỏ, còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Huy Dạ Thi bĩu môi nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ bắt đầu lý giải Lý Thiên Mệnh, cái này Nguyệt Chi Thần cảnh tới, đại nhân, xác thực không tốt hầu hạ. Đi thôi. Nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh ngoắc ngoắc tay. Ngươi đi đi, không có chuyện. Khương Phi Linh đương nhiên sẽ không cùng Huy Dạ Thi tính toán. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh theo Huy Dạ Thi ra ngoài. Nói thật, hắn đề nghị qua an bài những người khác, theo nàng du ngoạn, nhưng Huy Dạ Thi không đồng ý, cái kia xác thực không có cách. Xuất phát rồi. Sau khi đi ra, nàng cao hứng giống đứa bé, trên mặt viết đầy, ngây thơ. Bọn họ sau khi đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyệt Chi Thần cảnh người, đều như thế không có giáo dục sao? Âu Dương Kiếm Vương cười lạnh một tiếng. Thế thì không nhất định, chỉ là đụng phải đi. Bất quá có một chút, là nhân loại vĩnh viễn không vùng được mau bệnh. Dịch Tinh Ẩn nói. Cái gì? Thượng vị giả thành kiến cùng cảm giác ưu việt. Dịch Tinh Ẩn nói. Lưỡng Nghi Thần Vực, Âm Dương Ma Tông. Lý Thải Vi trở về sau. Hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, trên cơ bản đã đem, bị Độc Cô Tấn phá hư, Lưỡng Nghi Âm Dương Ma Giới, kết giới hạch, sửa lại thành công. Thủ hộ kết giới, bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ Lưỡng Nghi Thần Vực thần thành, thành trấn, dưới sự chỉ huy của nàng, toàn bộ thành lập hoàn thiện phòng thủ. Mặc kệ là tông môn vẫn là thần thành, cũng đều là quỷ thần nhất tộc mục tiêu. Nhất là tông môn nắm giữ tối đỉnh cấp linh khí suối phun, quỷ thần nhất tộc nhu cầu cấp bách. Hết thảy giải quyết về sau, Lý Thải Vi hơi có chút mỏi mệt. Nàng ngồi tại Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ phía trên, trở về nàng chỗ tu luyện, Vân Hồ Điện. Lúc này đã là đêm khuya, ngàn dặm không mây, trăng sáng sao thưa. Tiến Vân Hồ Điện trước, nàng cái kia màu hồng nhạt đôi mắt, nhìn thoáng qua trên trời, Nguyệt Chi Thần cảnh. Mặc kệ quỷ thần đồ diệt chúng ta, chỉ quản bọn họ phải chăng làm trái cấm lệnh. Lý Thải Vi ánh mắt lãnh đạm. Phái đoàn ngược lại là có đủ. Cho nên kết quả là, chúng ta vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như không có tự mình đi cùng Nguyệt Chi Thần cảnh người, Lý Thải Vi nghe Lý Thiên Mệnh nói lên chi tiết, tâm lý liền mười phần khó chịu. Trong lòng suy nghĩ tương lai khốn cảnh, Lý Thải Vi đi vào Vân Hồ Điện. Mới vừa vào cửa, nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như có một đạo nguyệt ánh sáng chiếu rọi ở trên người. Lưng phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên. Vân Hồ Điện u ám trong ngọn đèn, một cái nắm giữ nguyệt màu trắng thanh niên tóc dài đứng ở nơi đó. Trên người hắn hất lên áo lông chồn áo khoác, khuôn mặt như tuyết thuần trắng, đại điện bên ngoài ánh trăng, chiếu rọi ở tại trên thân, dường như hắn là nguyệt quang chi tử, đứng trên đám mây, quan sát Lý Thải Vi. Trong đó, hắn cái trán vị trí nguyệt nha ấn ký, có thể nói phá lệ rõ ràng. Nguyên lai là nguyệt chi thần cảnh đại nhân, không biết đại nhân, đến bỉ nhân phòng ốc sơ sài. Có gì phân phó? Lý Thải Vi khí định thần nhàn, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Nhưng, trong nội tâm nàng không khỏi khẩn trương lại nghi hoặc. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh nói qua, người này tu vi, cũng là thượng thần. Viêm Hoàng Đại Lục, 100.000 năm không có lại xuất hiện thượng thần. Đây là ánh mắt thấy được kinh khủng tồn tại. Huy Nguyệt giận một đôi tròng mắt, ngắm nhìn nàng.
hắn cất bước đi tới, đi đến Lý Thải Vi bên cạnh thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Thải Vi màu hồng nhạt tóc dài, nói. Nếu biết thân phận của ta, vì sao không quỳ xuống? Đại nhân, bằng vào chúng ta Viêm Hoàng Đại Lục lễ nghi, ta không phải nô bộc của ngươi, hạ thấp người hành lễ là đủ. Lý Thải Vi cúi đầu nói. Bằng vào chúng ta Nguyệt Chi Thần cảnh quy củ, hạ vị giả, đến quỳ xuống. Huy Nguyệt giận bờ môi rất mỏng, lúc nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, nhưng có điểm giống là phong nhận, dễ dàng chảy thương lỗ tai. Nhưng nơi này là Viêm Hoàng. Ta đứng ở chỗ này, nơi này chính là địa bàn của ta. Lý Thải Vi lời còn chưa nói hết, Huy Nguyệt giận thì duỗi ra một cái tay, đặt tại trên vai của nàng. Hắn động tác không vui, lại ép tới Lý Thải Vi sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hoàn toàn không có sức chống cự, bị ép tới quỳ xuống, đầu gối đập vào trên sàn nhà. Quỳ tốt, nghe nói ngươi tại cái chỗ chết tiệt này địa vị, coi như không tệ, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Huy Nguyệt giận về tới trước mắt của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Để Lý Thải Vi mỹ nhân như vậy, cho mình quỳ xuống, hắn mi đầu đều không nháy một chút. Lý Thải Vi vừa muốn ngẩng đầu, hắn thì hừ một tiếng, nói, đem cúi đầu, coi như tại cái này hạt bụi thế giới, tốt nhất cũng muốn hiểu lễ nghi tôn ti, cái này gọi văn minh. Được, ngươi hỏi đi. Lý Thải Vi đối cửa Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ khoát khoát tay, ra hiệu để nó chớ vào. Nàng cúi đầu, dù là tâm lý rất phẫn nộ, tại cái này thượng thần trước mặt, hiện tại cũng nhịn được. Ta trong mấy ngày qua, tại cái này Viêm Hoàng Đại Lục chín đại thần vực, khắp nơi lung lay, giống như khắp nơi, đều đang đồn một cái cố sự. Huy Nguyệt giận thanh âm, từ bên trên truyền đến. Cái gì cố sự, Lý Thải Vi nói. Nghe nói, các ngươi nhân hoàng, một năm trước lấy thiên chi thánh cảnh, tiến vào thần tông, ngắn ngủi một năm, đột nhiên tăng mạnh, chém giết qua tầng 12 tử kiếp cường giả. Bây giờ mới 20 mấy tuổi, liền thành Viêm Hoàng Đại Lục tối cường giả, gần như sắp thành thần. Huy Nguyệt giận thanh âm lạnh lùng nói. Lý Thải Vi nhướng mày. Nàng biết, Lý Thiên mệnh dạng này nghịch thiên quật khởi con đường, tuyệt đối để kẻ trước mắt này, thất bại. Bằng không, hắn không có khả năng tâm tình kém như vậy, trên người mình chút giận. Theo thanh âm của hắn có thể phán đoán ra, hắn đối với cái này rất nghi hoặc, rất để ý, thậm chí phiền muộn. Bởi vì ngay từ đầu, Lý Thiên mệnh nói ra số tuổi thật sự thời điểm, bọn họ biểu thị ra chế giễu. Nhưng bây giờ, chuyện này lại là thật. Cái kia há không phải liền là, lộ ra đến ba người bọn hắn tự cho là đúng, lộ ra rất châm chọc. Đỏ mặt a. Những đạo lý này, Lý Thải Vi một chút đã nghĩ thông suốt. Biết đối phương phiền muộn, trong nội tâm nàng dễ chịu. Nhưng là, nghĩ đến đây có thể sẽ cho Lý Thiên Mệnh, mang đến phiền phức, nàng lại nhức đầu. Thông báo Nguyệt Chi Thần cảnh, chỉ nhìn bọn họ có thể giúp đỡ, kết quả tới ba người. Ngược lại làm cho tất cả mọi người, đều có chút tiến thối lưỡng nan. Hy vọng Thiên Mệnh đối với cái này, có một ít phòng bị. Nàng chỉ có thể dạng này hy vọng. Trong lòng nàng, nổi lên những ý niệm này thời điểm, Huy Nguyệt giận đứng ở trước mặt của nàng, nói, ta hỏi ngươi, đây đều là thật sao? Là thật, bởi vì chúng ta nhân hoàng, là hiên viên đại đế truyền nhân, thủy tổ đem hết thảy truyền thừa, đều cho hắn. Lý Thải Vi nói, hiên viên đại đế truyền thừa, bao quát thiên hồn cùng nhân hoàng long giáp, đây đều là mọi người đều biết, nhưng kỳ thật cũng là Huy Nguyệt giận bọn họ chướng mắt đồ vật. Lý Thải Vi lấy ra làm giải thích, chính là vì cho Lý Thiên Mệnh, ngăn trở hắn chân chính tư bản. Hiên viên. Huy Nguyệt giận quả nhiên cười ha ha, đối với cái này có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới. 23 tuổi, có thành tựu như thế, tại Nguyệt Chi Thần cảnh đều tính toán rất tốt. Huy Nguyệt giận nói. Há lại chỉ có từng đó là không tệ. Lý Thiên Mệnh không có trang tinh nguyên, không có 1 triệu thần cấp thiên hồn, lại so Huy Nguyệt giận 23 tuổi thời điểm, mạnh hơn một mảng lớn. So với đại nhân, kém xa. Lý Thải Vi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật tâm lý đã sớm khinh bỉ Huy Nguyệt giận. Há, ta giống như tại trong lời của ngươi, nghe ra còn lại ý vị. Huy Nguyệt giận đứng tại trước mắt của nàng, bàn tay của hắn đưa ra ngoài, nắm Lý Thải Vi quấn lại rất cao đuôi ngựa. Hắn lôi kéo tóc của nàng. Để cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy chính mình. Đại nhân không phải nói, không thể ngẩng đầu a. Lý Thải Vi nói. Ta để ngươi nhấc, ngươi liền có thể nhấc. Cái kia tái nhợt ánh mắt, xem kỹ lấy Lý Thải Vi, bỗng nhiên cười nói. Nói đến, ngươi cái này tướng mạo cùng tư thái, còn thực là không tồi, cho nên ngươi khả năng tự nhận là, chính mình rất có mị lực,
nói không chừng có thể câu lên ta, phải không? Lý Thải Vi tâm lý đều nhanh nôn. Chỉ là vì bảo mệnh, nàng không dám lộ ra ngoài, chỉ dám nói, đại nhân suy nghĩ nhiều, người bực này cao cao tại thượng nhân vật, sao có thể để ý con kiến hôi dung mạo. Điểm này ngươi ngược lại là thật thông minh, ngươi nói không sai, các ngươi huyết mạch quá đê tiện. Đều là nhân tộc, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt, các ngươi thì cùng heo chó giống như, ven đường một cái chó cái, dài đến lại thanh tú, ta cũng không có khả năng gặp liền lên. Hiểu chưa? Huy Nguyệt giận nói. Minh bạch, đại nhân thật có phong độ, thật không hổ là lễ nghi chi địa đại nhân vật. Bất quá ta cho rằng, đại nhân có thể không dùng cùng ta, cường điệu nhiều như vậy để lời nói với người xa lạ, nhắc nhở ta tôn ti phân chia, ta một tiểu nhân vật, không xứng với nhiều nước bọt như vậy. Lý Thải Vi nói. Há, ngươi lại tự cho là thông minh châm chọc ta thật sao? Huy Nguyệt giận lôi kéo mái tóc dài của nàng, đem nàng nhấc lên. Biết cảm ơn sao? Không có ta ở chỗ này, hiện tại các ngươi cái này bản nguyên thú tộc, đều phải cho quỷ thần giết sạch. Ngươi không biết cảm động đến rơi nước mắt coi như xong, ngươi còn dám châm chọc ta. Huy Nguyệt giận rõ ràng tâm tình rất tồi tệ. Lý Thải Vi hít sâu một hơi, đem phẫn nộ đè xuống, không nói lời nào. Lần sau gặp ta, trực tiếp quỳ xuống, đây mới là cầu ta cứu các ngươi mạng chó thái độ, biết không? Huy Nguyệt giận bỗng nhiên nâng lên một cái chân, đá vào Lý Thải Vi trên đầu gối. Răng rắc, nàng cái kia một cái chân, trực tiếp uốn lượn biến hình, xương cốt đều gãy mất. Ây, nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, lại nhịn xuống không có thốt một tiếng. Ba, Huy Nguyệt giận đem nàng ném xuống đất, phủi tay, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các ngươi nơi này, cần phải còn có không ít, có thể vật hữu dụng. Sau khi nói xong, hắn lướt tới Vân Hồ Điện, nghênh ngang rời đi. Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ vội vàng vọt lên. Nhìn đến Lý Thải Vi vặn vẹo chân, nó đã sớm giận tím mặt. Không có chuyện, nối xương liền tốt, không mất mạng. Lý Thải Vi bò tới trên người của nó. Cứ như vậy bị khi phụ, Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ nói. Đương nhiên không thành, Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đỏ bừng. Vậy làm sao bây giờ? Ta cả một đời đều không nhận qua loại này ủy khuất, thật sự là quá khinh người, ta muốn tìm thiên mệnh cáo trạng. Tại Viêm Hoàng đại lục lớn nhất phương Bắc, chính là vô tận băng hải. Lạnh lẽo để nước biển, đông lạnh kết thành tầng băng, đứng tại cái này băng tuyết thế giới bên trong nhìn về phía trước, băng hải lân quang cùng bầu trời xanh thăm thẳm kết nối ở cùng nhau, biển trời một sắc. Mênh mông thế giới, không có bất kỳ ai, dạng này bao la hùng vĩ thiên địa, có thể nói cảnh sắc mười phần mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên tới. Băng sơn, hải dương, luồng khí lạnh, cảnh đẹp như vậy. Đồng dạng để hắn cảm giác rung động sâu sắc. Cảnh đẹp như vậy, nếu như là cùng Linh Nhi cùng đi liền tốt. Hắn lắc đầu cảm khái. Hắn đứng tại băng sơn phía trên, không nhúc nhích. Tại trước mắt hắn mấy trăm mét chỗ, một người mặc trắng như tuyết váy ngắn thiếu nữ, ngay tại hàn băng phía trên chơi đùa, phát ra ngân linh giống như tiếng cười. Nàng xem ra hết sức cao hứng, rõ ràng là bị tiểu không gian quan lâu. Lần đầu tiên tới cái này bao la hùng vĩ thế giới. Chơi đến quên cả trời đất. Nàng tại tầng băng phía trên trượt, còn đánh vỡ hàn băng, xông vào đáy biển, cùng những cái kia năm màu lộng lẫy cá biển cùng một chỗ ngao du, giống như là một cái mỹ nhân ngư giống như, thành biển cả tinh linh. Không biết vô tình hay là cố ý, nàng hôm nay ăn mặc mười phần khinh bạc. Nhập nước sau, rất nhiều cảnh sắc thì ngăn không được, nhất là cái kia rất thấp cổ áo, trắng như tuyết phong cảnh như ẩn như hiện. Thân thể của nàng đoạn, vốn là cay đến có chút quá phân, lại phối hợp đáng yêu dí dỏm khuôn mặt, xác thực rất mị hoặc. Lý Thiên Mệnh lười nhác quan tâm nàng, chỉ lo chính mình luyện kiếm. Đến trạng vạng tối, dáng chiều trải rộng, chiếu rọi tại tầng băng phía trên, thiên địa đều thành màu cam. Trên mặt băng sóng nước lấp loáng, có chút chói mắt. Này này, cùng đi chơi nha, những thứ này cá thật xinh đẹp, cái gì hình dáng đều có, thật thật kỳ diệu nha. Huy Dạ Thi người còn chưa tới. Thanh âm thì đã đến. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra. Trước mắt một cái ẩm ướt núc ních cô nương, thì đứng tại hắn ngoài một thước. Cái kia nàng tán loạn mái tóc dài màu trắng bạc, dán tại trên da thịt, tại dáng chiều lộng lẫy dưới, da thịt càng thêm trắng nõn. Cái kia khinh bạc quần áo dưới, rất nhiều phong cảnh một mực không thể nghi ngờ. Huy Dạ thì tựa hồ một chút cũng không có chú ý, hưng phấn tới kéo Lý Thiên Mệnh tay, nói. Mau tới. Giáng chiều rất xinh đẹp, chúng ta một đường hướng phương Bắc đi.
Lý Thiên Mệnh gấp vội rút ra tay, nói, đừng, ngươi chơi là được rồi, ta phải luyện kiếm. Không muốn mà, không có gì tốt luyện, hiếm thấy đến một chuyến, nơi này thật sự là quá đẹp, ta trước kia còn tưởng rằng hạt bụi thế giới, đều là cho bụi đây. Huy Dạ Thi nháy mắt to, tràn ngập hy vọng nhìn lấy hắn. Không được. Lý Thiên Mệnh cự tuyệt, lui về phía sau mấy bước. Hắn cảm thấy, nữ nhân này, tính tình lơ lửng không cố định, nàng tuyệt đối rất nguy hiểm. A, không tốt đẹp gì chơi, ta tìm ta ca đi, lập tức trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nàng một quyết miệng, mặt mũi tràn đầy không vui mà nói. Đến mà đến nha, ta tìm mấy trăm người chơi với ngươi, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, liền muốn ngươi. Lý Thiên Mệnh liền có chút không hiểu rõ, chính mình một cái, 300 tuổi, lão đầu, có cái gì sức hấp dẫn. Nói thật, hắn gặp phải rất nhiều cô nương xinh đẹp. Tỷ như Vi Sinh Nhược Tố, Hiên Viên Mộc Tuyết, tính cách của các nàng đều rất nội liếm, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định cảm giác, không cho người ta thêm phiền phức. Nhưng cái này Huy Dạ Thi hoàn toàn ngược lại, điêu ngoa mạnh mẽ, xem như độc một cái. Tại nàng lôi kéo dưới, Lý Thiên Mệnh bị nàng kéo lấy, nhàm chán lắc trong chốc lát. Giáng chiều biến mất, màn đêm buông xuống. Đã đến giờ, trở về. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Cái này mỗi một ngày, đều là tra tấn. Không vội a, người sinh cái lửa, ngồi xuống nha, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Huy Dạ Thi không có chút nào khách khí, luôn hướng Lý Thiên Mệnh trên thân dựa vào. Trở lại trên bờ, hỏa quang rạng rỡ, Lý Thiên Mệnh đứng tại bên cạnh, Huy Dạ Thi cuộn cong lại chân ngồi ở trên tảng đá. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười khúc khích, hỏi, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Một chút phản ứng đều không có. Đại nhân, có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Huy Dạ Thi lệch ra cái đầu, ngây thơ, hỏi. Đại nhân quốc sắc thiên hương. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy, ngươi khẳng định cảm thấy, không bằng nữ nhân của ngươi. Huy Dạ Thi có chút bất mãn nói. Đại nhân, không nên cùng ta nói giỡn, ta số tuổi lớn hơn ngươi được nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Còn gạt người. Ta hôm qua nghe người ta nói chuyện xưa của ngươi, ngươi chính là 23 tuổi, còn nhỏ hơn ta đâu, đệ đệ. Huy Dạ Thi theo trên tảng đá nhảy xuống tới, đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, duỗi ra hai tay, móc tại Lý Thiên Mệnh trên cổ, nháy mắt, nói, 23 tuổi, xưng bá thiên hạ, ngươi không phải liền là trong mắt thế nhân thần thoại một dạng tồn tại sao? Kia phong quang không phải sao? Ta đêm qua nghĩ đến nát óc, đều không nghĩ ra, ngươi đến cùng là làm sao làm được đâu. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là, ngươi là một cái bất thế kỳ tài, Viêm Hoàng Đại Lục thậm chí còn mai một ngươi, muốn để ngươi, đến chúng ta Nguyệt Chi Thần Cảnh, cho ngươi Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng tu luyện, còn đến mức nào? Đợi một thời gian, ngươi đều có thể trở thành chúng ta Nguyệt Chi Thần Cảnh nhân vật có tiếng tăm nữa nha. Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn số tuổi chuyện này, hoàn toàn giấu không được, bởi vì khắp thiên hạ đều biết. Bất quá, hắn sáng sớm cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ là cái này Nguyệt Chi Thần Cảnh ba người, không tin thôi. Hắn bắt lấy Huy Dạ Thi tay, nhẹ nhàng nặn ra. Nàng và mình quá thân mật, Lý Thiên Mệnh không phải rất thói quen. Đại nhân quá khen, ta không có nhiều cân lượng, cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Lý Thiên Mệnh nói, ai nha, ngươi như thế nào là du mộc đầu đâu? Còn không hiểu tâm ý của người ta sao? Huy Dạ Thi cuống cuồng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Ta muốn dẫn người đi Nguyệt Chi Thần Cảnh a, người đáp ứng, ngày mai chúng ta liền đi, có được hay không? Chúng ta Huy Nguyệt gia tộc, là Nguyệt Chi Thần Cảnh thịnh thế gia tộc, ta cam đoan có thể để ngươi một bước lên trời, trèo lên cành cây cao, chim sẻ bay lên đầu cành, trực tiếp biến thành Phượng Hoàng. Đây tuyệt đối là cuộc đời khác nhau, ngươi không dùng ở đây làm ếch ngồi đáy giếng, lấy ngươi dạng này thiên tư, lưu tại nơi này, thật là lãng phí. Huy Dạ Thi trịnh trọng nói. Đại nhân! Khác gọi ta đại nhân, thật khó nghe, gọi ta Thi Thi liền tốt. Nàng chân thành nói. Lý Thiên Mệnh hô không ra miệng. Thiên Mệnh, cùng ta đi, ta thích ngươi, nhìn ra được sao? Ta Huy Dạ Thi, có năng lực, có tư bản, có thể để ngươi lên cao tuyệt đỉnh, huy hoàng lên cao, làm cho tất cả mọi người đều tôn kính ngươi. Nàng lại nắm lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay, tràn ngập hy vọng nhìn lấy hắn. Ngươi thích ta. Lý Thiên Mệnh nghe được có chút mộng. Nói thật, cái này thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất, bị người khác dạng này trực tiếp dứt khoát tỏ tình. Huy Dạ Thi, ngươi đừng tìm ta đùa kiểu này.
hắn lắc đầu nói. Không có nói đùa, chúng ta Nguyệt thần tộc cô nương, đều là nhiệt tình như vậy không bị cản trở, không được sao? Huy Dạ Thi nói. Ngươi một chút không hiểu rõ ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất kéo. Mới quen không có mấy ngày, hôm qua mới biết chính mình 23 tuổi, thì nói thích. Về sau có rất nhiều cơ hội, lẫn nhau chậm rãi hiểu rõ. Ta cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt, thiên phú lại xuất chúng, ngươi ăn nói, trong con mắt ngươi quang mang, đều là ta thích cái kia một cái này kêu là nhất kiến trung tình. Lý Thiên Mệnh, ngươi chạy không được, đã định trước là người của ta. Nàng đối với mình rất có lòng tin, cho nên 10 phần bá khí mà nói. Nói đến đây, nàng cơ bản đã ngả bài. Thiên Mệnh, đi theo ta đi, ngày mai liền đi, thật, làm ngươi đi Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi liền biết, vứt bỏ cái này hạt bụi thế giới, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Huy Dạ Thi nói. Dưới bầu trời đêm, nàng đợi đợi một đáp án. Kết quả, Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, lập tức cùng nàng giữ một khoảng cách. Hắn rất nghiêm túc nói, đại nhân, ta cảm thấy ta cần nói rõ hai chuyện, đệ nhất, ta không thể lại rời đi, bởi vì tộc nhân của ta, sắp gặp đại nạn, thứ hai, ta có người thích. Nếu có cái gì hiểu lầm, để ngươi sinh ra hiểu lầm, rất xin lỗi. Cái gì tộc nhân đại nạn, đều là mượn cớ, ngươi là vứt bỏ không được cái kia nữa a. Nàng ngoại trừ dài đến vẫn còn, chỗ nào xứng với ngươi. Đem ngươi lưu tại nơi này, còn chậm trễ tiền trình của ngươi, ngươi muốn là nói không nên lời, ta có thể nói với nàng, nếu như nàng vì muốn tốt cho ngươi, nàng thì sẽ buông tha cho. Huy Dạ Thi nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, chính mình não bổ rất nhiều cố sự. Lý Thiên Mệnh thật là không có gì để nói, thanh âm hắn nghiêm túc, nói, chuyện này dừng ở đây, ta cần phải trở về, gặp lại. Ngươi dám đi, ta liền giết nàng. Ta giết không được, liền để ta ca động thủ, ta nhìn ngươi ngăn trở thế nào. Lý Thiên Mệnh vừa mới chuyển thân, Huy Dạ Thi âm thanh lạnh lùng thì truyền đến. Quả nhiên, nàng ưa thích, là có gai. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý lửa, triệt để đốt lên. Uy hiếp Khương Phi Linh, cũng là chạm nghịch lân của hắn. Việc này rất phiền phức, bởi vì đối phương quan hệ đến trấn áp quỷ thần nhất tộc chuyện này, rất dễ dàng tiến thối lưỡng nan. Hắn xoay người, lãnh đạm nhìn lấy Huy Dạ Thi, nói, kỳ thật, ngươi thật không cần thiết khó xử ta. Ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi là Nguyệt Chi thần cảnh, trước đến giúp đỡ Viêm Hoàng đại lục nhân tộc nhân vật, ta có thể tôn kính ngươi, nhưng ngươi thật không cần thiết, tại trên người của ta lãng phí tinh lực của ngươi. Làm khó dễ ngươi, ta là thật thích ngươi, ta muốn, ta thì nghĩ ra được. Huy Dạ Thi nói, ái tình là chuyện hai người tình, ngươi không hiểu sao. Không sao. Lâu ngày có thể sinh tình, ta rất ngoan. Cái này mẹ nó là ai a? Mẹ ngươi chứ nhiệt tình không bị cản trở. Lý Thiên Mệnh mắng một câu. Mặc kệ Hiên Viên Đạo bọn họ, hy vọng nhiều chính mình, có thể đủ nhiều giữ lại một chút hai người này, cho cả nhân tộc thở dốc cơ hội. Cục diện bây giờ, hắn không có cách nào hầu hạ. Lấy tính tình của hắn, làm thời gian dài như vậy, hướng dẫn du lịch, tâm lý sớm thấy chán. Hắn lần này quả quyết quay người, lập tức rời đi. Thật hắn meo không may. Cộng sinh không gian bên trong, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu kề vai sát cánh, cảm khái nói ra. Lão đại hắn quá ngượng ngùng, muốn là ta, tuyệt đối làm nàng một trận, đem nàng đặt vào hậu cung. Miêu Miêu đại tức giận nói. Sau đó một ngày nào đó, nàng tranh giành tình nhân, đem ngươi hậu cung giết sạch, sau đó đem ngươi trứng bóp nát. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Miêu Miêu toàn thân siết chặt, xấu hổ cười, vậy quên đi, bản mèo quyết định để cho nàng một ngựa. Bất quá nói đến, thằng nam đụng tới trà xanh, thật đúng là vừa a. Mặc kệ Nguyệt Chi thần cảnh người trọng yếu bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh thật đúng là đi được nhanh chóng. Ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không, ta cùng ta ca, lập tức rời đi nơi này, để quỷ thần nhất tộc, đồ diệt tộc nhân của ngươi. Lý Thiên Mệnh còn chưa đi ra bao xa. Sau lưng một đạo mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Nhìn lại, Huy Dạ Thi đầy mặt nước mắt như mưa, nghiến răng nghiến lợi. Lý Thiên Mệnh đầu, đều bị nàng phiền lớn. Một cái, lăn chữ, nói ra miệng dễ dàng, nhưng sau khi trở về, làm sao đối mặt Hiên Viên Đạo bọn họ. Nếu là lần này, chiến bại, xuất hiện ức vạn thương vong, vậy cũng là trách nhiệm của hắn. Được rồi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Huy Dạ Thi gặp hắn ánh mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên lại mềm nhũn ra, nói, như vậy đi, ta đoán chừng ngươi vẫn là, đối Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng không hiểu rõ, không biết trời cao đất rộng. Chờ ngươi được chứng kiến,
ngươi liền biết hướng tới. Ngươi chuẩn bị để ta mở mang kiến thức một chút sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Huy Dạ Thi hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Ta tầng 12 tử kiếp, ta sẽ so huynh trưởng ta, tới sớm hơn đạp thiên chi cảnh, ta Nguyệt thần tộc, cùng ngươi có căn bản khác nhau. Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này đánh bại tầng 12 tử kiếp, hắn cường độ cùng ta Huy Dạ Thi loại này tầng 12 tử kiếp giống nhau. Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Cái kia muốn không dạng này, chúng ta lập một vụ cá cược, ngươi nếu bị thua, cũng đừng dây dưa ta. Sau đó, tại cái này lưu lại 3 tháng, Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi tuy nhiên coi trọng chính mình, nhưng tâm lý cảm giác ưu việt vẫn là rất mạnh, Lý Thiên Mệnh liền tóm lấy nàng điểm này. Đây là duy nhất giải quyết phiền phức biện pháp. Quả thật đúng là không sai, Huy Dạ Thi rất kinh ngạc, người cầm thực lực, tới làm tiền đặt cược. Đúng. Tốt ha, người thật sự là quá cần, thật tốt thấy chút việc đời, được thêm kiến thức, Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Người đáp ứng không? Đáp ứng, bất quá ta cũng có điều kiện, Huy Dạ Thi cười giả dối. Nói. Ta nếu là thắng, ngươi theo ta đi, quên nơi này, làm ta người. Huy Dạ Thi nói. Được, một lời đã định, tứ mã nan truy, mặt khác để điểm ngươi một câu, con người của ta, từ trước tới giờ sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà lưu tình, ta cùng người đánh nhau, đều là đánh cho đến chết, ngươi sợ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Qua, hù dọa ta đây, tất cả mọi người đem ngươi truyền đi những thứ này mơ hồ, ta sớm muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Huy Dạ Thi nói, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tối thiểu không cầm, lập tức đi, phiền ngươi, ta muốn thua ngươi, đã nói lên ngươi thật sự là ngọc thô, nói rõ ánh mắt của ta là đúng. Rất tốt, bọn họ song phương, đều có ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là, làm sao ngươi biết, ta có bao nhiêu lợi hại đâu. Cho nên, bọn họ đều chắc chắn chính mình, nhất định có thể thắng. Đừng nhìn Huy Dạ Thi cỡ nào tán thành thiên phú của hắn. Nhưng đối với chân thực chiến đấu lực, nàng biết rõ phải chăng nắm giữ nguyệt tinh nguyên tu luyện khác nhau. Nghe nói các người bản nguyên thú tộc cộng sinh thú có chút ý tứ, sáng ra đi. Huy Dạ Thi nói, ngươi không có cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Không có cộng sinh thú, trong mắt còn không có điểm sao, nói rõ không có đủ thần thông. Đây chính là nguyệt thần tộc. Vô chi, ngươi làm ai cũng là bản nguyên thú tộc A. Chúng ta nguyệt thần tộc. Tự nhiên có cao cấp hơn thủ đoạn, ai muốn cùng bẩn thỉu dã thú cùng một chỗ tu luyện. Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. A, cái kia xin cho ta kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, mỗi người xuất hiện tại hắn bên cạnh. Lam Hoang cùng Tiên Tiên còn tại Hiên Viên Hồ, bảo hộ Khương Phi Linh, thì hai bọn chúng đi theo ra ngoài. Cái này liền là của ngươi cộng sinh thú. Hai cái tiểu bất điểm, ngoại trừ dài đến đáng yêu, có gì hữu dụng đâu. Huy Dạ Thi buồn bực nói. Nàng cho rằng, càng lớn cộng sinh thú, mới tính càng lợi hại. Đúng, bọn họ không có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, răng rắc một tiếng, một phân thành hai. Ông, tóc trắng phấn khởi. Hắc hai con mắt màu vàng óng, lóng lánh hào quang chói mắt. Rất đẹp. Huy Dạ Thi nhìn đến tâm lý đập bịch bịch. Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ có bởi vì dung mạo. Rước lấy phiền phức một ngày. Có thể là hỗn độn thần đế truyền thừa quan hệ, hắn tại đế hoàng thiên ý tăng lên thời điểm, khí chất có biến hóa rất lớn. Hiện tại cùng Chu Tước Quốc thời điểm so sánh, quả thực là hai người. Cái này khí độ cùng nhan trị, xác thực rất bất phàm. Bất quá, lại không bình thường, Huy Dạ Thi đều muốn muộn côn đánh ngã, sau đó kéo đi. Lý Thiên Mệnh, người biết cái gì gọi là thức thần, sao? Huy Dạ Thi lúc nói chuyện, theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một thanh trăng khuyết một dạng đao mảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này là một thanh thần vật. Phía trên lưu truyền sức mạnh hàng đầu, cùng Huy Dạ Thi giống nhau, cần phải đến từ Nguyệt Tinh Nguyên. Không hiểu, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cho nên ta nói, ngươi thật vô cùng không kiến thức. Huy Dạ Thi đắc ý nói. Vậy ngươi để ta mở mang kiến thức một chút. Mở to hai mắt thấy rõ ràng đi. Đối so với chúng ta, thức thần, cộng sinh thú, là cái thá gì nha? Lời nói âm vừa hạ xuống xong, Huy Dạ Thi bên người không gió mà bay. Nàng tóc dài bay múa, váy ngắn tung bay, toàn thân đều là điểm sáng. Ông! Nàng động tác rất nhanh, thân thủ tại đao mảnh phía trên liên tục điểm 3 lần. Địa hồn quý vị, thức thần hàng lâm. Lơ lửng bốn biển, nguyệt thần phát sáng,
đêm tối tiềm hành, Nguyệt Ma Linh, hiện thân. Ong ong. Giờ khắc này, nàng đem trong tay đao mảnh, trực tiếp cắm ở dưới chân trên mặt băng. Ầm ầm. Một cỗ chấn hám nhân tâm lực lượng, đột nhiên phóng thích ra ngoài. Người cái này thủ đoạn gì, còn phải chính miệng đọc ra. Không cảm thấy ngu xuẩn, Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Chuyên môn đọc cho ngươi nghe, cho ngươi dài một phía dưới kiến thức. Huy Dạ Thi ngọt ngào cười nói. Tại nàng lúc nói chuyện, thức thần, Nguyệt Ma Linh, sinh ra. Làm cái kia thần vật đao mảnh phía trên, hiện ra như sợi tóc một dạng ánh trăng lực lượng kia bao phủ tại trên mặt băng thời điểm, mặt băng bỗng nhiên vỡ vụn, nguyên một đám cao mấy chục mét cự nhân, sinh ra tại trên mặt băng, xuất hiện tại Huy Dạ Thi chung quanh. Cái kia mấy chục cái cự nhân, đều là trường bào che kín thân thể, toàn thân sáng chói sáng lóng lánh, nữ thần. Bọn họ nguy nga cao ngất, ở trên cao nhìn xuống, hết thảy có 5 vị, mỗi một vị đều có nguyệt tóc dài màu trắng, bay múa đầy trời, thậm chí trong tay còn nắm đao kiếm, từng đôi mênh mông ánh mắt, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ phía dưới, bọn họ cũng không có chân, bọn chúng nửa người dưới đều là hư vô, là một cỗ lực lượng, liên tiếp tại Huy Dạ Thi trên thân. Cho nên, những thứ này to lớn nữ thần, tựa như là tại Huy Dạ Thi trên thân, mọc ra giống như. Bọn họ cũng không phải là thực thể, mà chính là cùng loại khương phi linh hoặc là tiên tiên linh thể. Linh thể là xen vào linh hồn cùng nhục thân bên trong một loại trạng thái, so sánh linh hồn, linh thể có thể tồn tại ở thế giới, thậm chí có thật nhiều thần kỳ thủ đoạn. Cái này một số, thức thần, cũng là kỳ diệu biến hóa ra tới linh thể. Bọn họ rất có thể có lực công kích, thậm chí có thể sử dụng lực lượng, mà lại không cực hạn tại linh hồn công kích. Đây chính là thức thần. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, cái này 5 cái thức thần, lại là Huy Dạ Thi rất mạnh chiến đấu lực. Đúng, mở rộng tầm mắt sao? Nguyên lý là cái gì? Nói cho ngươi cũng tốn sức, chờ ngươi cùng ta đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, thức thần là chúng ta Nguyệt Thần tộc mạnh nhất tư bản, bản chất của bọn chúng, là chúng ta rời rạc tại chung quanh thân thể, địa hồn, biến hóa, phân liệt mà thành. Thức thần có ngàn vạn loại. So với các ngươi cộng sinh hệ thống tu luyện, thiên phú và tu vi đều lại nhận cộng sinh thú hạn chế, chúng ta thức thần, mạnh đến mức ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi còn chưa tới 25 tuổi, nếu như ngươi nắm chắc thời gian, nói không chừng, chúng ta có thể sử dụng, Nguyệt Thần phát sáng, giúp ngươi khai mở địa hồn, dẫn xuất thức thần. Nhường đất hồn vì ngươi chiến đấu. Huy Dạ Thi kiêu ngạo nói. Mặc kệ Huy Dạ Thi cái kia kiêu ngạo thái độ, đến cỡ nào làm cho người ta chán ghét. Trước mắt cái này 5 cái địa hồn chuyển biến thức thần, Nguyệt Ma Linh, vẫn là để Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Đặc thù linh thể, chính mình cũng có thể gánh chịu lực lượng. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không thể tưởng tượng. Tại trật tự chi địa, chúng ta Nguyệt Thần tộc bản tộc, trật tự thiên tộc, càng là thức thần nơi phát nguyên. Ngươi muốn là theo ta, quãng đời còn lại nói không chừng có cơ hội, đi trật tự chi địa, tận mắt chứng kiến chúng ta trật tự thiên tộc huy hoàng. Ngươi những thứ vô dụng này cộng sinh thú. Từ bỏ cũng không đáng kể. Huy Dạ Thi nói. À, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Các huynh đệ, các người bị coi thường, làm sao xử lý? Lý Thiên Mệnh hỏi. Làm sao xử lý, làm xuyên nàng a? Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Vậy liền lên cho ta, đánh cho đến chết. Lý Thiên Mệnh nhẫn nhịn hơn 10 ngày, mỗi ngày thụ cái này Huy Dạ Thi khí, hiện tại cơ hội tới. Giết! Huy Dạ Thi thấy hắn như thế hung ác. Tâm lý ngược lại càng vui mừng hơn, nghĩ thầm. Đây mới là người làm đại sự mà. Để hắn ăn trước điểm đau khổ, không có chuyện. Khi nàng giơ lên trong tay thần đao thời khắc, trên người nàng ngũ đại thức thần, Nguyệt Ma Linh, gần như đồng thời động thủ. Bọn họ xem ra, có điểm giống là tượng thần, đao kiếm trong tay, nhưng thật ra là đều là linh thể một bộ phận. Ông! Huy Dạ Thi thân thể mềm mại nhẹ nhàng, lực sát thương nhưng rất mạnh. Nàng hướng về Lý Thiên Mệnh bay lượn mà đến, thi triển chiến quyết, biến hóa đa dạng, kỳ diệu vô song. Thần đao sở hướng, ánh trăng sáng chói. Rất rõ ràng, đây là có thể so với lục đạo sinh tử kiếm quyết thần cấp chiến quyết. Tại nàng xuất thủ thời điểm, bên người thức thần Nguyệt Ma Linh, vậy mà thi triển đồng dạng chiến quyết, nhưng chúng nó hình thể càng lớn, uy lực hung mãnh. Bởi vì là linh thể, cho nên công kích của bọn nó, tựa như là song trọng, chẳng những có thể chém đứt nhục thân. Càng có thể xé rách thần hồn. Đây là Nguyệt Thần tộc mạnh nhất chỗ. Nguyệt Hà chi đao, Ma Linh quỷ thiểm. Một đao quét ngang, băng hải vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời,
cảm giác toàn bộ thế giới đều bị cái này huy dạ thi cùng nguyệt ma linh phong kín. Bổ sung một nửa linh hồn phương diện tiến công. Lý Thiên Mệnh cười. Ầm ầm. Trước lúc này, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu liền đã xuất thủ. Bọn họ vào tới Huy Nguyệt Thơ trước mắt, thần thông trực tiếp oanh tạc, lôi hỏa dây dưa, oanh minh nổ tung. Chấn hồn chi đồng. Lý Thiên Mệnh lấy một chiêu này tiên cơ. Hắn lười nhác cùng Huy Dạ Thi khách khí, trực tiếp mở ra Nhân Hoàng Long Giáp, tiêu thăng đến trạng thái mạnh nhất. Tại Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa công kích hiểm hộ phía dưới, hắn đột nhiên vào tới trước. Atula, ma thần kiếm trận. Đế vực kiếm hoàng kết giới vừa mở, kiếm khí bạo loạn. Đầy trời kiếm khí hội tụ hai đại ma thần, từ trên trời giáng xuống, so cái kia ngũ đại thức thần càng lớn. Cái này hung hãn nổ tung một chiêu, giết qua Độc Cô Tấn, lúc này thời điểm thậm chí so lúc ấy càng mạnh. Phốc phốc phốc, hai đại ma thần, xuyên qua ngũ đại thức thần, cái kia nguyệt ma linh bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ chìm ngập. Trong lúc vô hình, Huỳnh Hỏa thậm chí ngừng lại một chút Huy Dạ Thi sau lưng. Dám xem thường lão tử, ăn ngươi gà đại ca một kiếm. Đương đương đương. Huy Dạ Thi động tác càng nhanh, Nguyệt Ma Linh không đến mức bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn áp chế, tính toán để cho nàng thuận lợi chặn Huỳnh Hỏa một kiếm. Bỗng nhiên, trên trời lôi đình oanh tạc. Hỗn độn thiên kiếp, ầm vang đánh xuống, nó thức thần có 5 cái, nhưng cũng đỡ không nổi cái này hỗn độn thiên kiếp. Ba mặt thụ địch. Phá. Huy Dạ Thi Nguyệt Ma Linh rốt cục xé mở Atula ma thần kiếm trận. Thế mà lúc này thời điểm, Huỳnh Hỏa lại lần nữa dây dưa, một chiêu cửu thiên hung hồn kiếm trận, song kiếm hợp bích. Phốc phốc, một tháng ma linh bị kiếm khí của nó xuyên thấu. Thối lưu manh, Huy Dạ Thi hét lên một tiếng, vung đao đánh tan Huỳnh Hỏa một kiếm, khí đến sắc mặt phát run. Thế mà, càng kinh khủng nguy hiểm, trực tiếp xuyên qua Nguyệt Ma Linh, đạt tới trước mắt của nàng. Cái gì? Một cái nồi đất lớn quyền đầu, đập vào trên mặt của nàng. Ầm. Huy Dạ Thi kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt, trực tiếp bay xuống, hung hăng đập vào trên mặt băng, trực tiếp trượt 500 mét trở lên, đâm vào băng sơn phía trên. Ánh mắt của nàng đều không mở ra được, trên mặt đau rát, miệng đều sắp bị đánh sai lệch. Thật là đau a. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, mới từ trên mặt băng đứng lên, bỗng nhiên một cái bàn tay, đắp trên đầu. Để cho nàng nện vào biển cả, trực tiếp đâm vào đáy biển bùn cát phía trên. Huy Dạ Thi đầu rơi máu chảy, bị triệt để đánh cho hồ đồ. Ta, nàng oa một tiếng, khóc lên. Ra sức mở mắt ra, đối thủ của nàng xuất hiện tại đáy biển, trong tay một đôi trường kiếm lập lòe phát sáng. Ngươi vì cái gì đánh mặt? Huy Dạ Thi rú thảm nói. Bởi vì ngươi mặt đại, Lý Thiên Mệnh nói. A, nàng hỏng mất. Đây là nhất kích chí mệnh. Đinh! Đông Hoàng kiếm cắm ở nàng thần đao mặt bên phía trên, đem Huy Dạ Thi đặt ở đáy biển, lạnh lùng bùn cát vô tình hướng trong miệng rót. Đông Hoàng kiếm kiếm khí, hướng về thân thể của nàng chen chúc mà đi, trực tiếp xé rách vết thương. Còn đánh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đánh, không đánh. Huy Dạ Thi kinh hoàng nói. Cộng sinh thú lợi hại, vẫn là thức thần lợi hại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là chúng ta thức thần. Bất quá, người còn có thể đi. Nàng nói, còn muốn thanh tú cảm giác ưu việt sao? Lý Thiên Mệnh trường kiếm tiếp tục hạ thấp xuống. Không dám, Huy Dạ Thi sụp đổ nói. Toàn thân đều là đau rát. Ngươi là người có thân phận, nhớ đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. 3 tháng, chờ đi. Lý Thiên Mệnh thu hồi trường kiếm, hung ác nói. Hắn cũng không tin, đem toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều trấn trụ, còn không trị nổi ngươi Huy Dạ Thi. Không đi, không đem ngươi đoạt tới tay. Ta không có khả năng đi. Huy Dạ Thi ô ô nói. Cứt ăn nhiều, não tử lớn lên giỏi đi ngươi. Lý Thiên Mệnh giận chửi một câu, nghênh ngang rời đi. Trở về Thái Cực Phong Hồ trên đường. Đêm tối phía dưới. Huy Dạ Thi thức thần, giống như bám vào trên thân thể, để da thịt của nàng tại dưới ánh sao, có rất rõ ràng huỳnh quang. Chỉ là, trên mặt thương thế, sợ là phải mấy ngày mới có thể tốt. Nàng đuổi kịp mau chóng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, đáng thương nói. Người khác chỉ lo chính mình đi, chờ ta một chút, uy. Lý Thiên Mệnh, người đứng lại đó cho ta, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lý Thiên Mệnh quay đầu, trầm giọng nói, vẫn còn muốn tìm đánh thật sao? Người còn ngang đi lên, có tin ta hay không lập tức đi, về Nguyệt Chi thần cảnh. Nàng đuổi lên trước đến, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lời hứa của ngươi đâu?
Ngươi có phải hay không ngu xuẩn, cùng nữ nhân giảng thành tín. Ta cho ngươi cam kết gì, ta làm sao không biết. Hi hi, nàng mười phần vô lại nói. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nàng nhiều lời. Uy, ngươi đối với ta thái độ tốt một chút, ta chẳng phải ngoan sao. Nàng tức giận tới mức cắn môi đỏ, lại đuổi theo. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, sớm muộn quỳ bản cô nương dưới váy. Lý Thiên Mệnh cảm giác bên tai phía trên, thì cùng có một con ruồi giống như, vẫn luôn tại ong ong ong. Mau trở lại đến Thái Cực Phong Hồ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, híp mắt nhìn lấy cái này cùng thỏ trắng nhỏ một dạng, ở bên người loạn lắc huy dạ thi, hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, ta không đến 25 tuổi, nếu là đi Nguyệt Chi Thần Cảnh, có thể tại, Nguyệt Thần phát sáng, chiếu rọi xuống, đem, địa hồn, biến hóa thành ta thức thần. Đúng thế, ngươi muốn là đi theo ta, ngươi muốn cái gì đều có. Nhà ta sinh còn nhiều, rất nhiều, huy dạ thi nói. Mỗi người, đều có thể có chính mình thức thần, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thì nói thế, nhưng trên thực tế, người bình thường thức thần, cùng chúng ta Nguyệt Thần tộc, thậm chí Trật Tự Thiên tộc thức thần, có vô cùng lớn khác nhau. Huy dạ thi nói. Nói thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói. Huy dạ thi ngạo kiều nói. Làm phiền ngươi chiếu soi gương, nhìn xem mặt sưng phù không sưng được không. Thân đến ngoạm ăn sao, Lý Thiên Mệnh nói. Ai nha, ngươi hỗn đản, Huy dạ thi gấp. Không nói coi như. Ta nói, đứng lại, nghe, Huy dạ thi thẳng dậm chân. Lý Thiên Mệnh chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, nàng muốn là không muốn nói, hắn thật đúng là không có cái gọi là.